Nên có những cái người mà sống ở trên cuộc đời này, họ có một cái phước báo lớn. Đức Phật ví như là chư thiên, tức là có cái phước báo lớn. Thì lúc bây giờ đó, họ có một cái sự nghiệp lớn, mình thường mình gọi là giàu có. Họ có một cái sức khỏe tốt, đó là phước của họ. Người mà giàu có của cải, người mà có một cái sức khỏe tốt thì đây là phước. Nhưng mà ở trong lúc có cái phước như vậy đó, chúng ta tưởng là an lành. Ta tưởng những người giàu có, những người có địa vị xã hội, những người mà ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt, thì những người đó là những người coi như có hạnh phúc. Đức Phật nói là những người đó những người có phước. Nhưng mà những người đó đó, đôi khi đó họ khổ, mà họ còn khổ hơn những người khác nữa. Cho nên những người mà giàu có, thì quý vị thấy mỗi một lần xã hội thay đổi thì những người giàu có là những người khổ, những người có địa vị là những người khổ, khổ hơn người thường. Tức là một cái chế độ thay đổi thì những người ở cái chế độ trước mà có quyền thế thì qua cái chế độ sau nó họ khổ hơn. Họ giàu có nữa thì qua cái chế độ sau họ khổ hơn. Trong cái lúc đó nếu mà họ hết phước thì liền cái khổ tới, mà tới nhiều hơn họ. Cái thứ hai đó là ở trong cái khi mà họ đang giàu có như vậy, họ đang có địa vị, nhưng mà họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Tại vì muốn được giàu có, muốn có địa vị thì ở trong đầu của họ nó phải tính toán, phải tính toán, phải hơn thua. Nhưng mà tính toán thì chính cái đó nó làm cho họ cũng mất ăn mất ngủ đi, cho nên họ cũng có cái khổ. Nên Đức Phật nói là cái khi mà mình có một cái ý mong cầu về phước báo thì mình đã khổ. Mà được cái phước báo tới với mình rồi nữa, mình cố mình giữ nó đó, mình khổ hơn. Và khi mất nó đó thì mình lại càng khổ hơn nữa. Cho nên Thầy cũng đã từng chứng kiến những người mà ham địa vị mà bị mất địa vị, ham tiền của mà bị mất tiền của. Thành ra những người đó họ khổ đến cái độ mà họ điên, và đến cái độ mà họ phải tự tử. Thì như vậy đó, họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu. Cái thứ hai đó, cái người trí thức, cái người trí thức thì lại cũng có cái khổ của người trí thức. Cho nên họ biết nhiều, họ biết rất nhiều việc, nhưng mà họ không bao giờ làm được. Họ nói thiên hạ không nghe, không thể chấp nhận và không làm theo ý của họ được, thì những người đó họ cũng khổ. Cho nên vì họ khổ, họ không bằng lòng, họ bực bội. Cho nên chính Đức Phật nói, cái không bằng lòng đó, cái bực bội đó, nó thiêu đốt họ. Họ thiêu đốt cái gì? Tức là thiêu đốt cái tâm của họ và thiêu đốt cái thân của họ. Cái hạng thứ ba cũng khổ, tức là vừa khổ về vật chất, gọi là người không có phước, thì vừa khổ về vật chất mà cũng lại vừa khổ về tinh thần. Cho nên cái ham muốn nó không bao giờ được, cái ham muốn của mình nó không bao giờ tới. Thành mình mong cầu mà không bao giờ được, cho nên mình khổ. Từ cái khổ đó, vì không được cho nên mình sanh buồn phiền, mình sanh oán hận. Cho nên Đức Phật nói là cái người nghèo, cái người nghèo đó, khổ đó, thì cái người đó họ có nhiều cái oán hận. Cho nên khi mà chúng ta gặp một cái người nghèo, gặp một người họ thất nghiệp, một cái người họ đang khó khăn, thì những người đó họ có thể hung bạo,
họ có thể giữ hơn là cái người bình thường. Đức Phật ra đời nữa, Ngài nhìn Ngài thấy trong ba cái hàng người này mà Ngài thương xót. Cho nên Ngài thương xót đó, Ngài mới nói pháp và cứu vớt họ. Cái pháp của Đức Phật nói ra đó, thì trong Kinh Pháp Hoa ví như là ba xe mà ta gọi là Tam Thừa. Tam Thừa giáo, tức là cái giáo pháp đó đem thí dụ cho ba chiếc xe. Ba chiếc xe này dùng để làm gì? Để ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Bây giờ nữa, cái nhà lửa tam giới này là gì? Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái thân của chúng ta này, cái thân ngũ ấm này nữa, là ví như là cái nhà, cho nên gọi đây là ngũ ấm xá. Ngũ ấm xá tức là cái nhà ngũ ấm, một cái tổ hợp vật chất và tinh thần, nó gọi đó là chúng sanh, hay nó gọi đó là con người. Ta nói trong cái con người chúng ta đây đó, Đức Phật gọi đó là một cái nhà. Cho nên khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài tuyên bố một câu nữa là từ đây về sau, tức là ta không xây dựng thêm những cái nhà nào khác nữa. Tức là từ đây trở về trước á, thì ta bỏ cái nhà này, ta xây cái nhà khác, và liên tục ở trong bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau như vậy. Tức là ta bỏ cái thân này thì ta lại thọ cái thân khác, bỏ thân khác ta thọ thân khác nữa. Cho nên ở trong sáu đường sanh tử đó, chúng ta luôn luôn trôi lăn vào trong đó. Cho nên khi ta cùng cực của khổ đau thì ta rớt xuống tới địa ngục. Rồi ở từ trong địa ngục đó chúng ta mới bò lần ra, mà lên tới con người, lên tới chư thiên, tức là ta có được chút phước báo. Thì khi hưởng hết phước rồi đó, ta lại rơi xuống thế giới Atula. Tức là cái người mà đang giàu có mà bị mất hết của cải thì họ khổ và họ hận đời nhiều, cho nên đó, họ dễ hung tận. Cho đây ta gọi là quỷ hay là Atula. Thì từ Atula đó mà làm tất cả các việc ác đó, thì sẽ rớt xuống địa ngục. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, người ta luôn luôn thay đổi như vậy. Cho nên Thầy có gặp một cái anh mà đệ tử của Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái anh này đó, anh kể lại cái cuộc đời của anh. Anh bảo rằng từ ở ngoài Trung mà đi vào ở trong miền Nam, đi vào trong miền Nam này để lập nghiệp. Thì trong cái lúc đó, nhiều hồi đói mà không có tiền mua một khúc bánh mì lạc để ăn. Đây có đội hữu nào nghèo tới mức đó? Tức là không thể kiếm ra được đủ tiền để mua một khúc bánh mì mà ăn nữa. Ta nói khổ sở như vậy đó. Cho nên anh có một cái ý định là thôi mình tự tử đi, phải không? Ta nói có ý định tự tử đi. Thì bây giờ nó có một cái ý định tự tử, thì trong lúc đó nó, anh đã nhìn thấy cái chùa Vạn Đức. Ta đã thấy cái chùa Vạn Đức và nghe người ta tụng Kinh Pháp Hoa trong đó. Trước khi mà tự tử nó lại nghe được Kinh Pháp Hoa và thấy được cái chùa, cho nên em mới khởi lên cái ý niệm mình thôi, trước khi mình tự tử nó, mình nên vào chùa để mình lại Phật cái đó rồi hãy tự tử. Đây các đại hữu nên nhớ cái đó. Khi nào mà cùng cực khổ, khổ đau nó muốn tự tử nó, thì thôi đi về chùa lại Phật rồi hãy tự tử, phải không? Tức là có một cái ý niệm là lại Phật, có cái ý niệm là muốn thấy Phật và muốn nghe lại những cái lời của Đức Phật dạy rồi mới tự tử. Nhưng mà cái may mắn của anh này nữa, cái khi anh vào chùa, anh lại Phật rồi anh nghe tụng Kinh Pháp Hoa. Tự nhiên tụng Kinh Pháp Hoa nữa, tại vì cái căn lành của anh có, cho nên nghe tụng Kinh Pháp Hoa nữa là cảm được. Cảm được rồi ngồi xuống đó rồi tụng với người ta, tụng kinh với người khác. Ta nên nghe kinh rồi chuyển sang một cái mà tụng kinh. Thì khi mà anh tụng kinh, khi anh tụng kinh xong đó, thì lại anh được cái may mắn khác nữa, tức là anh được nghe Hòa Thượng Trí Tịnh giảng kinh.
Tại vì sau khi tụng một phẩm rồi đó thì thường hòa thượng hay ra hòa thượng giảng cho người ta nghe. Ta nên nghe hòa thượng giảng kinh. Sao anh nhìn anh thấy hòa thượng trí tịnh, anh thấy anh kính trọng quá. Tự nhiên thấy kính trọng quá mà anh quên cái tự tử của mình đi. Rồi từ cái chỗ mà kính trọng hòa thượng trí tịnh, rồi mới xin quy y với hòa thượng trí tịnh, rồi đó mới tới chùa tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vì anh tụng do cái căn lành của anh, do cái căn lành đời trước của anh và cái nhân duyên đắc độ với hòa thượng trí tịnh, cho nên anh tụng với tất cả tấm lòng của anh. Từ cái chỗ đó mà cuộc đời anh nó thay đổi. Từ một cái người mà kiếm một khúc bánh mì ăn không có, nhưng mà nó thay đổi cuộc đời của anh á, cho tới bây giờ ở trong tay anh đã có đến cả hàng ngàn tỷ đồng. Đây là một cái việc mà rất là lạ lùng. Cho nên anh quy y với hòa thượng trí tịnh, rồi anh mới tới đó anh tụng kinh Pháp Hoa với người khác. Mà như vậy đó, cuộc đời anh nó bắt đầu nó thay đổi. Cho nên người ta tu, người ta đổi đời. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Anh này đang cùng cực của khổ đau, tức là sắp đọa vào địa ngục rồi. Nếu mà anh không thấy cái chùa Vạn Đức, anh không nghe tiếng tụng kinh Pháp Hoa, và anh không gặp hòa thượng trí tịnh tới độ nữa, thì anh sẽ tự tử. Mà tự tử là chắc chắn đi vào địa ngục thôi. Cái việc quan trọng là chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà nhờ cái căn lành đời trước, cho nên anh nhìn thấy cái chùa, rồi anh nghe tiếng tụng kinh, rồi anh được gặp hòa thượng để anh quy y, mà cuộc đời anh thay đổi. Thì như vậy đó, làm gì để mà thay đổi cuộc đời? Tụng kinh thay đổi cuộc đời. Nếu mà nói như vậy đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đây đó cũng tụng kinh. Nhưng mà quý vị có đổi đời không? Người tụng kinh mà đổi đời từ xấu mà sang tốt cũng có. Nhưng mà người tụng kinh đổi đời mà từ tốt sang xấu cũng có. Những người đang làm ăn tốt nhưng mà đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, tu hành, rồi một lúc lại là nghèo khổ. Thế nên nghèo khổ rồi buồn phiền, rồi sân hận, tức là đọa địa ngục. Thì ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi đó là phá pháp tội chướng. Cái tội phá pháp đó, cái này nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta tự kiểm lại xem coi chúng ta tu như thế nào mà gọi là hành giả Pháp Hoa, và ta tu như thế nào nữa mà đây gọi là phá pháp tội chướng. Phải nhận ra được cái chỗ này để chúng ta không phạm phải cái sai lầm. Đương nhiên đó, cái người mà họ có cái phước báo đời trước, họ có một cái căn lành đời trước, nhưng mà khi sanh trên cuộc đời này đó, họ không được may mắn. Họ không được may mắn, nhưng mà phước họ vẫn có. Như cái anh mà thầy vừa nói đó, là cái anh này cái phước ảnh có, anh đáng lẽ làm giàu đó, nhưng mà vì gì? Thất bại. Thất bại cho đến một mẫu bánh mì không có ăn nữa. Thì bây giờ đó, nhờ căn lành đời trước cho nên nhìn thấy chùa, nghe kinh thì liền phát tâm. Cho nên cái quan trọng nhất là tất cả các Phật tử nên biết là chúng ta phát tâm. Thì khi mà chúng ta phát tâm thì chúng ta phát bằng cách nào? Nếu mà quý vị phát tâm nghĩ mình tụng kinh Pháp Hoa để mình lại Phật rồi đó mình sẽ được giàu có đó, thì cái này rơi vô lòng tham, không bao giờ được đâu. Nhớ cái điều đó. Cho nên những người mà họ tới chùa rồi họ cúng một đồng bạc hay họ cúng một trái chuối nữa, rồi họ khấn Bồ Tát Quan Âm để cho họ cái này, cho họ cái kia nhiều hơn, phải không? Cái này là phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm. Cho nên phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm, cho nên họ sẽ không bao giờ được. Nếu mà được thì chỉ có quỷ thần cho họ thôi. Ta nói quỷ thần có thể giúp họ chỗ này, nhưng mà quỷ thần giúp họ đó, họ có được hưởng không? Đây là rất nguy hiểm. Tức là quỷ thần
là thầy ví như là cái trường hợp mà ta gọi là xã hội đen, phải không? Tức là quỷ, quỷ ma là thuộc về xã hội đen. Tại vì chúng ta làm ít mà chúng ta muốn hưởng nhiều á, thì cái này phát xuất từ lòng tham, nó hợp với cái này rồi. Ta nói người bình thường như thế này, bình thường như thế này nè, thì họ biết nếu mà chúng ta nè, làm ăn lương thiện thì cái sự thu nhập của chúng ta nè, cái mức cho phép của nó tới đâu. Mà bây giờ cái người tu đương nhiên mình phải lương thiện và trên cái người lương thiện nữa thì gọi là tu chứ. Nhưng mà mình dưới cái mức lương thiện thì cái chuyện này không phải là tu rồi. Tại ra dưới cái mức lương thiện thì chỉ có một cái ta gọi là xã hội đen. Thì cái xã hội đen ở trên trần gian này với cái xã hội đen vô hình, hai cái này giống nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Ta nói ta cũng thuộc về cái dân xã hội đen, tức là ta cúng ít mà ta đòi nhiều, phải không? Thì cái xã hội đen vô hình kia đó là những người đó họ cũng vì tham lam, họ vì tham lam, vì ích kỷ mà họ không đạt được cái ý nguyện của họ, họ chết đi họ thành quỷ. Thành họ thành quỷ thần. Cho nên họ cũng tham lam ích kỷ. Bây giờ chúng ta cũng tham lam ích kỷ, hai cái này đó đồng nhau, cho nên lúc bây giờ đó ta gọi đây là gì? Quỷ nhiếp trì. Cho nên những người này đó họ cầu nguyện, họ quỷ nhiếp trì. Rõ hơn nữa đó là những người mà thầy nói họ đi chuột bùa chuột ngải đó. Họ đi chuột bùa chuột ngải đó thì cái trường hợp thuộc loại này. Mà họ tới họ cầu Phật á với hình thức này đó thì cái trường hợp này cũng chỉ có quỷ thần thôi. Cho nên quỷ thần nó mới lợi dụng Phật giáo. Thiệt ra thì là quỷ thần chứ không phải là tu. Nhưng mà vì muốn lợi dụng Phật giáo, muốn lợi dụng cái người mà tín ngưỡng Phật giáo nữa, cho nên cái miếu, cái đình, cái đền gì đó họ cũng lại thỉnh tượng Quan Âm về họ để đó. Để cái tượng Quan Âm đằng trước, nhưng mà bên trong đó thì bói toán lên đồng đó. Đây không phải là Phật, nhưng mà vì muốn lợi dụng Phật để đang làm những cái chuyện mà mê tín dị đoan, cho nên nó tự cái này kéo vô. Thì như vậy đó, từ cái chỗ quỷ thần kia với những cái người sống này, hai cái này kết với nhau. Cho nên cái cầu của chúng ta đôi khi cũng có, cũng được, nhưng mà cái được thì ít, nhưng mà cái mất thì nhiều. Vì đây nó không phải là lương thiện. Cho nên những người làm ăn mà không lương thiện đó, thì chúng ta biết đó, họ có thể được, họ kiếm lời rất nhanh, nhưng mà họ mất cũng rất là nhanh. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không đầu tư vô đây. Ta không đầu tư vô cho những người xã hội đen này, ta cũng không đầu tư vô cho cái xã hội đen vô hình nữa. Tại vì người Phật tử chúng ta không làm chuyện sái quấy này đâu. Vì phát xuất từ lòng tham, cho nên không phải là bồ đề tâm, cho nên Phật cũng không gia bị tới được. Cái anh này sở dĩ được á, tại vì anh có cái căn lành đời trước, cho nên anh nghĩ thôi mình chết rồi, phải không? Nhưng mà trước khi mình chết thôi mình lại Phật rồi mình chết, lại Phật để chết, chứ không phải là lại Phật để làm giàu. Trong lòng anh không có nghĩ là lại Phật để làm giàu đâu. Mình biết mình hết rồi, không thể làm gì được nữa hết, cho nên chỉ còn có chết thôi. Nhưng mà trước khi chết ta lại Phật rồi ta chết, phải không? Ta nói từ cái chỗ muốn lại Phật để mà chết, sanh ra cái tâm mà kính tin Đức Phật đó, cho nên anh liền được Đức Phật gia hộ tới. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên nhiều người họ xa cơ thất thế, ở trong hoàn cảnh khó khổ mà họ thoát được tất cả các cái nạn tai rồi họ vươn lên đó, thì chúng ta biết lúc đó cái tâm họ tốt. Tại cái tâm họ tốt, họ có một cái kính trọng Phật thiệt. Cho nên lúc bây giờ họ được Phật gia bị tới, mà họ thoát tất cả những cái tai nạn. Cho nên đây ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Ta nói từ cái chỗ phát tâm Bồ Đề, cho nên cái anh này vì kính trọng Phật mà lại, và anh đọc kinh anh thấy nó thấm ở trong cuộc sống của anh mà anh đọc. Chứ anh cũng không nghĩ là anh đọc kinh anh sẽ làm giàu, phải không?
Anh không nghĩ anh đọc kinh anh đến làm giàu đâu. Nhưng mà cái điều lạ đó là cái trường hợp đổi đời anh đi. Với cái tấm lòng như vậy đó, anh đọc kinh, anh đọc kinh rồi đó, anh ra anh cũng không nghĩ là cái trường hợp cuộc đời mình thay đổi nữa. Nhưng mà trong cái lúc đó, nhờ cái tâm anh nó trong sáng như vậy đó, nó khiến có một cái người ở bên cạnh đó, họ nhìn, họ thấy cái anh này, họ khởi lên cái tâm thương chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận đó. Cho nên ta gọi là quới nhân là vậy. Ta nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thường gặp quới nhân mà giúp đỡ chúng ta là vậy. Tức là Phật có gia bị tới, cho nên bây giờ khiến có quới nhân giúp đỡ. Ta nói thấy anh này không có gì ăn hết, thì cái trường hợp này đó, người ta móc đãi ra anh ta, ta cho thức ăn phải không? Anh cũng không xin. Nhưng mà tự người ta thấy như vậy đó, thấy anh này có vẻ là đói, cho nên người ta móc ra người ta cho. Không có tiền mua bánh mì, nhịn đói cả ngày rồi. Bây giờ nữa người ta nhìn, người ta thấy, người ta thương, người ta móc bánh mì ra người ta cho ăn. Tại người ta đem theo để người ta ăn. Nhưng mà thấy cái anh này để tự người ta thương, rồi người ta cho anh ăn. Ta nói cho cái anh này ăn rồi đó, anh ăn xong này rồi đó, anh tiếp tục anh tụng kinh. Anh chỉ nghĩ tới ăn rồi tụng kinh thôi chứ không làm nữa. Thì lại may mắn cho anh lại gặp một cái người khác nữa. Ta nên người khác nữa đó, mới giúp đỡ anh trong cái vấn đề làm ăn. Giúp đỡ làm ăn là gì? Tức là giúp cho anh đó, bằng cách đó, anh về anh làm thuê cho tôi phải không? Tức là làm thuê cho một cái người này. Mà khi làm thuê cho một người này đó, thì anh không phải là một cái người hèn hạ. Đây là trên cái bước đường tu đó. Là người Phật tử nó có cái khác. Cái người Phật tử thì nó có cái khác ở chỗ này. Cái khi mà mình làm cho người đó, là ở trong thâm tâm mình nghĩ gì? Cái này là của người ta, phải không? Ta nên nghĩ là của người ta, mình không nghĩ là gian lận, mình không nghĩ là bớt xén, mình không nghĩ là lấy cắp. Cho nên cái người Phật tử có khác chỗ đó. Ta nên những người khác á, thì thầy thấy ngay ở trong đạo tràng mình á, ta nên có một cái người đó cũng từ miền Trung chạy vô rồi đó, cũng xin vô đạo tràng rồi cũng quy y, phải không? Cũng quy y, cũng có pháp danh. Bây giờ đó gặp một cái Phật tử, họ thấy cái chị này đó không có cái chỗ ở, cho nên thôi cho về ở đậu. Cho về ở đậu thì cái khi mà người ta bán nhà đó, chỉ bắt chia tiền cho chị mới chịu đi, phải không? Các Phật tử nghĩ xem. Thầy nói cái này không phải Phật tử. Người Phật tử không có cái tâm đó. Người ta cưu mang mình, ta giúp đỡ mình, ta cho mình ở không á, thì cái này mình quá mang ơn người ta rồi chứ. Mà bây giờ nó còn đòi người ta chia cho mình nữa là quý vị nghĩ sao? Cái lòng tham quá mức. Thì thầy nói cái này không phải là Phật tử. Dầu có quy y, dầu có thọ pháp y, nhưng mà cái người này thọ pháp y không đắc pháp, có quy y cũng không trở thành Phật tử được. Đây chúng ta thấy cái này rõ rồi. Tại vì nó phát xuất từ cái lòng tham, phải không? Từ cái lòng tham kia cho nên mới nghèo khổ. Mới nghèo khổ, nhưng mà bây giờ đó, đi vô chùa rồi quy y, rồi lại Phật, rồi tụng kinh, thì người ta thấy mình có tụng kinh, thấy có lại Phật mà không có chỗ ở, người ta thương như vậy, nhà người ta rộng, người ta đem về cho ở. Nếu là người Phật tử á, lúc bây giờ nếu mình thấy Phật cứu mình, Phật độ mình, cho nên mới khiến có quý nhân giúp đỡ mình, thì như vậy mình nên trân trọng cái này. Nhưng vì khởi lên cái lòng tham, khởi lên lòng tham là muốn lấy của người khác, cho nên chắc chắn là cái việc này không thành rồi. Còn cái anh này đó, cái khi người ta cho một mẩu bánh mì thì lại có một cái tâm cảm ơn người tốt đã giúp mình. Bây giờ người ta cho mình làm công thì mình cảm ơn họ giúp mình có công ăn việc làm, phải không? Đấy là cái chính. Mình thất nghiệp không có việc làm, không có cơm ăn, mà gặp một người cho mình cơm ăn mình cảm ơn họ. Bây giờ gặp người cho mình việc làm nữa thì mình cảm ơn họ chứ. Thành ra anh này anh vô anh làm công thôi. Ta nên làm công á,
nhưng mà anh làm với tất cả tấm lòng của anh. Tại anh nghĩ đây là cái người mà có một cái ý tốt muốn giúp đỡ mình, có một cái ý muốn giúp đỡ mình, cho nên mình trả ơn bằng cách mình làm với tất cả tấm lòng của mình. Cho nên anh làm với tất cả tấm lòng của mình, là một người tốt, là một Phật tử, cho nên lúc bây giờ đã hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh, do đó nó cái tay nghề anh cao hơn, cái đầu anh nó sáng ra, cho nên anh có những cái quyết định mà tốt hơn. Cho nên lúc bây giờ đó ông chủ ông thấy cái anh này tốt, cái anh này giỏi, thì đương nhiên là anh phải trả thêm lương chứ. Thành ra phải trả lương cho anh này cao, tại vì anh vừa giỏi mà vừa tốt nữa. Cho nên cái ông chủ này trả lương cao. Vừa trả lương cao rồi, tới một lúc mà ông này mới thấy anh thương anh này đi, cho nên ông mới đề nghị cho anh này nữa, bây giờ tôi giúp vốn cho anh nữa, anh mở thêm một cái cửa hàng anh làm cho tôi. Cho nên ông chủ này đó, ông giúp cho anh này bằng cách đó, lần thứ hai này đó, anh cũng không tham hiểu. Ông chủ này ông giúp vốn cho mình để mở thêm cửa hàng. Thành ra mình buôn bán đó, thì mình lấy cái lời của mình thôi, còn cái vốn người ta thì phải hoàn trả cho người ta. Đấy là người Phật tử ta có lương thiện. Rồi lúc bây giờ cái tâm lương thiện như thế, cho nên hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Gia bị tới cho anh, cho nên cái xí nghiệp anh từ một cái cửa hàng rồi biến thành ra một xí nghiệp, rồi một công ty, cho đến bây giờ đó anh có đến cả 100 cái cửa hàng ở trong cả nước mình. Các Phật tử nghĩ xem, nó phải phát xuất từ cái tấm lòng tốt của chúng ta, và luôn luôn trân trọng và giữ gìn cái niềm tin đó, đừng cho mất, sẽ được hộ pháp Long Thiên gia bị. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, thầy thấy một cái người. Chứ còn người ta thấy mình tốt, ta thương, người ta muốn đem về, mình muốn lấy nhà người ta, mình vô mình mới vừa làm công á, mình mới vừa làm công á, thì mình tìm cách lãng công á, tức là muốn được lương cao mà lại năng suất không tăng được. Ta năng suất không tăng mà muốn lương cao thì cái người này làm sao có kết quả được. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta phải cân nhắc chỗ này để chúng ta thấy được mà chúng ta biết được. Cái anh này đó sở dĩ tốt được như vậy, phát triển nhanh như vậy đó, là cái trường hợp nhờ anh có căn lành, nhờ có căn lành rồi anh có cái niềm tin thực sự. Từ cái chỗ niềm tin đó mà anh được hộ pháp Long Thiên giúp đỡ anh. Mà khi anh lên được rồi nữa thì sao? Anh nghĩ tới cái việc là giúp đỡ người khác. Ta nên giúp đỡ người khác để họ cùng lên chứ. Vì vậy đó mà những người anh giúp đỡ này đó, họ ăn nên làm ra và họ trở thành đại lý cho anh hết. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, khi mà chúng ta có một cái tâm tốt, ta thực lòng, ta tu hành nữa, thì cái trường hợp ta được hộ pháp Long Thiên giúp đỡ chúng ta, rồi lúc bây giờ đó Phật khiến những cái người tốt đó họ tìm tới với ta. Cho nên những cái người tốt đó họ tìm tới với ta, họ hợp tác với ta, thì ta mới có thể làm nên sự nghiệp. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên ở trong cái thế giới mà chúng ta sống đây, ở trong sáu đường sanh tử, trong sáu đường sanh tử này đó, Đức Phật ví như là cái trường hợp đó là cái nhà lửa, đó là cái nhà lửa tam giới. Cái nhà lửa tam giới này nữa thì nó gồm có vật chất, nó cộng cả cái đời sống tinh thần chúng ta. Cho nên cái đời sống vật chất á, thì chúng ta bị cái lửa của trần gian đốt. Ta nói chúng ta bị cái lửa của trần gian đốt, mà cái lửa của trần gian đốt á, thì Đức Phật nói là không đáng ngại, không đáng ngại bằng cái lửa của tinh thần. Cái lửa của tinh thần đó thì nó gồm có thọ, tưởng, hành và thức, tức là bốn cái phần còn lại.
Bốn cái phần còn lại đó là thọ, tưởng, hành và thức. Tức là thọ có nghĩa là cái cảm thọ của chúng ta. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật dạy các hàng tinh văn đó, bỏ cái lửa mà của tinh thần này đó, đừng để cho nó thiêu đốt đó. Thì chúng ta tu bằng cách nào đây? Đức Phật nói là thọ có ba điều, gọi là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, phải không? Ta nói có ba cái thọ này. Cái lạc thọ tức là cái cảm giác mà sung sướng của chúng ta. Cho nên tất cả mọi người ở trên trần gian này đó, khi gặp một cái điều gì may mắn xảy ra cho ta đó, thì ta đều có cái cảm giác sung sướng. Như ta được thăng quan tiến chức, ta kiếm ra được nhiều tiền của, ta gặp có những người thương ta, phải không? Thì đây quý vị đó, liền khởi lên cái niệm sung sướng. Sung sướng cho nên đây ta gọi là lạc thọ. Mà Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Sau cái vui đó là sẽ có cái khổ. Gọi là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Tại ta được thì nó sẽ mất. Tức là cái gì mà có được thì cái đó sẽ mất thôi. Cho nên tất cả mọi việc rồi sẽ mất hết. Cho nên người Phật tử chúng ta thấy vậy đó. Tất cả những cái gì ta được trên cuộc đời rồi đó, chúng ta cũng sẽ mất nó. Ta không giữ được. Ta nói quyền lực, phải không? Ta nói quyền lực chúng ta thấy cái này rõ lắm. Ta nói quyền lực thì nó sẽ mất liền. Có những cái người mà giữa nhiệm kỳ bị ta cách chức đi, phải không? Ta nói ở trong hội đồng nhân dân, ở trong quốc hội, phải không? Hay là ở trong chính phủ, nhưng mà phạm cái sai lầm nào đó thì bị cách chức và đi bỏ tù. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Tức là quyền lực chúng ta thấy mất nhanh. Ta làm không được việc thì cái này mất, mất liền lập tức. Nếu mà ta giỏi, ta được việc thì sao? 5 năm mãn nhiệm kỳ, phải không? Cho nên kỳ này quốc hội bầu lại, hội đồng nhân dân bầu lại, rồi chính phủ cũng bầu lại, ủy ban bầu lại, thầy thấy tất cả bầu lại hết. Cho nên có một số người ra đi, một số người ra đi, một số người mới vô. Thì cái quyền lực mà ta có hôm nay đó, thì chúng ta biết không giữ được, kéo dài tới một khoảng nào đó thôi. Tức là một vài nhiệm kỳ rồi đó thì cũng phải mất thôi, phải không? Đấy là sự thật. Cho nên bữa hôm trước á, là thầy gặp ông Nguyễn Minh Triết, ông là đang chủ tịch nước đó. Ông về thành phố này ông gặp thầy, thì ông nói là tôi còn tháng nữa thì tôi sẽ không làm chủ tịch nước nữa, tôi về làm dân thành phố thôi. Thì thầy mới nói khi nào anh làm dân thành phố mời anh qua chùa nghiêm tu với thầy. Tại bây giờ anh làm chủ tịch nước thì anh đâu qua được, phải không? Mai mốt anh về anh làm dân rồi thì qua đây tu được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó quyền lực thì cái này mất mau. Một khoảng thời gian đó chúng ta mất. Rồi đó tiền của đó thì chúng ta cũng mất thôi. Cho nên sau cái vui đó, thì sẽ tới cái khổ. Cái khổ sẽ đi theo đằng sau cái vui đó. Nếu cái vui của chúng ta là do phước báo ta tạo nên, phước báo tạo nên tức là cái địa vị của chúng ta nó hợp pháp, cái tài sản của chúng ta hợp pháp, thì cái này còn lâu dài một chút. Còn nếu mà ta dùng thủ đoạn, ta dùng cái tính toán, cái khôn ngoan chúng ta đó, mà ta cướp đoạt từ tay người khác, ta làm khổ bao nhiêu người để mà ta được đó, thì cái được này nó chắc chắn là không bền chắc. Cho nên sau cái vui thì nó sẽ tới cái khổ. Cho nên cuộc đời này đó, hãy hết vui thì tới khổ, rồi hết khổ thì được vui, phải không? Ở trong sáu đường sanh tử thì luôn như vậy. Cho nên cái vui mà cùng tột á, Đức Phật gọi là lên tới quả trời sắc cứu cánh. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là lên tới quả trời sắc cứu cánh. Ánh quang Đức Phật rọi lên tới quả trời sắc cứu cánh, gọi là cùng tột của cái vui.
Rồi từ cùng tột của cái vui ra rớt lần xuống tới, tới địa ngục A Tỳ. Ta nói địa ngục A Tỳ là cùng tột của cái khổ. Cùng tột của khổ ta gọi là địa ngục, mà cùng tột của vui ta gọi là thiên đường. Còn cái khoảng giữa này nữa thay đổi luôn luôn. Cái khoảng giữa này con người chúng ta nữa là thay đổi rất nhanh chóng. Ta nói trong một đời người, trong một nhiệm kỳ, trong một năm, trong một tháng, hay là trong một chớp mắt thôi. Ta nghe cái vui mới vừa cười xong đó thì khóc liền, phải không? Đây là cuộc đời. Cho nên trong ba cái thọ này, Đức Phật nói đó là khổ và lạc. Nhưng mà ta chọn cái thứ ba là gì? Gọi là xả. Ta gọi là xả. Tức là khổ chúng ta không quan tâm tới, mà vui chúng ta không quan tâm tới. Cho nên ta giữ cái tâm chúng ta cho thật yên, nghĩa là chính. Cái tâm chúng ta bình yên á, là cái này hạnh phúc nhất ta rồi. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, tại mình chạy theo địa vị, mình chạy theo vật chất á, thì mình sẽ bị khổ. Nhưng mà mình không chạy theo nữa thì cái trường hợp ai cũng có một cuộc sống của chính mình. Bằng lòng với cuộc sống của chính mình thì cái này mình không khổ. Không vui thì cũng không khổ. Cho nên Đức Phật nó là một cái vị sa môn. Vị sa môn nó không nhà, không cửa, không tiền bạc, không gì hết. Nhưng mà tại vì này là tu ở trong cái xả thọ, cho nên tất cả những cái gì cũng bỏ qua. Bỏ qua cho nên cái ông này trong tâm được thanh tịnh. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái chính ở trong Tam Thừa Giáo mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là tu ở cái xả thọ này. Cái thọ này làm chúng ta khổ nhất. Cho nên đó, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này ta đều bỏ qua hết. Cái tốt ta cũng bỏ qua, mà cái xấu ta cũng bỏ qua, ta không giữ lại trong lòng. Cho nên khi nào quý vị tu rồi, nếu quý vị nghĩ xem, có một người nào đó họ phản bội ta, họ làm trái ý ta, phải không? Mà quý vị đó bỏ qua đi, không nghĩ tới nó nữa, thì trong lòng chúng ta vẫn yên chứ. Nhưng mà ta nghĩ ta cưu mang, ta giúp đỡ nó, bây giờ nó phản ta, thì ta bực tức, phải không? Ta nói khi ta bực tức thì ai khổ? Ta bực tức tức là ta khổ. Tức là trong lòng chúng ta khổ. Thì Đức Phật nói là cái người trí không dạy gì mà khổ như vậy. Thế không dạy gì mà khổ này. Cho nên tất cả những cái gì qua ta cho qua, cái gì chưa tới ta xếp vô trong cái chưa tới. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên trong lòng chúng ta để cho nó trống. Nó trống ở chỗ này là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa chạy tới bể nước trống. Cái nhà lửa này là gì? Tức là khổ và vui, phải không? Khổ đó. Ta nói khổ đó cũng là lửa thiêu đốt chúng ta, mà lạc đó thì cũng là thiêu đốt chúng ta. Cho nên cả hai cái này đó làm cho chúng ta bất an hết đó. Cái người giàu có một tài sản lớn thì cái trường hợp này nó bị cái tài sản này nó làm ta mất ăn mất ngủ. Mà cái người nghèo không có cái gì ăn hết, nợ nần chồng chất lên, thì cái người này cũng khổ. Cả hai cái này đều khổ hết, đều thiêu đốt cái tâm của họ. Cho nên cả hai cái này nữa là đều làm chúng ta khổ hết. Bây giờ đó chúng ta bỏ hết, ta không nghĩ tới khổ, ta không nghĩ tới vui. Cả hai cái này ta bỏ hết, cho nên ta sống với xã. Thì xã này đó tức là bãi đất trống ở trong Kinh Pháp Hoa nói đó. Làm sao mà ta ra khỏi cái này đi, bỏ nó qua bên, đừng thèm nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà khi bỏ nó đó thì quý vị bằng cách nào? Ta nói khi bỏ nó đó thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nó có ba cách để mà chúng ta bỏ. Có ba cách để chúng ta bỏ, bỏ tất cả những cái khổ lạc này. Nhưng mà ba cái cách này đó ta cũng nương vào trong ba cái hàng đệ tử Đức Phật ta tu đây. Cho nên trên bước đường tu nó phải hiểu cái chỗ này ta mới làm. Tức là nương vào trong ba cái hạng đệ tử của Đức Phật á, để mà chúng ta tu thì chúng ta mới bỏ được thôi. Chứ tự bỏ không bỏ được đâu. Tức là nương bằng cách nào?
Tức là cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta đó hướng về Thinh Văn, hướng về Bích Chi Phật hay là hướng về Bồ Tát. Đấy. Ta nên hướng về Bồ Tát, hướng về Bích Chi Phật, hướng về các vị Thánh A-la-hán. Cho nên ta hướng về cái bên này, ta bỏ cái bên này. Trên bước đường tu chúng ta đó, ta gọi là tầm sư học đạo này. Ta tầm sư học đạo này. Cho nên muốn được giải thoát, muốn được bỏ cái khổ của trần gian này đó, là ta phải tìm thầy thôi. Mà chỉ có ba cái hàng thầy này ta theo thôi. Chứ còn thầy bùa, thầy ngải, thầy rùa, thầy gì đó thì thôi, ta không theo, phải không? Nếu theo cái kia ta khổ hơn. Cho nên chỉ có ba cái hàng thầy mà chúng ta theo được đó. Là cái hàng người thứ nhất đó, là Thinh Văn La Hán. Tên cái hàng Thinh Văn La Hán này đó, cái hàng này đó, hoàn toàn không màng phú quý lợi danh. Đây là những con người tu thực. Cho nên ta muốn tìm đường giải thoát thì ta phải tìm những con người có tâm hồn giải thoát ta nương. Cái người này họ cũng không cần phú quý lợi danh, họ sống một đời sống thanh cao. Cho nên khi ta tới với người này, gọi là nhìn thấy cái người này một cái đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta an lạc. Cho nên trên cái bước đường tầm sư học đạo, cái điểm này quan trọng. Cho nên như cái anh mà tôi nói hồi nãy đó, anh tới chùa Vạn Đức, anh thấy thay đổi, anh nghe tụng kinh, anh thay đổi, anh gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, anh thay đổi. Thế nên trên bước đường tu chúng ta mình. Chứ còn bây giờ đó, chúng ta đi tới một ông thầy bùa, phải không? Hay là ta tới ông thầy bói, phải không? Hay ta tới ông thầy rùa, phải không? Thế nên ta gặp tất cả những ông thầy này đó, thì họ bày chúng ta cái gì? Đây là cái điều chúng ta thấy rất là rõ rồi. Cho nên chúng ta sẽ đi vào con đường tà, tức là chúng ta phạm hết cái sai lầm này tới sai lầm khác, rồi chúng ta cũng khổ theo họ. Cho nên ta chỉ theo những cái người mà quyết tâm tu giải thoát. Cho nên họ quyết tâm tu giải thoát thì họ không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà khi ta tới với một cái người mà họ không đòi hỏi ta ở một cái gì hết thì chúng ta thấy tâm mình nhẹ chứ. Chứ còn ông thầy bói mà tới, nếu mà không đặt quẻ thì sao mà ông bói cho mình, phải không? Ta nói tới phải đặt quẻ bao nhiêu chứ. Còn bây giờ cái ông thầy này ông tu, ông thầy này ông tu, ông không đòi mình bất cứ cái gì hết. Thì cái trường hợp mình tới với cái người mà không đòi hỏi mình bất cứ cái gì hết thì quý vị thấy, thấy an lành. Ông không đòi hỏi mình cho nên mình cảm thấy an. Nhưng mà mình gần ông này đó, cho nên cái tâm của mình nó gần được cái tâm của cái ông mà giải thoát này nữa, cho nên mình cũng nhẹ nhàng theo luôn. Cho nên nhẹ nhàng theo luôn, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên ngày xưa tôi có gặp Hòa Thượng Từ Huệ. Thế nên Hòa Thượng Từ Huệ nói với tôi một câu này mà tôi thấy rất có ý nghĩa. Cho nên ngày xưa đó, ông làm ông thợ mộc, Hòa Thượng Từ Huệ làm thợ mộc. Nhưng mà khi nhìn thấy Ngài Minh Đăng Quang, nhìn thấy Ngài Minh Đăng Quang, nhìn thấy cái là muốn bỏ nghề đi tu. Đây cái điểm quan trọng. Tại sao vậy? Là vì Ngài Minh Đăng Quang cái lúc đó đó, Ngài tu, Ngài bỏ hết tất cả, Ngài đi tu chỉ có một bình bát thôi. Thành ra chỉ có một bình bát thôi, mà cũng không có chùa, không có gì hết. Thành ra đi lang thang như vậy, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, phải không? Nhưng mà cái ông này nhìn thấy tự nhiên là muốn bỏ nghề đi tu luôn. Mà thật sau này ông bỏ nghề đi tu thiệt, lên Hòa Thượng rồi chết rồi. Thế nên quý vị thấy không? Cho nên cái ông này ở ngoài đời làm ăn vất vả, nhưng bây giờ thấy cái hình bóng giải thoát của Ngài Minh Đăng Quang, tự nhiên muốn bỏ luôn, muốn đi theo tu, rồi cao đầu ôm mình bác đi theo. Ông tổ đi trước, ông đi theo sao ông tu mà ông thấy như vậy an lạc. Tức là có nhà, có cửa, có sự nghiệp, nhưng mà thấy bất an. Bây giờ đi một mình với một bình bát như vậy đó mà thấy an lạc. Cho nên cái người này ta cũng có thể đi theo ta tu được. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà quý vị ở ngoài kinh doanh, giờ vô chùa đó gặp cái ông thầy cũng rủ mình kinh doanh nữa, phải không? Thì hỏng rồi. Đây không phải rồi.
Ta không phải đệ tử Phật rồi đi. Cho nên chúng ta cẩn thận cho nên. Cho nên tìm đường giải thoát, giáo lý của đạo Phật là chỉ có một vị giải thoát thôi. Giờ cái ông này đó là tu theo tinh văn, cho nên ông giải thoát bằng một cái bình bát đi xin ăn, phải không? Một bình bát, một ca sa, tài sản không có cái gì hết, nhưng mà tâm luôn luôn an lạc. Cho nên cái vị này ta có thể nương theo ta tu được. Đây là nương theo tinh văn thừa, để cho cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng. Thì khi mà tâm chúng ta nhẹ nhàng thì sao? Tâm nhẹ nhàng chúng ta mới lần vào chánh định. Ta nói tâm nhẹ nhàng rồi đó, không buồn quan tâm tới công ăn việc làm, không quan tâm tới sự nghiệp công danh nữa. Cho nên bây giờ tâm chúng ta nó trống không. Do đó mà chúng ta mới hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Đức Phật. Cho nên nhờ giáo pháp của Đức Phật mà nó rọi tâm chúng ta sáng lần ra. Đây là trên bước đường tu đó. Ta nói mỗi ngày chúng ta đọc kinh, ta thấy hình như là kinh nó soi sáng lòng chúng ta. Nó soi sáng lần ở trong lòng chúng ta, mà chúng ta cảm thấy ta không còn ham muốn tất cả những cái việc khác nữa, phải không? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ soi sáng lòng ta, tức là huệ sanh, không ham muốn, cho nên định sanh. Mà định sanh thì trên bước đường tu đó, cái định là gì? Ở đây Đức Phật có vô số tam muội và đà la ni, cho nên đà la ni là huệ, mà tam muội là định. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới nhen nhúm được cái lửa tam muội ở trong lòng chúng ta, gọi là tu mà có lửa rồi, phải không? Hồi nãy chúng ta bị lửa phiền não thế gian thiêu đốt, bây giờ nó ngược trở lại, chúng ta có lửa tam muội ở trong lòng chúng ta. Tam muội tức là từ ở trong chánh định. Ta nói từ ở trong chánh định tụ, thì ở trong chánh định đó nó mới phát lên một cái ngọn đèn le lói ở trong lòng chúng ta. Nó cho chúng ta có cái niềm tin, cho chúng ta có một cái hy vọng. Ta nói từ cái chỗ niềm tin và hy vọng này đó, nó bắt đầu dẫn chúng ta đi vào cuộc đời mới. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ hình ảnh của Đức Phật, nhờ tất cả các vị hộ pháp thiện thần, họ quan hệ tốt với ta nữa. Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta bắt đầu thay đổi. Cho nên cái người này đi vào đạo bằng con đường của tinh văn. Ta nói con đường tinh văn nghèo khổ như vậy mà không bận tâm, không lo lắng gì hết, cho nên lúc bây giờ cũng sanh ra định và huệ. Định và huệ cho nên được giải thoát. Ta nói khi mà chúng ta có định, có huệ, thì dùng định huệ này đó để mà cắt phiền não. Ta nói định huệ để cắt phiền não. Định là tại vì tâm chúng ta tập trung lại cho nên ta xả. Huệ đó là ta nhìn, ta thấy rõ cuộc đời. Mà cuộc đời ta thấy càng rõ bao nhiêu đó, thì lòng tham của chúng ta nó càng mất. Bực tức chúng ta cũng có. Ta nói trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy rõ này. Tức là cái khi mà chúng ta phát huệ, có huệ rồi chúng ta mới thấy được. Ta thấy được mọi việc ở trên thế gian này đó, ta biết là tham cũng không được, phải không? Ham muốn cũng không được, thì thôi ta không ham nữa. Cho nên cái này bảo là lửa tam muội mà nó đốt phiền não ta. Đốt cái phiền não này gì? Cái phiền não tham bị đốt trước đi. Ta biết tham cũng không được, tham được khổ, thì ta dạy gì ta tham? Tại vì những người tham là vì họ nghĩ họ tham là được. Ta nói họ tham là được, mà được thì sung sướng, cho nên nghĩ rằng sung sướng cho nên mới ham muốn. Mà ham muốn thì mình không được, mình khổ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Bây giờ ngược trở lại, ta có cái huệ nó phát lên rồi đó, ta biết tham cũng không được, ham muốn cũng không được. Cái này là của người ta chứ không phải của mình. Cho nên không khởi lên lòng tham. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta không khổ. Cái này là bảo là có huệ. Cái thứ hai, nếu cái huệ này đó mà nó nâng lên chút nữa, cái huệ này đó mà nó nâng chút nữa đó, được Phật huệ rọi vào tâm chúng ta rồi đó, lúc bây giờ ta nhìn ta thấy, ta thấy khá hơn một chút đó, là ta thấy được. Dù họ nói cái gì đi nữa đó, nhưng mà nhìn người
ta thấy luôn tới ở trong tâm của họ. Ta thấy trong tâm của họ rồi, mà ta thấy được cái việc này đó là nên hay là không nên, thành hay là không thành. Cái thấy của chúng ta nữa, nó có một cái thấy sâu như vậy, thì cái trường hợp này ta gọi là Phật huệ. Cho nên ở trên cái bước đường tu của thầy đó, khi mà thầy còn là học sinh, thầy đang làm nghiên cứu sinh ở bên Nhật, lúc bây giờ đó có một cái thầy khác đó, mà cũng là bạn với thầy, hai anh em cùng đi qua Nhật học hết đó. Nhưng mà thầy đó, thì thầy chuyên học về Phật pháp. Cái thầy kia đó mới nghĩ là chuyên học về kinh doanh, ông thầy tu nhưng mà đi học kinh doanh. Thì ông thầy kia đó mới nghĩ thế này: tôi học kinh doanh để sau này tôi về nước đó, tôi làm nhà kinh doanh, tôi làm giàu cho Phật giáo, phải không? Thì đây cái ý niệm này cũng tốt chứ không? Ý niệm mà để làm giàu cho Phật giáo đó, thì cái này cũng tốt. Nhưng mà vì cái đầu óc của thầy này nó kẹt vào trong kinh doanh nhiều quá, ta nó kẹt vào trong kinh doanh cho nên Phật lực không gia bị tới được. Tức là Phật không gia bị tới, vì vậy đó mà học thì được, thi thì đậu, nhưng mà giỏi về đời chứ còn không còn Phật pháp nữa. Tức là Phật pháp ở trong lòng biến mất rồi, Phật cũng biến mất rồi, pháp cũng hết rồi. Cho nên luôn luôn cứ nghĩ tới kinh doanh làm giàu thôi. Nhưng mà bây giờ cái ông này đó, ông đã đậu được cái bằng tiến sĩ kinh doanh rồi, phải không? Ta nói học mà có tiến sĩ rồi nữa thì trường hợp này giỏi chứ. Ta nói thầy là đậu tiến sĩ Phật học, ông đậu tiến sĩ kinh doanh, phải không? Thì bây giờ đó, ông mới nói với thầy, cái năm đó năm 1970, Nhật Bổn nó mở một cái Expo 70, tức là quốc tế đó, hội chợ, đây mình gọi là hội chợ. Thế ông là nhà kinh doanh cho nên ông mới nghĩ tới cách kinh doanh. Kinh doanh thì bây giờ ông mới mở công ty, phải không? Mở văn phòng. Ta nên mở văn phòng, mở công ty để quan hệ giữa Việt Nam và Nhật ông làm chứ. Thành ông tính thầy nghe thì cũng được lắm. Tính thì nghe không được. Tức là liên hệ với những nhà kinh doanh ở Việt Nam, liên hệ với những nhà kinh doanh ở bên Nhật để tạo cái mối quan hệ cho bên này qua bên đó triển lãm, đem hàng hóa qua. Bên Nhật thì cái trường hợp quan hệ tới các cái công ty du lịch để đưa người Việt Nam qua. Thì như vậy đó, ông nghĩ, ông nói với thầy đó, mình chỉ ngồi không thôi, phải không? Mình chỉ ngồi không thôi đó, nhưng mà cứ hãy có một người Việt Nam qua thì cái trường hợp này đó là chắc chắn mình có 15% cái hoa hồng khách sạn rồi, phải không? Nếu mình hướng dẫn người ta đi Expo thì cái trường hợp này mình có cái tiền hướng dẫn riêng nữa. Thành ra ông tính thầy thấy toàn là đô la không, phải không? Nhà kinh doanh mà tính hay lắm. Thầy mới hỏi thêm ông cái này, thầy hỏi đó, là thầy có liên hệ với bên Việt Nam mình đó, mà chắc chắn bên đó qua được không? Ông nói chắc 99%, phải không? Chắc nhưng mà chắc 99%. Thầy hỏi còn 1% nữa là gì? Ông suy nghĩ một chút đó. Ông nói chỉ còn kẹt ông Tổng thống Thiệu nữa thôi. Chứ còn ông Thủ tướng Kim thì cái trường hợp này đã quan hệ rồi, tốt rồi. Ông bằng lòng cho chuyện này rồi. Các vị nghĩ xem. Nhưng mà tự nhiên cái trực giác thầy cho biết là cái việc này không được. Đó, ông 99% rồi, ông nói với thầy. Nhưng mà thầy nói, sau cái trực giác của tôi nữa, tôi thấy hình như là không được ấy. Ông nói chỉ còn có một cái là ông Thiệu ông không cho nữa thôi. Nhưng bây giờ ông làm thinh, ông chưa nói gì hết, phải không? Còn có ông Tổng thống thôi. Nhưng mà thiệt ra nữa, ngày mai là nó khai mạc hội chợ. Thì ở bên này ông Thiệu ông áp lực ở Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản. Nhật Bản thì nó cho gian hàng Hà Nội và gian hàng Sài Gòn, cả hai gian hàng. Ông Thiệu nói nếu mà cho Hà Nội tham dự thì Sài Gòn không tham dự tẩy chay. Quý vị thấy không?
Thành ra gian hàng Hà Nội mở thì gian hàng Sài Gòn đóng. Tất cả những cái người mà đi sang Nhật này bị cấm hết. Tức là cấm hết, không cho ai đi hết. Thành ra cái trường hợp cái công ty của ông này coi như là xóa sổ, nợ chồng chất lên. Thành ra muốn mở công ty là có bao nhiêu tiền, rồi thuê văn phòng, thuê nhân viên, làm thủ tục, tất cả những cái này tốn kém hết, bây giờ bị xóa sổ. Đây các vị thấy. Cho nên thường người ta nói người tính không bằng trời tính, phải không? Khi mà chúng ta có cái huệ, khi mà chúng ta tu á, ta được Phật lực gia bị tới, tự nhiên cho chúng ta có một cái thấy mà bình thường không thể thấy được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, thì từ ban đầu đó thầy nói là cái lửa tam muội, cái lửa tam muội tức là định. Cái định này đó nó mới đốt hết cái phiền não, mà cái phiền não đầu tiên là phiền não tham, phải không? Nó đốt hết cái phiền não tham chúng ta đi, tức là trong lòng chúng ta không tham nữa. Tức là trong lòng chúng ta không tham nữa đó, thì lúc bây giờ cái huệ này sanh ra. Tại vì định với huệ nó hợp trở lại, người ta gọi là thiền. Cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh đó, là định. Nhưng mà phát ra huệ đó thì người ta gọi là thiền. Tức là định và huệ hai cái này hợp lại. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy, mà chúng ta thấy bằng trực giác. Cho nên lúc bây giờ cái người tu đó thường đó, cái này đó, nó thường cái huệ nó phát lên đó, giống nó lóe lên vậy, như một cái tia chớp ở trong bầu trời. Tia chớp ở trong bầu trời, một cái ánh sáng lóe lên ở trong lòng chúng ta, tự nhiên cho chúng ta có trực giác như vậy nữa, như một tia sáng vậy. Thành ra cái trường hợp này nữa ta gọi là huệ. Thành ra người tu nữa mà có được cái định thì lúc bây giờ sanh ra cái huệ này. Thì ở trong cái huệ này đó, cái định và huệ này đó, thì cái huệ này đó Đức Phật gọi đó là cái Đà La Ni. Ta nói Đà La Ni tức là huệ. Thì bây giờ cái người mà tu hành này đó, dùng cái huệ này đó mà nó cắt cái lòng tham ta, dùng cái định đó mà ta quên hết tất cả những kia đi. Vui chúng ta quên, mà khổ chúng ta cũng quên, cho nên gọi là định. Mà khi ta quên nó đó thì ta gọi là định. Nhưng mà bây giờ từ cái chỗ định đó, cái tâm ta trống không, trong không dục ở trong tận đáy lòng chúng ta, nó lóe lên tia sáng, cái này là huệ. Mà khi lóe lên tia sáng rồi, ta nhìn cuộc đời chúng ta thấy rõ, ta thấy hình như nó không phải vậy đó. Suy nghĩ thì ta thấy nó như vậy là đúng, nhưng bây giờ đó, cái trực giác cho chúng ta biết đó, cái này không được. Trên bước đường tu đó, cái chính của chúng ta vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người tu theo tinh văn á, đầu tiên ta bỏ hết tất cả mọi việc ở trên thế gian, để cho cái tâm ta hoàn toàn trống không. Từ cái chỗ mà cái tâm trống không đó ta gọi là định. Cho nên từ cái tâm trống không đó, nó tự phát lên một cái tia sáng ở trong lòng. Mà những cái tia sáng này đó, nó liên tục để chúng ta rọi vào trong cuộc đời. Ta rọi vào trong cuộc đời, thì khi mà ta thấy được cuộc đời như vậy rồi đó, thì chúng ta không phạm phải cái sai lầm nữa. Không phạm phải cái sai lầm, thì bây giờ ta thấy được cái chỗ nào ta nên tới và chỗ nào ta không nên tới, cái việc nào ta nên làm và cái việc nào ta không nên làm, cái người nào ta nên tiếp xúc và người nào ta không nên tiếp xúc, thì như vậy đó ta sẽ không phạm phải những cái sai lầm. Ta nói không phạm sai lầm, cho nên chúng ta không dạy gì chúng ta đem tiền mà chúng ta đầu tư vào những cái công ty phá sản. Ta không bao giờ đem tiền mà giao cho những người không biết kinh doanh, phải không? Thế nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này ta không mắc lầm. Mà không mắc lầm á, thì chúng ta được an nhiên, được tự tại và giải thoát. Cái này bước ban đầu. Thế nên trên cái bước ban đầu đó, chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ. Cho nên không sử dụng cái trí của mình nữa, nhưng mà sử dụng cái định để cắt lòng tham và nhận được cái Phật huệ rọi vào lòng chúng ta nữa, để chúng ta sáng lên mà chúng ta thấy được
những cái việc ta nên làm và chỗ nào chúng ta nên tới. Thì nếu mà trong lúc đó nó mới tu thì quý vị còn có những cái lẫn lộn, có những cái lẫn lộn thì chúng ta lại có một cái dè dặt và kiểm tra. Thầy thường như vậy đó, tức là dè dặt và kiểm tra. Tự nhiên trong lòng nó sáng lên, nó nghĩ rằng đó, à, bữa nay mình muốn đi Cà Mau phải không, xuống Cà Mau thuyết pháp. Thì tự nhiên trong lòng mình nó sáng lên, nó nghĩ phải đi Cà Mau thuyết pháp. Nhưng mà lúc bây giờ đó mình cũng chưa chắc, mình kiểm tra lại xem thử coi cái này đó là Phật Huệ rọi vào cho mình một cái trực giác hay là cái tham vọng. Nếu mà mình muốn đi xuống Cà Mau để thuyết pháp, để làm cái gì đó, thì cái này chúng ta cũng dễ lầm lẫn trong cái tham vọng ta. Cho nên khi đi tới chỗ đó, nếu là tham vọng thì cái việc nó xảy ra không giống như những cái chúng ta nghĩ. Nó xảy ra không giống chúng ta nghĩ. Thì cái này để quý vị nên rút lại. Không phải cái nào chúng ta nghĩ cũng đúng hết đâu. Tại cái này nữa còn lẫn lộn. Cho nên Đức Phật nói là hàng Bồ Tát trở xuống vẫn còn lầm. Tức là vẫn còn sai lầm, chừng nào làm Phật đó mới không lầm nữa thôi. Còn trên bước đường tu chúng ta đó là còn sai lầm. Nhưng mà còn sai lầm đó là chúng ta biết điều chỉnh và biết sửa đổi. Cho nên điều chỉnh và sửa đổi đó, để rồi chúng ta vượt qua được. Cho nên cái khi mà đi tới Cà Mau, thầy nói vậy, khi mà đi tới Cà Mau rồi nữa thì thầy quan sát, thầy thấy tia sáng trong lòng mình nghĩ thì nó như thế này, nhưng mà tới đó mình thấy không phải như vậy, không phải đúng như cái mình nghĩ. Không phải đúng như cái mình nghĩ thì sao? Thì bây giờ gọi là dùng trí phương tiện, tức là tùy duyên. Bây giờ tùy theo cái hoàn cảnh đó để mình xử lý sao cho nó tốt thôi. Thay vì đi tới đó thuyết pháp, nhưng mà tới đó thì mình gặp cái tình thế nó không tốt, an ninh không bảo đảm, hoặc là chính quyền chưa cho phép, thì thôi đổi ra từ một cái mà thuyết pháp sang một cái thăm viếng cũng được rồi. Ta nên từ một cái ta thỉnh mình xuống thuyết pháp, nhưng mà bây giờ không có giấy phép thì sao? Thuyết pháp rồi công an vô lập biên bản nữa, cho nên thôi, nó rằng không có giấy phép thì thôi tôi tới tôi thăm được rồi. Tới thăm mấy thầy, thăm các Phật tử, rồi thôi đi về, phải không? Đây là cái thấy mình chưa chính xác. Cho nên nó lẫn lộn ở trong cái tính toán của con người và cái Phật Huệ rọi tới. Cái Phật Huệ rọi tới đó, tự nhiên trong lòng mình nó lóe ra. Nó lóe lên một tia sáng để mình muốn làm cái đó. Nhưng mà tới kiểm tra lại thấy không phải, thì cái này tức là thuộc về thức của mình, nó còn tồn tại ở trong lòng của mình đó, cho nên bây giờ nó phát lên chứ không phải là Phật rọi xuống. Cho nên trên cái bước đường tu của mình ấy, nó có ba cái trường hợp mà xảy ra trong tâm, các Phật tử nên nhớ nữa. Cái trường hợp thứ nhất á, Đức Phật nói là do trong tiềm thức mình hiện ra. Cái này là nhiều nhất, tức là nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập ở trong tiềm thức rồi, mình ân quán nó đã có sẵn trong này rồi, ở trong lòng của mình á. Cho nên lúc bây giờ nó gặp tự nhiên bộc phát. Ta nên gặp một cái người đó mình thương hay gặp một cái người đó mình ghét, phải không? Ta nên cái thương hay là ghét á, ghét vô căn cứ mà thương cũng vô căn cứ. Cái này là gì? Đức Phật gọi là túc nghiệp. Tức là nó có sẵn, cái người này có sẵn ở trong tiềm thức mình rồi. Cho nên bây giờ mình mới gặp mặt lần đầu thôi mà mình có cảm giác như là quen. Quen đời trước nó hại mình đó, hay là đời trước nó đã từng giúp mình đó. Cái này có. Tại cái thứ nhất là Đức Phật nói là do trong tiềm thức mình hiện ra, phải không? Do trong A-lại gia thức hiện ra. Cho nên chúng ta cũng thấy được. Nhưng mà cái thứ hai đây là gì? Cái thứ hai này đó là thường Đức Phật gọi là quỷ thần báo mộng. Cái này có nhiều đây. Tất cả những người Phật tử chúng ta đó, mà có hay đi chùa, có hay lễ Phật, có hay cầu nguyện đó, thì thường thường chúng ta được cái báo mộng này. Được báo mộng, có người đó thì được ông Hộ Pháp tới kêu, phải không? Ta ông Hộ Pháp tới kêu. Đây là có. Nên cái trường hợp đó, thầy Minh Tân hồi trước tu chung với thầy ở chùa Ấn Quang đó, thầy đó
bây giờ thầy cũng chết rồi. Nhưng mà thầy là có một cái người con mà nó gắn bó với cách mạng, bị mật thám nó theo dõi nó bắt. Thế nên mật thám nó theo dõi nó bắt, nhưng mà tự nhiên thầy đang nằm ngủ như vậy đó, nhưng mà thầy mơ. Thế nên thầy mơ thầy thấy ông hộ pháp, hộ pháp trên chùa đó mà kêu thầy Minh Tân đó, bảo biểu thằng A thằng B gì đó nó đi đi, biểu nó đi đi. Thì ông giật mình thức dậy đó, ông thấy ông hộ pháp kêu biểu thằng con ông biểu đi đi, thì ông mới kêu nó, ông biểu nó đi. Thì nó mới vừa ra khỏi nhà thì mật thám vô. Cho nên cái này người ta gọi là quỷ thần báo mộng, ta nên trên bước đường tu đó. Ta nên mấy ông thần đó họ thương mình đó, cho nên họ giúp mình, họ cứu mình bằng cách như vậy đó. Thì thường đó mình hay nằm mơ mình thấy. Bình thường như thế này thì mấy ông làm sao mấy ông kêu mình được hết. Mấy ông kêu mình không được, tại vì mình còn sống như thế này thì ông không thể liên hệ với mình được. Nhưng mà nếu cái người nào đó mà nhạy cảm một chút á, thì có cái cảm giác. Cho nên có cái cảm giác á, như là ai kêu mình đó, ai nói cái gì với mình đó. Nhưng mà có cái là mình nghe không được, mình giải không được thôi. Mình thấy trong lòng của mình á, nó có cái bất an nào đó. Thành ra thầy đó thường hay có cái trạng thái đó. Thành ra khi nào thầy làm một cái việc gì đó mà thầy thấy trong lòng bất an đó, thì thôi thầy ngưng, thầy không làm nữa. Thầy nói cái này mấy ông hộ pháp họ can đó. Cái việc đó thấy không khó mấy, nhưng mà sao thấy trong lòng mình nó bất an. Thì như vậy mình biết mấy ông hộ pháp can mình, cho nên thôi mình không làm, để cho nó yên đi. Còn ngược trở lại đó, cái chuyện nó thấy khó không ai dám làm hết đó, nhưng mà sao mình thấy trong lòng của mình đó, không sợ, không lo. Thì cái trường hợp này đó, chính mấy ông thúc mình, mấy ông thúc mình đó, làm. Cho nên đến lúc bây giờ thầy mới thấy đường cái đó, là chính nó khó, nó khổ, nó nguy hiểm, cho nên người khác không làm thì mình mới có cơ hội mình làm. Ta nói có cơ hội mình làm thì cái này là mới sanh ra công đức. Này là mấy ông hộ pháp suối mình làm, chứ không phải mình đồng gan sắt gì mà dám làm. Tự nhiên các ông thúc mình làm. Trong giấc mơ thì mấy ông thúc mình dễ, tại vì mình với ổng đồng nhau. Tại vì mình cũng là cái tâm, ổng cũng là cái tâm, cho nên hai cái này đồng nhau, cho nên mấy ông nói mình được. Nhưng mà bây giờ mình mang cái thân ngũ ấm, cái xác này vô rồi đó, cái xác này nó ngăn cái tâm, cho nên mình chỉ liên hệ với những người mà có cái xác này với mình, họ nói mình nghe được. Còn cái người vô hình nói mình không nghe được, cho nên mấy ông nói mình nghe được. Mà mấy ông chỉ có một cái, mấy ông kích thích cái tâm mình, làm cho tâm mình cứ động lên, phải không? Làm cho tâm mình động lên, thì trong lúc đó đó mình cũng được các ông hộ pháp thiện thần nhắc nhở. Thì tất cả các Phật tử nếu mà thực tu đó, mà có quan hệ tốt được với các vị hộ pháp thiền thần, thì chúng ta cũng được mách bảo bằng cái đó. Cái thứ ba là cao nhất đây. Cao nhất đây là cái người tu theo Kinh Pháp Hoa mà được Đức Phật hộ niệm đó. Thì cái này đó thầy gọi là từ ở trong cái định, ta nhập định mà nó trúng vô trong cái định vô lượng nghĩa. Cái định vô lượng nghĩa tức là định của Pháp Hoa, cho nên được Phật huệ rọi vào tâm chúng ta đó, thì lúc bây giờ ta nhìn ta thấy sự vật rõ ràng. Ta thấy sự vật rõ ràng, ta sẽ không có sai lầm nữa. Thì cái trường hợp này đó, vào định để mà thấy Phật, vào định để mà nghe Pháp, vào định để mà quyết đoán mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, thì cái trường hợp này là do Phật huệ quyết định. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, có ba cái trường hợp như vậy. Thì khi còn ở trong nhà lửa tam giới này nữa, nếu mà ta nương theo Kinh Pháp Hoa ta tu hành nữa, thì quý vị sẽ nhận được một ở trong ba cái trường hợp đó, thì chúng ta kiểm chứng lại để chúng ta tu hành. Thầy xin ngừng ở đây, sao tiếp. Nên có những cái người mà sống ở trên cuộc đời này, họ có một cái phước báo lớn. Đức Phật ví như là chư thiên, tức là có cái phước báo lớn. Thì lúc bây giờ đó,
họ có một cái sự nghiệp lớn, mình thường mình gọi là giàu có. Họ có một cái sức khỏe tốt, đó là phước của họ. Người mà giàu có của cải, người mà có một cái sức khỏe tốt thì đây là phước. Nhưng mà ở trong lúc có cái phước như vậy đó, chúng ta tưởng là an lành. Ta tưởng những người giàu có, những người có địa vị xã hội, những người mà ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt, thì những người đó là những người coi như có hạnh phúc. Đức Phật nói là những người đó những người có phước. Nhưng mà những người đó đó, đôi khi đó họ khổ, mà họ còn khổ hơn những người khác nữa. Cho nên những người mà giàu có, thì quý vị thấy mỗi một lần xã hội thay đổi thì những người giàu có là những người khổ, những người có địa vị là những người khổ, khổ hơn người thường. Tức là một cái chế độ thay đổi thì những người ở cái chế độ trước mà có quyền thế thì qua cái chế độ sau nó họ khổ hơn. Họ giàu có thì qua cái chế độ sau họ khổ hơn. Trong cái lúc đó nếu mà họ hết phước á, thì liền cái khổ tới, mà tới nhiều hơn họ. Cái thứ hai đó là ở trong cái khi mà họ đang giàu có như vậy, họ đang có địa vị á, nhưng mà họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Tại vì muốn được giàu có, muốn có địa vị thì ở trong đầu của họ nó phải tính toán, phải tính toán, phải hơn thua. Nhưng mà tính toán đó, thì chính cái đó nó làm cho họ cũng mất ăn mất ngủ đi. Cho nên đó, họ cũng có cái khổ. Nên Đức Phật nói đó, là cái khi mà mình có một cái ý mong cầu về phước báo thì mình đã khổ. Mà được cái phước báo tới với mình rồi đó, mình cố mình giữ nó đó, mình khổ hơn. Và khi mất nó đó thì mình lại càng khổ hơn nữa. Cho nên Thầy cũng đã từng chứng kiến những người mà ham địa vị mà bị mất địa vị, ham tiền của mà bị mất tiền của. Thành ra những người đó họ khổ đến cái độ mà họ điên và đến cái độ mà họ phải tự tử. Thì như vậy đó, họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu. Cái thứ hai đó, cái người trí thức, cái người trí thức thì lại cũng có cái khổ của người trí thức. Cho nên họ biết nhiều, họ biết rất nhiều việc, nhưng mà họ không bao giờ làm được. Họ nói thiên hạ không nghe, không thể chấp nhận và không làm theo ý của họ được, thì những người đó họ cũng khổ. Cho nên vì họ khổ, họ không bằng lòng, họ bực bội. Cho nên chính Đức Phật nói cái không bằng lòng đó, cái bực bội đó, nó thiêu đốt họ. Họ thiêu đốt cái gì? Tức là thiêu đốt cái tâm của họ và thiêu đốt cái thân của họ. Cái hạng thứ ba cũng khổ, tức là vừa khổ về vật chất, gọi là người không có phước, thì vừa khổ về vật chất mà cũng lại vừa khổ về tinh thần. Cho nên cái ham muốn nó không bao giờ được, cái ham muốn của mình nó không bao giờ tới. Thành mình mong cầu mà không bao giờ được, cho nên mình khổ. Từ cái khổ đó, vì không được cho nên mình sanh buồn phiền, mình sanh oán hận. Cho nên Đức Phật nói là cái người nghèo đó, khổ đó, thì cái người đó họ có nhiều cái oán hận. Cho nên khi mà chúng ta gặp một cái người nghèo, gặp một người họ thất nghiệp, một cái người họ đang khó khăn, thì những người đó, đó họ có thể hung bạo, họ có thể dữ hơn là cái người bình thường. Đức Phật ra đời đó, Ngài nhìn Ngài thấy trong ba cái hàng người này mà Ngài thương xót. Cho nên Ngài thương xót đó, Ngài mới nói pháp và cứu vớt họ. Cái pháp của Đức Phật nói ra đó,
thì trong Kinh Pháp Hoa ví như là ba xe mà ta gọi là tam thừa. Tam thừa giáo, tức là cái giáo Pháp đó đem thí dụ cho ba chiếc xe. Ba chiếc xe này dùng để làm gì? Để ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Bây giờ nữa, cái nhà lửa tam giới này là gì? Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái thân của chúng ta này, cái thân ngũ ấm này nữa, là ví như là cái nhà, cho nên gọi đây là ngũ ấm xá. Ngũ ấm xá tức là cái nhà ngũ ấm, một cái tổ hợp vật chất và tinh thần, nó gọi đó là chúng sanh, hay nó gọi đó là con người. Thành ra trong cái con người chúng ta đây đó, Đức Phật gọi đó là một cái nhà. Cho nên khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài tuyên bố một câu nữa là từ đây về sau, tức là ta không xây dựng thêm những cái nhà nào khác nữa. Tức là từ đây trở về trước á, thì ta bỏ cái nhà này, ta xây cái nhà khác, và liên tục ở trong bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau như vậy. Tức là ta bỏ cái thân này thì ta lại thọ cái thân khác, bỏ thân khác ta thọ thân khác nữa. Cho nên ở trong sáu đường sanh tử đó, chúng ta luôn luôn trôi lăn vào trong đó. Cho nên khi ta cùng cực của khổ đau thì ta rớt xuống tới địa ngục. Rồi ở từ trong địa ngục đó chúng ta mới bò lần ra, mà lên tới con người, lên tới chư thiên. Tức là ta có được chút phước báo, thì khi hưởng hết phước rồi ta lại rơi xuống thế giới Atula. Tức là cái người mà đang giàu có mà bị mất hết của cải thì họ khổ và họ hận đời nhiều, cho nên đó, họ dễ hung tận. Cho đây ta gọi là quỷ hay là Atula. Thì từ Atula đó mà làm tất cả các việc ác đó, thì sẽ rớt xuống địa ngục. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, người ta luôn luôn thay đổi như vậy. Cho nên Thầy có gặp một cái anh mà đệ tử của Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái anh này nữa, anh kể lại cái cuộc đời của anh. Anh bảo rằng từ ở ngoài Trung mà đi vào ở trong miền Nam, đi vào trong miền Nam này để lập nghiệp. Thì trong cái lúc đó, nhiều hồi đói mà không có tiền mua một khúc bánh mì lạc để ăn. Đây có đạo hữu nào nghèo tới mức đó? Tức là không thể kiếm ra được đủ tiền để mua một khúc bánh mì mà ăn nữa. Tại nên khổ sở như vậy đó. Cho nên anh có một cái ý định là thôi mình tự tử đi, phải không? Tại nên có ý định tự tử đi. Thì bây giờ nó có một cái ý định tự tử, thì trong lúc đó anh đã nhìn thấy cái chùa Vạn Đức. Ta đã thấy cái chùa Vạn Đức và nghe người ta tụng Kinh Pháp Hoa trong đó. Trước khi mà tự tử lại nghe được Kinh Pháp Hoa và thấy được cái chùa, cho nên em mới khởi lên cái ý niệm mình thôi, trước khi mình tự tử mình nên vào chùa để mình lại Phật cái đó rồi hãy tự tử. Đây các đạo hữu nên nhớ cái đó. Khi nào mà cùng cực khổ đau nó muốn tự tử thì thôi đi về chùa lại Phật rồi hãy tự tử, phải không? Tức là có một cái ý niệm là lại Phật, có cái ý niệm là muốn thấy Phật và muốn nghe lại những cái lời của Đức Phật dạy rồi mới tự tử. Nhưng mà cái may mắn của anh này nữa, cái khi anh vào chùa anh lại Phật rồi anh nghe tụng Kinh Pháp Hoa, tự nhiên tụng Kinh Pháp Hoa nữa, tại vì cái căn lành của anh có, cho nên nghe tụng Kinh Pháp Hoa nữa là cảm được rồi ngồi xuống đó rồi tụng với người ta, tụng kinh với người khác. Ta nên nghe kinh rồi chuyển sang một cái mà tụng kinh. Thì khi mà anh tụng kinh, khi anh tụng kinh xong đó, thì lại anh được cái may mắn khác nữa, tức là anh được nghe Hòa Thượng Trí Tịnh giảng kinh. Tại vì sau khi tụng một phẩm rồi đó, thì thường Hòa Thượng hay ra Hòa Thượng giảng cho người ta nghe. Ta nên nghe Hòa Thượng giảng kinh, sau anh nhìn anh thấy Hòa Thượng Trí Tịnh, anh thấy anh kính trọng quá. Tự nhiên thấy kính trọng quá mà anh quên cái tự tử của mình đi.
Rồi từ cái chỗ mà kính trọng Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi mới xin quy y với Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi mới tới chùa tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vì anh tụng do cái căn lành của anh, do cái căn lành đời trước của anh và cái nhân duyên đắc độ với Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên anh tụng với tất cả tấm lòng của anh. Từ cái chỗ đó mà cuộc đời anh nó thay đổi. Từ một cái người mà kiếm một khúc bánh mì ăn không có, nhưng mà nó thay đổi cuộc đời của anh á, cho tới bây giờ ở trong tay anh đã có đến cả hàng ngàn tỷ đồng. Đây là một cái việc mà rất là lạ lùng. Cho nên anh quy y với Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi anh mới tới đó anh tụng kinh Pháp Hoa với người khác. Mà như vậy đó, cuộc đời anh nó bắt đầu nó thay đổi. Cho nên người ta tu, người ta đổi đời. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Anh này đang cùng cực của khổ đau, tức là sắp đọa vào địa ngục rồi. Nếu mà anh không thấy cái chùa Vạn Đức, anh không nghe tiếng tụng kinh Pháp Hoa, và anh không gặp Hòa Thượng Trí Tịnh tới độ nữa, thì anh sẽ tự tử. Mà tự tử là chắc chắn đi vào địa ngục thôi. Cái việc quan trọng là chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà nhờ cái căn lành đời trước, cho nên anh nhìn thấy cái chùa, rồi anh nghe tiếng tụng kinh, rồi anh được gặp Hòa Thượng để anh quy y, mà cuộc đời anh thay đổi. Thì như vậy đó, làm gì để mà thay đổi cuộc đời? Tụng kinh thay đổi cuộc đời. Nếu mà nói như vậy đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đây đó cũng tụng kinh. Nhưng mà quý vị có đổi đời không? Người tụng kinh mà đổi đời từ xấu mà sang tốt cũng có. Nhưng mà người tụng kinh đổi đời mà từ tốt sang xấu cũng có. Những người đang làm ăn tốt nhưng mà đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, tu hành, rồi một lúc lại là nghèo khổ. Thế nên nghèo khổ rồi buồn phiền, rồi sân hận, tức là đọa địa ngục. Thì ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi đó là phá pháp tội chướng. Cái tội phá pháp đó, cái này nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta tự kiểm lại xem coi chúng ta tu như thế nào mà gọi là hành giả Pháp Hoa, và ta tu như thế nào nữa mà đây gọi là phá pháp tội chướng. Phải nhận ra được cái chỗ này để chúng ta không phạm phải cái sai lầm. Đương nhiên đó, cái người mà họ có cái phước báo đời trước, họ có một cái căn lành đời trước, nhưng mà khi sanh trên cuộc đời này nữa, họ không được may mắn. Họ không được may mắn, nhưng mà phước họ vẫn có. Như cái anh mà thầy vừa nói đó, là cái anh này cái phước anh có, anh đáng lẽ làm giàu đó, nhưng mà vì thất bại, thất bại cho đến một mẫu bánh mì không có ăn nữa. Thì bây giờ đó, nhờ căn lành đời trước cho nên nhìn thấy chùa, nghe kinh thì liền phát tâm. Cho nên cái quan trọng nhất là tất cả các Phật tử nên biết là chúng ta phát tâm. Thì khi mà chúng ta phát tâm thì chúng ta phát bằng cách nào? Nếu mà quý vị phát tâm nghĩ mình tụng kinh Pháp Hoa để mình lại Phật, rồi để mình sẽ được giàu có đó, thì cái này rơi vô lòng tham, không bao giờ được đâu. Nhớ cái điều đó đó. Cho nên những người mà họ tới chùa rồi họ cúng một đồng bạc hay họ cúng một trái chuối nữa, rồi họ khấn Bồ Tát Quan Âm để cho họ cái này cho họ cái kia nhiều hơn, phải không? Cái này là phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm. Cho nên phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm, cho nên họ sẽ không bao giờ được. Nếu mà được thì chỉ có quỷ thần cho họ thôi. Cho nên quỷ thần có thể giúp họ chỗ này, nhưng mà quỷ thần giúp họ đó, họ có được hưởng không? Đây là rất nguy hiểm. Tức là quỷ thần là thầy ví như là cái trường hợp mà ta gọi là xã hội đen, phải không? Tức là quỷ ma là thuộc về xã hội đen. Tại vì chúng ta làm ít mà chúng ta muốn hưởng nhiều á, thì cái này phát xuất từ lòng tham, nó hợp với cái này rồi. Ta nên người
bình thường như thế này, bình thường như thế này nữa, thì họ biết nếu mà chúng ta đó làm ăn lương thiện thì cái sự thu nhập của chúng ta đó, cái mức cho phép của nó tới đâu. Mà bây giờ cái người tu đương nhiên mình phải lương thiện, và trên cái người lương thiện nữa thì gọi là tu chứ. Nhưng mà mình dưới cái mức lương thiện thì cái chuyện này không phải là tu rồi. Thành ra dưới cái mức lương thiện thì chỉ có một cái ta gọi là xã hội đen. Thì cái xã hội đen ở trên trần gian này với cái xã hội đen vô hình, hai cái này giống nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Thành ra ta cũng thuộc về cái dân xã hội đen, tức là ta cúng ít mà ta đòi nhiều, phải không? Thì cái xã hội đen vô hình kia đó là những người đó họ cũng vì tham lam, họ vì tham lam, vì ích kỷ mà họ không đạt được cái ý nguyện của họ, họ chết đi họ thành quỷ. Thành ra họ thành quỷ thần. Cho nên họ cũng tham lam ích kỷ. Bây giờ chúng ta cũng tham lam ích kỷ, hai cái này đó đồng nhau. Cho nên lúc bây giờ đó ta gọi đây là gì? Quỷ nhiếp trì. Thành ra những người này đó họ cầu nguyện, họ quỷ nhiếp trì. Rõ hơn nữa đó là những người mà thầy nói họ đi chuột bùa chuột ngải đó. Họ đi chuột bùa chuột ngải đó thì cái trường hợp thuộc loại này. Mà họ tới họ cầu Phật á với hình thức này đó thì cái trường hợp này cũng chỉ có quỷ thần thôi. Cho nên quỷ thần nó mới lợi dụng Phật giáo. Thiệt ra thì là quỷ thần chứ không phải là tu. Nhưng mà vì muốn lợi dụng Phật giáo, muốn lợi dụng cái người mà tín ngưỡng Phật giáo nữa, cho nên cái miếu, cái đình, cái đền gì đó họ cũng lại thỉnh tượng Quan Âm về họ để đó. Để cái tượng Quan Âm đằng trước, nhưng mà bên trong đó thì bói toán lên đồng. Đây không phải là Phật, nhưng mà vì muốn lợi dụng Phật để đang làm những cái chuyện mà mê tín dị đoan, cho nên tự cái này kéo vô. Thì như vậy đó, từ cái chỗ quỷ thần kia với những cái người sống này, hai cái này kết với nhau. Cho nên cái cầu của chúng ta đôi khi cũng có, cũng được. Nhưng mà cái được thì ít, nhưng mà cái mất thì nhiều. Vì đây nó không phải là lương thiện. Cho nên những người làm ăn mà không lương thiện đó, thì chúng ta biết đó, họ có thể được, họ kiếm lời rất nhanh, nhưng mà họ mất cũng rất là nhanh. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không đầu tư vô đây. Ta không đầu tư vô cho những người xã hội đen này, ta cũng không đầu tư vô cho cái xã hội đen vô hình nữa. Tại vì người Phật tử chúng ta không làm chuyện sái quấy này đâu. Vì phát xuất từ lòng tham, cho nên không phải là bồ đề tâm, cho nên Phật cũng không gia bị tới được. Cái anh này sở dĩ được là vì anh có cái căn lành đời trước, cho nên anh nghĩ thôi mình chết rồi. Nhưng mà trước khi mình chết thôi mình lại Phật rồi mình chết. Lại Phật để chết, chứ không phải là lại Phật để làm giàu. Trong lòng anh không có nghĩ là lại Phật để làm giàu đâu. Mình biết mình hết rồi, không thể làm gì được nữa hết, cho nên chỉ còn có chết thôi. Nhưng mà trước khi chết ta lại Phật rồi ta chết. Ta nói từ cái chỗ muốn lại Phật để mà chết, sanh ra cái tâm mà kính tin Đức Phật, cho nên anh liền được Đức Phật gia hộ tới. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên nhiều người họ xa cơ thất thế, ở trong hoàn cảnh khó khổ mà họ thoát được tất cả các cái nạn tai rồi họ vươn lên đó, thì chúng ta biết lúc đó cái tâm họ tốt. Nên cái tâm họ tốt, họ có một cái kính trọng Phật thiệt. Cho nên lúc bây giờ họ được Phật gia bị tới, mà họ thoát tất cả những tai nạn. Cho nên đây ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Cho nên từ cái chỗ phát tâm Bồ Đề, cho nên cái anh này vì kính trọng Phật mà lại. Và anh đọc kinh anh thấy nó thấm ở trong cuộc sống của anh mà anh đọc. Chứ anh cũng không nghĩ là anh đọc kinh anh sẽ làm giàu, phải không? Anh không nghĩ anh đọc kinh anh đến giàu đâu. Nhưng mà cái điều lạ đó là cái trường hợp đổi đời anh đi. Với cái tấm lòng như vậy đó, anh đọc kinh, anh đọc kinh rồi đó, anh ra anh cũng không nghĩ là cái trường hợp cuộc đời mình thay đổi nữa. Nhưng mà trong cái lúc đó nhờ cái tâm anh nó trong sáng như vậy đó,
Nó khiến có một cái người ở bên cạnh, họ nhìn, họ thấy cái anh này, họ khởi lên cái tâm thương chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên ta gọi là quới nhân là gì? Ta nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thường gặp quới nhân mà giúp đỡ chúng ta là vậy. Tức là Phật có gia bị tới, cho nên bây giờ khiến có quới nhân giúp đỡ. Ta nói thấy anh này không có gì ăn hết, thì cái trường hợp này đó, người ta móc đãi ra anh ta, ta cho thức ăn phải không? Anh không xin, nhưng mà tự người ta thấy như vậy đó, thấy anh này có vẻ là đói, cho nên người ta móc ra ta cho. Không có tiền mua bánh mì, nhịn đói cả ngày rồi. Bây giờ đó, người ta nhìn, người ta thấy, người ta thương, thì người ta móc bánh mì ra, người ta cho ăn. Tại người ta đem theo để người ta ăn, nhưng mà thấy cái anh này đó, tự người ta thương, rồi ta cho anh ăn. Ta nói cho cái anh này ăn rồi đó, anh ăn xong này rồi đó, anh tiếp tục anh tụng kinh. Anh chỉ nghĩ tới ăn rồi tụng kinh thôi chứ không làm nữa. Thì lại may mắn cho anh lại gặp một cái người khác nữa. Ta nói người khác nữa đó, mới giúp đỡ anh trong cái vấn đề làm ăn. Giúp đỡ làm ăn là gì? Tức là giúp cho anh đó, bằng cách đó, anh về anh làm thuê cho tôi phải không? Tức là làm thuê cho một cái người này. Mà khi làm thuê cho một người này đó, thì anh không phải là một cái người hèn hạ. Đây là trên cái bước đường tu đó, là người Phật tử nó có cái khác. Cái người Phật tử thì nó có cái khác ở chỗ này. Cái khi mà mình làm cho người đó, là ở trong thâm tâm mình nghĩ gì? Cái này là của người ta phải không? Ta nên nghĩ là của người ta, mình không nghĩ là gian lận, mình không nghĩ là bớt sáng, mình không nghĩ là lấy cắp. Cho nên cái người Phật tử có khác chỗ đó. Ta nên những người khác thì thầy thấy ngay ở trong đạo tràng mình, ta nên có một cái người đó cũng từ miền Trung chạy vô, rồi đó cũng xin vô đạo tràng, rồi cũng quy y phải không? Cũng quy y, cũng có pháp danh. Bây giờ đó gặp một cái Phật tử, họ thấy cái chị này đó không có cái chỗ ở, cho nên thôi cho về ở đậu. Thế nên cho về ở đậu thì cái khi mà người ta bán nhà đó, chỉ bắt chia tiền cho chị mới chịu đi phải không? Các Phật tử nghĩ xem, thầy nói cái này không phải Phật tử. Người Phật tử không có cái tâm đó. Người ta cưu mang mình, ta giúp đỡ mình, ta cho mình ở không á, thì cái này mình quá mang ơn người ta rồi chứ. Mà bây giờ nó còn đòi người ta chia cho mình nữa, là quý vị nghĩ sao? Cái lòng tham quá mức. Thì thầy nói cái này không phải là Phật tử. Dầu có quy y, dầu có thọ pháp y, nhưng mà cái người này thọ pháp y không đắc pháp, có quy y cũng không trở thành Phật tử được. Đây chúng ta thấy cái này rõ rồi. Tại vì nó phát xuất từ cái lòng tham, phải không? Từ cái lòng tham kia cho nên mới nghèo khổ. Mới nghèo khổ nhưng mà bây giờ đó, đi vô chùa, rồi quy y, rồi lại Phật, rồi tụng kinh, thì người ta thấy mình có tụng kinh, thấy có lại Phật mà không có chỗ ở, người ta thương như vậy, nhà người ta rộng, người ta đem về cho ở. Nếu là người Phật tử đó, lúc bây giờ đó mình thấy Phật cứu mình, Phật độ mình, cho nên mới khiến có quý nhân giúp đỡ mình, thì như vậy mình nên trân trọng cái này. Nhưng vì khởi lên cái lòng tham, khởi lên lòng tham là muốn lấy của người khác, cho nên chắc chắn là cái việc này không thành rồi. Còn cái anh này đó, cái khi người ta cho một mẩu bánh mì thì lại có một cái tâm cảm ơn người tốt đã giúp mình. Bây giờ người ta cho mình làm công thì mình cảm ơn họ giúp mình có công ăn việc làm, phải không? Đây là cái chính. Mình thất nghiệp không có việc làm, không có cơm ăn, mà gặp một người cho mình cơm ăn, mình cảm ơn họ. Bây giờ gặp người cho mình việc làm nữa, thì mình cảm ơn họ chứ. Ta nói anh này anh vô anh làm công thôi. Ta nói làm công á, nhưng mà anh làm với tất cả tấm lòng của anh. Tại anh nghĩ đây là cái người mà có một cái ý tốt muốn giúp đỡ mình, có một cái ý muốn giúp đỡ mình, cho nên mình trả ơn bằng cách mình làm với tất cả tấm lòng của mình. Ta nói anh làm với tất cả tấm lòng của mình, là một người tốt, là một Phật tử,
Cho nên lúc bây giờ đó, hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Do đó nó cái tay nghề anh cao hơn, cái đầu anh nó sáng ra, cho nên anh có những cái quyết định mà tốt hơn. Cho nên lúc bây giờ đó là ông chủ ông thấy à, cái anh này tốt, cái anh này giỏi, thì đương nhiên là anh phải trả thêm lương chứ. Ta nên phải trả lương cho anh này cao, hiểu không? Tại vì anh vừa giỏi mà vừa tốt nữa. Cho nên cái ông chủ này trả lương cao. Vừa trả lương cao rồi, tới một lúc mà ông này mới thấy anh thương cái anh này đi, cho nên ông mới đề nghị cho anh này nữa, bây giờ tôi giúp vốn cho anh nữa, anh mở thêm một cái cửa hàng anh làm cho tôi. Cho nên ông chủ này đó, ông giúp cho anh này bằng cách đó, lần thứ hai này đó, anh cũng không tham, phải không? Ông chủ này ông giúp vốn cho mình để mở thêm cửa hàng. Thành ra mình buôn bán đó, thì mình lấy cái lời của mình thôi, còn cái vốn người ta thì phải hoàn trả cho người ta. Đấy là người Phật tử ta có lương thiện. Rồi lúc bây giờ cái tâm lương thiện như thế, cho nên hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Gia bị tới cho anh, cho nên cái xí nghiệp anh từ một cái cửa hàng rồi biến thành ra một xí nghiệp rồi một công ty, cho đến bây giờ đó anh có đến cả 100 cái cửa hàng ở trong cả nước mình. Các Phật tử nghĩ xem, nó phải phát xuất từ cái tấm lòng tốt của chúng ta và luôn luôn trân trọng và giữ gìn cái niềm tin nó đừng cho mất. Sẽ được hộ pháp Long Thiên gia bị. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, thầy thấy một cái người. Chứ còn người ta thấy mình tốt, người ta thương, người ta muốn đem về, mình muốn lấy nhà người ta. Mình vô, mình mới vừa làm công á, mình mới vừa làm công á, thì mình tìm cách lãng công á. Tức là muốn được lương cao mà lại năng suất không tăng được. Ta năng suất không tăng mà muốn lương cao thì cái người này làm sao có kết quả được. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta phải cân nhắc chỗ này để chúng ta thấy được mà chúng ta biết được. Cái anh này đó sở dĩ tốt được như vậy, phát triển nhanh như vậy đó, là cái trường hợp nhờ anh có căn lành. Nhờ có căn lành rồi anh có cái niềm tin thực sự. Từ cái chỗ niềm tin đó mà anh được hộ pháp Long Thiên giúp đỡ anh. Mà khi anh lên được rồi đó thì sao? Anh nghĩ tới cái việc là giúp đỡ người khác. Ta nên giúp đỡ người khác để họ cùng lên chứ. Vì vậy đó mà những người anh giúp đỡ này đó, họ ăn nên làm ra và họ trở thành đại lý cho anh hết. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, khi mà chúng ta có một cái tâm tốt, ta thực lòng, ta tu hành đó, thì cái trường hợp ta được hộ pháp Long Thiên giúp đỡ chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó Phật khiến những cái người tốt đó họ tìm tới với ta. Cho nên những cái người tốt đó họ tìm tới với ta, họ hợp tác với ta, thì ta mới có thể làm nên sự nghiệp. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên ở trong cái thế giới mà chúng ta sống đây nè, ở trong sáu đường sanh tử, trong sáu đường sanh tử này đó, Đức Phật ví như là cái trường hợp đó là cái nhà lửa, đó là cái nhà lửa tam giới, phải không? Cái nhà lửa tam giới này nữa thì nó gồm có vật chất, nó cộng cả cái đời sống tinh thần chúng ta. Cho nên cái đời sống vật chất á, thì chúng ta bị cái lửa của trần gian đốt, ta nên chúng ta bị cái lửa của trần gian đốt. Mà cái lửa của trần gian đốt á, thì Đức Phật nói là không đáng ngại. Không đáng ngại bằng cái lửa của tinh thần. Cái lửa của tinh thần đó thì nó gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Tức là bốn cái phần còn lại. Bốn cái phần còn lại đó là thọ, tưởng, hành và thức. Tức là thọ có nghĩa là cái cảm thọ của chúng ta. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật dạy các hàng tinh văn đó, bỏ cái lửa mà của tinh thần này đó,
đừng để cho nó thiêu đốt đó, thì chúng ta tu bằng cách nào đây? Đức Phật nói là thọ có ba điều, gọi là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, phải không? Ta nói có ba cái thọ này. Cái lạc thọ tức là cái cảm giác mà sung sướng của chúng ta. Cho nên tất cả mọi người ở trên trần gian này đó, khi gặp một cái điều gì may mắn xảy ra cho ta đó, thì ta đều có một cái cảm giác sung sướng. Như ta được thăng quan tiến chức, ta kiếm ra được nhiều tiền của, ta gặp có những người thương ta, phải không? Thì đây quý vị đó, liền khởi lên cái niệm sung sướng. Sung sướng cho nên đây ta gọi là lạc thọ. Mà Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Sau cái vui đó là sẽ có cái khổ, gọi là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Tại ta được thì nó sẽ mất, tức là cái gì mà có được thì cái đó sẽ mất thôi. Cho nên tất cả mọi việc rồi sẽ mất hết. Cho nên người Phật tử chúng ta thấy vậy đấy, tất cả những cái gì ta được trên cuộc đời rồi đó, chúng ta cũng sẽ mất nó. Ta không giữ được. Ta nói quyền lực, phải không? Ta nói quyền lực chúng ta thấy cái này rõ lắm. Ta nói quyền lực thì nó sẽ mất liền. Có những cái người mà giữa nhiệm kỳ bị ta cách chức đi, phải không? Ta nói ở trong hội đồng nhân dân, ở trong quốc hội, phải không? Hay là ở trong chính phủ, nhưng mà phạm phải cái sai lầm nào đó thì bị cách chức và đi bỏ tù. Đây chúng ta thấy rất là rõ, tức là quyền lực chúng ta thấy mất nhanh. Ta làm không được việc thì cái này mất, mất liền lập tức. Nếu mà ta giỏi, ta được việc thì sao? 5 năm mãn nhiệm kỳ, phải không? Cho nên kỳ này quốc hội bầu lại, hội đồng nhân dân bầu lại, rồi chính phủ cũng bầu lại, ủy ban bầu lại, thầy thấy tất cả bầu lại hết. Cho nên có một số người ra đi, một số người ra đi, một số người mới vô. Thì cái quyền lực mà ta có hôm nay đó, thì chúng ta biết không giữ được, kéo dài tới một khoảng nào đó thôi. Tức là một vài nhiệm kỳ rồi đó thì cũng phải mất thôi, phải không? Đấy là sự thật. Ta nói bữa hôm trước á, là thầy gặp ông Nguyễn Minh Triết, ông là đang chủ tịch nước đó. Ông về thành phố này, ông gặp thầy. Thì ông nói là tôi còn tháng nữa thì tôi sẽ không làm chủ tịch nước nữa, tôi về làm dân thành phố thôi. Thì thầy mới nói, à, khi nào anh làm dân thành phố mời anh qua chùa anh nghiêm tu với thầy. Tại bây giờ anh làm chủ tịch nước thì anh đâu qua được, phải không? Mai mốt anh về anh làm dân rồi thì qua đây tu được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó quyền lực thì cái này mất mau. Một khoảng thời gian đó chúng ta mất. Rồi đó tiền của đó thì chúng ta cũng mất thôi. Cho nên sau cái vui đó, thì sẽ tới cái khổ. Cái khổ sẽ đi theo đằng sau cái vui đó. Nếu cái vui của chúng ta là do phước báo ta tạo nên, phước báo tạo nên tức là cái địa vị của chúng ta nó hợp pháp, cái tài sản của chúng ta hợp pháp, thì cái này còn lâu dài một chút. Còn nếu mà ta dùng thủ đoạn, ta dùng cái tính toán, cái khôn ngoan chúng ta đó, mà ta cướp đoạt từ tay người khác, ta làm khổ bao nhiêu người để mà ta được đó, thì cái được này đó, chắc chắn là không bền chắc. Cho nên sau cái vui thì nó sẽ tới cái khổ. Ta nói cuộc đời này đó, hãy hết vui thì tới khổ, rồi hết khổ thì được vui, phải không? Ở trong sáu đường sanh tử thì luôn như vậy. Cho nên cái vui mà cùng tột á, Đức Phật gọi là lên tới cõi trời sắc cứu cánh. Ta nói kinh Pháp Hoa gọi là lên tới cõi trời sắc cứu cánh. Ánh quang Đức Phật rọi lên tới cõi trời sắc cứu cánh, gọi là cùng tột của cái vui. Rồi từ cùng tột của cái vui ra rất lần xuống tới địa ngục A Tỳ. Ta nói địa ngục A Tỳ là cùng tột của cái khổ. Cùng tột của khổ ta gọi là địa ngục, mà cùng tột của vui ta gọi là thiên đường. Còn cái khoảng giữa này nữa thay đổi luôn luôn.
Cái khoảng giữa này, con người chúng ta nữa là thay đổi rất nhanh chóng. Cho nên trong một đời người, trong một nhiệm kỳ, trong một năm, trong một tháng, hay là trong một chớp mắt thôi. Cho nên cái vui mới vừa cười xong đó thì khóc liền, phải không? Đây là cuộc đời. Cho nên trong ba cái thọ này, Đức Phật nói đó là khổ và lạc. Nhưng mà ta chọn cái thứ ba là gì? Gọi là xả. Ta gọi là xả. Tức là khổ chúng ta không quan tâm tới, mà vui chúng ta không quan tâm tới. Cho nên ta giữ cái tâm chúng ta cho thật yên, nghĩa là chính. Cái tâm chúng ta bình yên á, là cái này hạnh phúc nhất ta rồi. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, tại mình chạy theo địa vị, mình chạy theo vật chất á, thì mình sẽ bị khổ. Nhưng mà mình không chạy theo nữa nữa, thì cái trường hợp ai cũng có một cuộc sống của chính mình, bằng lòng với cuộc sống của chính mình thì cái này nữa mình không khổ, không vui thì cũng không khổ. Cho nên Đức Phật nó là một cái vị sa môn. Cái vị sa môn nó không nhà, không cửa, không tiền bạc, không gì hết. Nhưng mà tại vì này đó là tu ở trong cái xả, xả thọ, cho nên tất cả những cái gì cũng bỏ qua, bỏ qua, cho nên cái ông này trong tâm được thanh tịnh. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái chính ở trong Tam Thừa Giáo mà Đức Phật dạy chúng ta đó là tu ở cái xả thọ này. Cái thọ này làm chúng ta khổ nhất. Cho nên đó, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này ta đều bỏ qua hết. Cái tốt ta cũng bỏ qua, mà cái xấu ta cũng bỏ qua, ta không giữ lại trong lòng. Cho nên khi nào quý vị tu rồi, nếu quý vị nghĩ xem, có một người nào đó họ phản bội ta, họ làm trái ý ta, phải không? Mà quý vị đó bỏ qua đi, không nghĩ tới nó nữa, thì trong lòng chúng ta vẫn yên chứ. Nhưng mà ta nghĩ ta cưu mang, ta giúp đỡ nó, bây giờ nó phản ta, thì ta bực tức, phải không? Ta nói khi ta bực tức thì ai khổ? Ta bực tức tức là ta khổ, tức là trong lòng chúng ta khổ. Thì Đức Phật nói là cái người trí không dạy gì mà khổ như vậy. Thế không dạy gì mà khổ này. Cho nên tất cả những cái gì qua ta cho qua, cái gì chưa tới ta xếp vô trong cái chưa tới. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên trong lòng chúng ta để cho nó trống. Nó trống ở chỗ này là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa chạy tới bởi đất trống. Cái nhà lửa này là gì? Tức là khổ và vui, phải không? Khổ ta nói khổ đó cũng là lửa thiêu đốt chúng ta, mà lạc đó thì cũng là thiêu đốt chúng ta. Cho nên cả hai cái này đó làm cho chúng ta bất an hết đó. Cái người giàu có một tài sản lớn thì cái trường hợp này nó bị cái tài sản này nó làm ta mất ăn mất ngủ. Mà cái người nghèo không có cái gì ăn hết, nợ nần chồng chất lên, thì cái người này cũng khổ. Cả hai cái này đều khổ hết, đều thiêu đốt cái tâm của họ. Cho nên cả hai cái này nữa là đều làm chúng ta khổ hết. Bây giờ để chúng ta bỏ hết, ta không nghĩ tới khổ, ta không nghĩ tới vui, cả hai cái này ta bỏ hết. Cho nên ta sống với xã. Thì xã này đó tức là bãi đất trống ở trong Kinh Pháp Hoa nói đó. Làm sao mà ta ra khỏi cái này đi, bỏ nó qua bên, đừng thèm nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà khi bỏ nó đó, thì quý vị bằng cách nào? Ta nói khi bỏ nó đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nó có ba cách để mà chúng ta bỏ. Có ba cách để chúng ta bỏ, bỏ tất cả những cái khổ lạc này. Nhưng mà ba cái cách này đó ta cũng nương vào trong ba cái hàng đệ tử Đức Phật ta tu đây. Cho nên trên bước đường tu đó phải hiểu cái chỗ này ta mới làm. Tức là nương vào trong ba cái hạng đệ tử của Đức Phật á, để mà chúng ta tu thì ta mới bỏ được thôi. Chứ tự bỏ không bỏ được đâu. Tức là nương bằng cách nào? Tức là cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta đó hướng về Thinh Văn, hướng về Bích Chi Phật hay là hướng về Bồ Tát. Ta nên hướng về Bồ Tát, hướng về Bích Chi Phật, hướng về các vị Thánh A-la-hán. Cho nên ta hướng về cái bên này, ta bỏ cái bên này.
Trên bước đường tu chúng ta đó, ta gọi là tầm sư học đạo này. Ta tầm sư học đạo này. Cho nên muốn được giải thoát, muốn được bỏ cái khổ của trần gian này đó, là ta phải tìm thầy thôi. Mà chỉ có ba cái hàng thầy này ta theo thôi. Chứ còn thầy bùa, thầy ngải, thầy rùa, thầy gì đó thì thôi, ta không theo, phải không? Nếu theo cái kia ta khổ hơn. Cho nên chỉ có ba cái hàng thầy mà chúng ta theo được đó. Là cái hàng người thứ nhất á, là Thinh Văn La Hán. Tên cái hàng Thinh Văn La Hán này đó, cái hàng này đó hoàn toàn không màng phú quý lợi danh. Đây là những con người tu thực. Cho nên ta muốn tìm đường giải thoát thì ta phải tìm những con người có tâm hồn giải thoát ta nương. Cái người này họ cũng không cần phú quý lợi danh, họ sống một đời sống thanh cao. Cho nên khi ta tới với người này, gọi là nhìn thấy cái người này một cái đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta an lạc. Cho nên trên cái bước đường tầm sư học đạo, cái điểm này quan trọng. Cho nên như cái anh mà tôi nói hồi nãy đó, anh tới chùa Vạn Đức, anh thấy thay đổi, anh nghe tụng kinh anh thay đổi, anh gặp Hòa Thượng Trí Tịnh anh thay đổi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta mình. Chứ còn bây giờ đó, chúng ta đi tới một ông thầy bùa, phải không? Hay là ta tới ông thầy bói, phải không? Hay ta tới ông thầy rùa, phải không? Cho nên ta gặp tất cả những ông thầy này đó, thì họ bày chúng ta cái gì? Đây là cái điều chúng ta thấy rất là rõ rồi. Cho nên chúng ta sẽ đi vào con đường tà, tức là chúng ta phạm hết cái sai lầm này tới sai lầm khác, rồi chúng ta cũng khổ theo họ. Cho nên ta chỉ theo những cái người mà quyết tâm tu giải thoát. Cho nên họ quyết tâm tu giải thoát đó, thì họ không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà khi ta tới với một cái người mà họ không đòi hỏi ta ở cái gì hết đó, thì chúng ta thấy tâm mình nhẹ chứ. Chứ còn ông thầy bói mà tới đó, nếu mà không đặt quẻ thì sao mà ông bói cho mình, phải không? Ta nói tới phải đặt quẻ bao nhiêu chứ. Còn bây giờ cái ông thầy này ông tu, ông thầy này ông tu, ông không đòi mình bất cứ cái gì hết. Thì cái trường hợp mình tới với cái người mà không đòi hỏi mình bất cứ cái gì hết, thì quý vị thấy, thấy nó an lành. Ông không đòi hỏi mình cho nên mình cảm thấy an. Nhưng mà mình gần ông này đó, cho nên cái tâm của mình nó gần được cái tâm của cái ông mà giải thoát này nữa, cho nên mình cũng nhẹ nhàng theo luôn. Cho nên nhẹ nhàng theo luôn, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên ngày xưa tôi có gặp Hòa Thượng Từ Huệ. Cho nên Hòa Thượng Từ Huệ nói với tôi một câu này mà tôi thấy rất có ý nghĩa. Cho nên ngày xưa đó, ông làm ông thợ mộc, Hòa Thượng Từ Huệ làm thợ mộc. Nhưng mà khi nhìn thấy Ngài Minh Đăng Quang, nhìn thấy Ngài Minh Đăng Quang, nhìn thấy cái là muốn bỏ nghề đi tu. Đây cái điểm quan trọng. Tại sao vậy? Là vì Ngài Minh Đăng Quang cái lúc đó đó, Ngài tu, Ngài bỏ hết tất cả, Ngài đi tu chỉ có một bình bát thôi. Thành ra chỉ có một bình bát thôi, mà cũng không có chùa, không có gì hết. Thành ra đi lang thang như vậy, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, phải không? Nhưng mà cái ông này nhìn thấy tự nhiên là muốn bỏ nghề đi tu luôn. Mà thực sau này ông bỏ nghề đi tu thiệt, lên Hòa Thượng rồi chết rồi. Thành ra quý vị thấy không? Cho nên cái ông này ở ngoài đời làm ăn vất vả, nhưng bây giờ thấy cái hình bóng giải thoát của Ngài Minh Đăng Quang, tự nhiên muốn bỏ luôn, muốn đi theo tu, rồi cao đầu ôm mình bác đi theo. Ông tổ đi trước ông đi theo làm sao ông tu mà ông thấy như vậy an lạc. Tức là có nhà, có cửa, có sự nghiệp, nhưng mà thấy bất an. Bây giờ đi một mình với một bình bát như vậy đó mà thấy an lạc. Cho nên cái người này ta cũng có thể đi theo ta tu được. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà quý vị ở ngoài kinh doanh, giờ vô chùa đó gặp cái ông thầy cũng rủ mình kinh doanh nữa, phải không? Thì hỏng rồi. Đây không phải rồi. Ta không phải đệ tử Phật rồi đây. Cho nên chúng ta cẩn thận chứ này. Cho nên tìm đường giải thoát, giáo lý của đạo Phật là chỉ có một vị giải thoát thôi. Giờ cái ông này đó là tu theo Tinh Văn, cho nên ông giải thoát bằng một cái bình bát đi xin ăn, phải không?
một bình bát, một ca sa, tài sản không có cái gì hết, nhưng mà tâm luôn luôn an lạc. Cho nên cái vị này ta có thể nương theo ta tu được. Đây là nương theo Thinh Văn Thừa, để cho cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng. Khi mà tâm chúng ta nhẹ nhàng thì sao? Tâm nhẹ nhàng chúng ta mới lần vào chánh định. Ta nói tâm nhẹ nhàng rồi đó, không buồn quan tâm tới công ăn việc làm, không quan tâm tới sự nghiệp công danh nữa. Cho nên bây giờ tâm chúng ta nó trống không. Do đó đó mà chúng ta mới hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Đức Phật. Cho nên nhờ giáo pháp của Đức Phật mà nó rọi tâm chúng ta sáng lần ra. Đây là trên bước đường tu đó. Ta nói mỗi ngày chúng ta đọc kinh, ta thấy hình như là kinh nó soi sáng lòng chúng ta. Nó soi sáng lần ở trong lòng chúng ta, mà chúng ta cảm thấy ta không còn ham muốn tất cả những cái việc khác nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ soi sáng lòng ta, tức là huệ sanh, không ham muốn, cho nên định sanh. Mà định sanh thì trên bước đường tu đó, cái định là gì? Ở đây Đức Phật có vô số tam muội và đà la ni. Cho nên đà la ni là huệ, mà tam muội là định. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta mới nhen nhóm được cái lửa tam muội ở trong lòng chúng ta. Gọi là tu mà có lửa rồi, phải không? Hồi nãy chúng ta bị lửa phiền não thế gian thiêu đốt, bây giờ nó ngược trở lại, chúng ta có lửa tam muội ở trong lòng chúng ta. Tam muội tức là từ ở trong chánh định. Ta nói từ ở trong chánh định tụ, thì ở trong chánh định đó nó mới phát lên một cái ngọn đèn le lói ở trong lòng chúng ta. Nó cho chúng ta có cái niềm tin, cho chúng ta có một cái hy vọng. Ta nói từ cái chỗ niềm tin và hy vọng này đó, nó bắt đầu dẫn chúng ta đi vào cuộc đời mới. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ hình ảnh của Đức Phật, nhờ tất cả các vị hộ pháp thiện thần, họ quan hệ tốt với ta nữa. Cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta bắt đầu thay đổi. Cho nên cái người này đi vào đạo bằng con đường của Thinh Văn. Ta nói con đường Thinh Văn nghèo khổ như vậy mà không bận tâm, không lo lắng gì hết, cho nên lúc bây giờ cũng sanh ra định và huệ. Định và huệ cho nên được giải thoát. Ta nói khi mà chúng ta có định, có huệ, thì dùng định huệ này đó để mà cắt phiền não. Ta nên định huệ để cắt phiền não. Định là tại vì tâm chúng ta tập trung lại cho nên ta xả. Huệ đó là ta nhìn, ta thấy rõ cuộc đời. Mà cuộc đời ta thấy càng rõ bao nhiêu đó, thì lòng tham của chúng ta nó càng mất, bực tức chúng ta cũng có. Ta nên trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy rõ này. Tức là cái khi mà chúng ta phát huệ, có huệ rồi chúng ta mới thấy được. Ta thấy được mọi việc ở trên thế gian này đó, ta biết là tham cũng không được, phải không? Ham muốn cũng không được, thì thôi ta không ham nữa. Cho nên cái này bảo là lửa tam muội mà nó đốt cái phiền não ta. Đốt cái phiền não này gì? Cái phiền não tham bị đốt trước đi. Ta biết tham cũng không được, tham được khổ, thì ta dạy gì ta tham? Tại những người tham là vì họ nghĩ họ tham là được. Ta nói họ tham là được, mà được thì sung sướng, cho nên nghĩ rằng sung sướng cho nên mới ham muốn. Mà ham muốn thì mình không được, mình khổ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Bây giờ ngược trở lại, ta có cái huệ nó phát lên rồi đó, ta biết tham cũng không được, ham muốn cũng không được. Cái này là của người ta chứ không phải của mình. Cho nên không khởi lên lòng tham. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta không khổ. Cái này là bảo là có huệ. Cái thứ hai, nếu cái huệ này đó mà nó nâng lên chút nữa, cái huệ này đó mà nó nâng chút nữa đó, được Phật huệ rọi vào tâm chúng ta rồi đó, lúc bây giờ ta nhìn ta thấy, ta thấy khá hơn một chút đó, là ta thấy được. Dù họ nói cái gì đi nữa đó, nhưng mà nhìn người ta thấy luôn tới ở trong tâm của họ. Ta thấy trong tâm của họ rồi, mà ta thấy được cái việc này đó là nên hay là không nên, thành hay là không thành. Cái thấy của chúng ta nữa, nó có một cái thấy sâu như vậy, thì cái trường hợp này ta gọi là Phật huệ. Cho nên
ở trên cái bước đường tu của thầy đó, khi mà thầy còn là học sinh, thầy đang làm nghiên cứu sinh ở bên Nhật, lúc bây giờ đó có một cái thầy khác đó, mà cũng là bạn với thầy, hai anh em cùng đi qua Nhật học hết đó. Nhưng mà thầy đó, thì thầy chuyên học về Phật pháp, cái thầy kia đó mới nghĩ là chuyên học về kinh doanh, ông thầy tu nhưng mà đi học kinh doanh, thì ông thầy kia đó mới nghĩ thế này: tôi học kinh doanh để sau này tôi về nước tôi làm nhà kinh doanh, tôi làm giàu cho Phật giáo, phải không? Thì đây cái ý niệm này cũng tốt chứ không? Ý niệm mà để làm giàu cho Phật giáo đó thì cái này cũng tốt. Nhưng mà vì cái đầu óc của thầy này nó kẹt vào trong kinh doanh nhiều quá, ta nó kẹt vào trong kinh doanh cho nên Phật lực không gia bị tới được. Tức là Phật không gia bị tới, vì vậy đó mà học thì được, thi thì đậu, nhưng mà giỏi về đời chứ còn không, không còn Phật pháp nữa. Tức là Phật pháp ở trong lòng biến mất rồi, Phật cũng biến mất rồi, pháp cũng hết rồi. Cho nên luôn luôn cứ nghĩ tới kinh doanh làm giàu thôi. Nhưng mà bây giờ cái ông này đó, ông đã đậu được cái bằng tiến sĩ kinh doanh rồi, phải không? Ta nói học mà có tiến sĩ rồi nữa thì trường hợp này giỏi chứ. Ta nói thầy là đậu tiến sĩ Phật học, ổng đậu tiến sĩ kinh doanh, phải không? Thì bây giờ đó, ổng mới nói với thầy, cái năm đó năm 1970, Nhật Bổn nó mở một cái Expo 70, tức là quốc tế đó, hội chợ, đây mình gọi là hội chợ. Thế ông là nhà kinh doanh cho nên ông mới nghĩ tới cách kinh doanh. Kinh doanh thì bây giờ ông mới mở công ty, phải không? Mở văn phòng. Ta nên mở văn phòng, mở công ty để quan hệ giữa Việt Nam và Nhật ông làm chứ. Thành ông tính thầy nghe thì cũng được lắm. Tính thì nghe không được. Tức là liên hệ với những nhà kinh doanh ở Việt Nam, liên hệ với những nhà kinh doanh ở bên Nhật, để tạo cái mối quan hệ cho bên này qua bên đó triển lãm, đem hàng hóa qua. Bên Nhật thì cái trường hợp quan hệ tới các cái công ty du lịch để đưa người Việt Nam qua. Thì như vậy đó, ông nghĩ, ông nói với thầy đó, mình chỉ ngồi không thôi, phải không? Mình chỉ ngồi không thôi đó, nhưng mà cứ hãy có một người Việt Nam qua thì cái trường hợp này đó là chắc chắn mình có 15% cái hoa hồng khách sạn rồi, phải không? Nếu mình hướng dẫn người ta đi Expo thì cái trường hợp này mình có cái tiền hướng dẫn riêng nữa. Thành ra ông tính thầy thấy toàn là đô la không, phải không? Nhà kinh doanh mà tính hay lắm. Thầy mới hỏi thêm ông cái này, thầy hỏi đó, là thầy có liên hệ với bên Việt Nam mình đó, mà chắc chắn bên đó qua được không? Ông nói chắc 99%, phải không? Chắc nhưng mà chắc 99%. Thầy hỏi còn 1% nữa là gì? Ông suy nghĩ một chút đó. Ông nói chỉ còn kẹt ông Tổng thống Thiệu nữa thôi, chứ còn ông Thủ tướng Kim thì cái trường hợp này đã quan hệ rồi, tốt rồi, ông bằng lòng cho chuyện này rồi. Các vị nghĩ xem. Nhưng mà tự nhiên cái trực giác thầy cho biết là cái việc này không được đó. Ông 99% rồi, ông nói với thầy. Nhưng mà thầy nói sau cái trực giác của tôi đó, tôi thấy hình như là không được ấy. Ông nói chỉ còn có một cái là ông Thiệu đó, ông không cho nữa thôi. Nhưng bây giờ ông làm thinh, ông chưa nói gì hết, phải không? Còn có ông Tổng thống thôi. Nhưng mà thiệt ra nữa, ngày mai là nó khai mạc hội chợ. Thì ở bên này ông Thiệu ông áp lực ở Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản. Nhật Bản thì nó cho gian hàng Hà Nội và gian hàng Sài Gòn, cả hai gian hàng. Ông Thiệu ông nói nếu mà cho Hà Nội tham dự thì Sài Gòn không tham dự tẩy chay. Quý vị thấy không? Thành ra gian hàng Hà Nội mở thì gian hàng Sài Gòn đóng. Tất cả những cái người mà đi sang Nhật này bị cấm hết, tức là cấm hết, không cho ai đi hết. Thành ra cái trường hợp cái công ty của ông này coi như là xóa sổ.
nợ chồng chất lên. Thế nên muốn mở công ty là có bao nhiêu tiền, rồi thuê văn phòng, thuê nhân viên, làm thủ tục, tất cả những cái này tốn kém hết, bây giờ bị xóa sổ. Đây các vị thấy. Cho nên thường người ta nói người tính không bằng trời tính, phải không? Khi mà chúng ta có cái huệ, khi mà chúng ta tu á, ta được Phật lực gia bị tới, tự nhiên cho chúng ta có một cái thấy mà bình thường không thể thấy được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, thì từ ban đầu đó, Thầy nói là cái lửa tam muội, cái lửa tam muội tức là định. Cái định này đó, nó mới đốt hết cái phiền não. Mà cái phiền não đầu tiên là phiền não tham, phải không? Nó đốt hết cái phiền não tham chúng ta đi, tức là trong lòng chúng ta không tham nữa. Tức là trong lòng chúng ta không tham nữa đó, thì lúc bây giờ cái huệ này sanh ra. Tại vì định với huệ nó hợp trở lại, người ta gọi là thiền. Cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh đó, là định. Nhưng mà phát ra huệ đó thì người ta gọi là thiền. Tức là định và huệ hai cái này hợp lại. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy, mà chúng ta thấy, thấy bằng trực giác. Cho nên lúc bây giờ cái người tu đó thường cái này đó, nó thường cái huệ nó phát lên đó, giống nó lóe lên vậy, như một cái tia chớp ở trong bầu trời. Tia chớp ở trong bầu trời, một cái ánh sáng lóe lên ở trong lòng chúng ta, tự nhiên cho chúng ta có trực giác như vậy đó, như một tia sáng vậy. Thành ra cái trường hợp này đó, ta gọi là huệ. Thành ra người tu nữa mà có được cái định thì lúc bây giờ sanh ra cái huệ này. Thì ở trong cái huệ này đó, cái định và huệ này đó, thì cái huệ này đó, Đức Phật gọi đó là cái Đà La Ni. Thành ra Đà La Ni tức là huệ. Thì bây giờ cái người mà tu hành này đó, dùng cái huệ này đó mà nó cắt cái lòng tham ta. Dùng cái định á, mà ta quên hết tất cả những kia đi. Vui chúng ta cũng quên, mà khổ chúng ta cũng quên, cho nên gọi là định. Mà khi ta quên nó đó, thì ta gọi là định. Nhưng mà bây giờ từ cái chỗ định á, cái tâm ta trống không, trống không dục ở trong tận đáy lòng chúng ta, nó lóe lên tia sáng, cái này là huệ. Mà khi lóe lên tia sáng rồi, ta nhìn cuộc đời chúng ta thấy rõ. À, ta thấy hình như nó không phải vậy đó. Suy nghĩ thì ta thấy nó như vậy là đúng, nhưng bây giờ nữa, cái trực giác cho chúng ta biết cái này không được. Trên bước đường tu đó, cái chính của chúng ta vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người tu theo tinh văn, đầu tiên ta bỏ hết tất cả mọi việc ở trên thế gian, để cho cái tâm ta hoàn toàn trống không. Từ cái chỗ mà cái tâm trống không đó, ta gọi là định. Cho nên từ cái tâm trống không đó, nó tự phát lên một cái tia sáng ở trong lòng. Mà những cái tia sáng này đó, nó liên tục để chúng ta rọi vào trong cuộc đời. Ta rọi vào trong cuộc đời, thì khi mà ta thấy được cuộc đời như vậy rồi đó, thì chúng ta không phạm phải cái sai lầm nữa. Không phạm phải cái sai lầm, thì bây giờ ta thấy được cái chỗ nào ta nên tới và chỗ nào ta không nên tới. Cái việc nào ta nên làm và cái việc nào ta không nên làm. Cái người nào ta nên tiếp xúc và người nào ta không nên tiếp xúc. Thì như vậy đó, ta sẽ không phạm phải những cái sai lầm. Ta nên không phạm sai lầm, cho nên chúng ta không dạy gì chúng ta đem tiền mà chúng ta đầu tư vô những cái công ty phá sản. Ta không bao giờ đem tiền mà giao cho những người không biết kinh doanh, phải không? Ta nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này ta không mắc lầm. Mà không mắc lầm thì chúng ta được an nhiên, được tự tại và giải thoát. Cái này bước ban đầu. Ta nên trên cái bước ban đầu đó, chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ. Cho nên không sử dụng cái trí của mình nữa, nhưng mà sử dụng cái định để cắt lòng tham và nhận được cái Phật huệ rọi vào lòng chúng ta nữa, để chúng ta sáng lên mà chúng ta thấy được những cái việc ta nên làm và chỗ nào chúng ta nên tới. Thì nếu mà trong lúc đó mới tu thì quý vị còn có những cái lẫn lộn. Có những cái lẫn lộn thì chúng ta lại có một cái dè dặt và kiểm tra. Thầy thường như vậy đó. Tức là dè dặt và kiểm tra. Tự nhiên trong lòng nó sáng lên,
Nó nghĩ rằng đó, à, bữa nay mình muốn đi Cà Mau phải không? Xuống Cà Mau thuyết pháp. Thì tự nhiên trong lòng mình nó sáng lên, nó nghĩ phải đi Cà Mau thuyết pháp. Nhưng mà lúc bây giờ đó, mình cũng chưa chắc, mình kiểm tra lại xem thử coi cái này đó là Phật Huệ rọi vào cho mình một cái trực giác hay là cái tham vọng. Nếu mà mình muốn đi xuống Cà Mau để thuyết pháp, để làm cái gì đó, thì cái này chúng ta cũng dễ lầm lẫn trong cái tham vọng ta. Cho nên khi đi tới chỗ đó, nếu là tham vọng thì cái việc nó xảy ra không giống như những cái chúng ta nghĩ. Nó xảy ra không giống chúng ta nghĩ. Thì cái này để quý vị nên rút lại. Không phải cái nào chúng ta nghĩ cũng đúng hết đâu. Tại cái này nữa còn lẫn lộn. Cho nên Đức Phật nói là hàng Bồ Tát trở xuống vẫn còn lầm. Tức là vẫn còn sai lầm, chừng nào làm Phật đó mới không lầm nữa thôi. Còn trên bước đường tu chúng ta đó là còn sai lầm. Nhưng mà còn sai lầm đó là chúng ta biết điều chỉnh và biết sửa đổi. Cho nên điều chỉnh và sửa đổi đó, để rồi chúng ta vượt qua được. Cho nên cái khi mà đi tới Cà Mau, thầy nói vậy, khi mà đi tới Cà Mau rồi nữa, thì thầy quan sát, thầy thấy tia sáng trong lòng mình nghĩ thì nó như thế này, nhưng mà tới đó mình thấy không phải như vậy, không phải đúng như cái mình nghĩ. Không phải đúng như cái mình nghĩ thì sao? Thì bây giờ gọi là dùng trí phương tiện, tức là tùy duyên. Bây giờ tùy theo cái hoàn cảnh đó để mình xử lý sao cho nó tốt thôi. Thay vì đi tới đó thuyết pháp, nhưng mà tới đó thì mình gặp cái tình thế nó không tốt, an ninh không bảo đảm, hoặc là chính quyền chưa cho phép, thì thôi đổi ra từ một cái mà thuyết pháp sang một cái thăm viếng cũng được rồi. Ta nên từ một cái người ta thỉnh mình xuống thuyết pháp, nhưng mà bây giờ không có giấy phép thì sao? Thuyết pháp rồi công an vô lập biên bản nữa, cho nên thôi, nó là không có giấy phép thì thôi tôi tới tôi thăm được rồi. Tới thăm mấy thầy, thăm các Phật tử, rồi thôi đi về, phải không? Đây là cái thấy mình chưa chính xác. Cho nên nó lẫn lộn ở trong cái tính toán của con người và cái Phật Huệ rọi tới. Cái Phật Huệ rọi tới đó, tự nhiên trong lòng mình nó lóe ra. Nó lóe lên một tia sáng để mình muốn làm cái đó. Nhưng mà tới kiểm tra lại thấy không phải, thì cái này tức là thuộc về thức của mình, nó còn tồn tại ở trong lòng của mình đó, cho nên bây giờ nó phát lên chứ không phải là Phật rọi xuống. Cho nên trên cái bước đường tu của mình ấy, nó có ba cái trường hợp mà xảy ra trong tâm, các Phật tử nên nhớ nữa. Cái trường hợp thứ nhất á, Đức Phật nói là do trong tiềm thức mình hiện ra. Cái này là nhiều nhất, tức là nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập ở trong tiềm thức rồi. Mình ân quán nó đã có sẵn trong này rồi, ở trong lòng của mình ấy. Cho nên lúc bây giờ nó gặp nó tự nhiên bộc phát. Ta nên gặp một cái người đó mình thương hay gặp một cái người đó mình ghét, phải không? Ta nên cái thương hay là ghét á, ghét vô căn cứ mà thương cũng vô căn cứ. Cái này là gì? Đức Phật gọi là túc nghiệp. Tức là nó có sẵn, cái người này có sẵn ở trong tiềm thức mình rồi. Cho nên bây giờ mình mới gặp mặt lần đầu thôi mà mình có cảm giác như là quen. Quen đời trước nó hại mình đó, hay là đời trước nó đã từng giúp mình đó. Cái này có. Tại cái thứ nhất là Đức Phật nói là do trong tiềm thức mình hiện ra, phải không? Do trong A-la-gia thức hiện ra. Cho nên chúng ta cũng thấy được. Nhưng mà cái thứ hai đây là gì? Cái thứ hai này đó là thường Đức Phật gọi là quỷ thần báo mộng. Cái này có nhiều đây. Cho nên tất cả những người Phật tử chúng ta đó, mà có hay đi chùa, có hay lễ Phật, có hay cầu nguyện đó, thì thường thường chúng ta được cái báo mộng này. Được báo mộng, có người đó thì được ông hộ pháp tới kêu, phải không? Tên ông hộ pháp tới kêu, đây là có. Cho nên cái trường hợp đó, thầy Minh Tân hồi trước tu chung với thầy ở chùa Ấn Quang đó, thầy đó bây giờ thầy cũng chết rồi, nhưng mà thầy á, là có một cái người con mà nó gắn bó với cách mạng, bị mật thám nó theo dõi nó bắt. Thế nên mật thám nó theo dõi nó bắt, nhưng mà
Tự nhiên á, thầy đang nằm ngủ như vậy đó, nhưng mà thầy mơ. Tại nên thầy mơ á, thầy thấy á, ông hộ pháp ấy, hộ pháp trên chùa đó, mà kêu kêu thầy Minh Tân đó, bảo biểu thằng A thằng B gì đó nó đi đi, biểu nó đi đi. Thì ông giật mình thức dậy đó, ông thấy ông hộ pháp kêu biểu thằng con ông biểu đi đi, thì ông mới kêu nó, ông biểu nó đi. Thì nó mới vừa ra khỏi nhà thì mặc thám vô. Cho nên cái này ta gọi là quỷ thần báo mộng, ta nên trên bước đường tu đó. Cho nên mấy ông thần đó họ thương mình đó, cho nên họ giúp mình, họ cứu mình bằng cách như vậy đó. Thì thường đó mình hay nằm mơ mình thấy. Bình thường như thế này thì mấy ông làm sao mấy ông kêu mình được hết. Mấy ông kêu mình không được, tại vì mình còn sống như thế này thì ông không thể liên hệ với mình được. Nhưng mà nếu cái người nào đó mà nhạy cảm một chút á, thì có cái cảm giác. Cho nên có cái cảm giác á, như là ai kêu mình đó, ai nói cái gì với mình đó, nhưng mà có cái là mình nghe không được, mình giải không được thôi. Mình thấy trong lòng của mình á, nó có một cái bất an nào đó. Thành ra thầy đó thường hay có cái trạng thái đó. Thành ra khi nào thầy làm một cái việc gì đó mà thầy thấy trong lòng bất an đó, thì thôi thầy ngưng, thầy không làm nữa. Thầy nói cái này mấy ông hộ pháp họ can đó. Cái việc đó thấy không khó mấy, nhưng mà sao thấy trong lòng mình nó bất an. Thì như vậy mình biết mấy ông hộ pháp can mình, cho nên thôi mình không làm, để cho nó yên đi. Còn ngược trở lại đó, cái chuyện nó thấy khó không ai dám làm hết đó. Nhưng mà sao mình thấy trong lòng của mình đó, không sợ, không lo. Thì cái trường hợp này đó, chính mấy ông thúc mình, mấy ông thúc mình đó, làm. Cho nên đến lúc bây giờ thầy mới thấy được một cái đó, là chính nó khó, nó khổ, nó nguy hiểm. Cho nên người khác không làm thì mình mới có cơ hội mình làm. Ta nói có cơ hội mình làm thì cái này là mới sanh ra công đức. Này là mấy ông hộ pháp suối mình làm, chứ không phải mình đồng gan sắt gì mà dám làm. Tự nhiên các ông thúc mình làm. Trong giấc mơ thì mấy ông thúc mình dễ, tại vì mình với ổng đồng nhau. Tại vì mình cũng là cái tâm, ổng cũng là cái tâm, cho nên hai cái này đồng nhau, cho nên mấy ông nói mình được. Nhưng mà bây giờ mình mang cái thân ngũ ấm, cái xác này vô rồi đó, cái xác này nó ngăn cái tâm, cho nên mình chỉ liên hệ với những người mà có cái xác này với mình, họ nói mình nghe được. Còn cái người vô hình nói mình không nghe được, cho nên mấy ông nói mình nghe được. Mà mấy ông chỉ có một cái, mấy ông kích thích cái tâm mình, làm cho tâm mình cứ động lên, phải không? Làm cho tâm mình động lên. Thì trong lúc đó đó, mình cũng được các ông hộ pháp thiện thần nhắc nhở. Thì tất cả các Phật tử nếu mà thực tu đấy, mà có quan hệ tốt được với các vị hộ pháp thiền thần, thì chúng ta cũng được mách bảo bằng cái đó. Cái thứ ba là cao nhất đây. Cao nhất đây là cái người tu theo Kinh Pháp Hoa mà được Đức Phật hộ niệm đó. Thì cái này đó thầy gọi là từ ở trong cái định, ta nhập định mà nó trúng vô trong cái định vô lượng nghĩa. Cái định vô lượng nghĩa tức là định của Pháp Hoa. Cho nên được Phật huệ rọi vào tâm chúng ta đó, thì lúc bây giờ ta nhìn ta thấy sự vật rõ ràng. Ta thấy sự vật rõ ràng, ta sẽ không có sai lầm nữa. Thì cái trường hợp này đó, vào định để mà thấy Phật, vào định để mà nghe Pháp, vào định để mà quyết đoán mọi việc ở trên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp này là do Phật huệ quyết định. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó có ba cái trường hợp như vậy. Thì khi còn ở trong nhà lửa tam giới này đó, nếu mà ta nương theo Kinh Pháp Hoa ta tu hành đó, thì quý vị sẽ nhận được một ở trong ba cái trường hợp đó. Thì chúng ta kiểm chứng lại để chúng ta tu hành. Thầy xin ngừng ở đây, sao tiếp. Nên có những cái người mà sống ở trên cuộc đời này, họ có một cái phước báo lớn. Đức Phật ví như là chư thiên, tức là có cái phước báo lớn. Thì lúc bây giờ đó, họ có một cái sự nghiệp lớn, mình thường ấy, mình gọi là giàu có. Họ có một cái sức khỏe tốt, đó là phước của họ. Người mà giàu có của cải, người mà có một cái sức khỏe tốt
thì đây là phước. Nhưng mà ở trong lúc có cái phước như vậy đó, chúng ta tưởng là an lành, ta tưởng những người giàu có, những người có địa vị xã hội, những người mà ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt, thì những người đó là những người coi như có hạnh phúc. Đức Phật nói là những người đó những người có phước. Nhưng mà những người đó đó, đôi khi đó họ khổ, mà họ còn khổ hơn những người khác nữa. Cho nên những người mà giàu có, thì quý vị thấy mỗi một lần xã hội thay đổi thì những người giàu có là những người khổ, những người có địa vị là những người khổ, khổ hơn người thường. Tức là một cái chế độ thay đổi thì những người ở cái chế độ trước mà có quyền thế thì qua cái chế độ sau nó họ khổ hơn. Họ giàu có đó thì qua cái chế độ sau họ khổ hơn. Trong cái lúc đó nếu mà họ hết phước thì liền cái khổ tới, mà tới nhiều hơn họ. Cái thứ hai đó là ở trong cái khi mà họ đang giàu có như vậy, họ đang có địa vị, nhưng mà họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Tại vì muốn được giàu có, muốn có địa vị thì ở trong đầu của họ nó phải tính toán, phải tính toán, phải hơn thua. Nhưng mà tính toán đó, thì chính cái đó nó làm cho họ cũng mất ăn mất ngủ đi, cho nên đó, họ cũng có cái khổ. Nên Đức Phật nói đó, là cái khi mà mình có một cái ý mong cầu về phước báo thì mình đã khổ, mà được cái phước báo tới với mình rồi đó, mình cố mình giữ nó đó, mình khổ hơn. Và khi mất nó đó thì mình lại càng khổ hơn nữa. Cho nên Thầy cũng đã từng chứng kiến những người mà ham địa vị mà bị mất địa vị, ham tiền của mà bị mất tiền của. Thành ra những người đó họ khổ đến cái độ mà họ điên, và đến cái độ mà họ phải tự tử. Thì như vậy đó, họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu. Cái thứ hai đó, cái người trí thức, cái người trí thức thì lại cũng có cái khổ của người trí thức. Cho nên họ biết nhiều, họ biết rất nhiều việc, nhưng mà họ không bao giờ làm được. Họ nói thiên hạ không nghe, không thể chấp nhận và không làm theo ý của họ được, thì những người đó họ cũng khổ. Cho nên vì họ khổ, họ không bằng lòng, họ bực bội. Cho nên chính Đức Phật nói, cái không bằng lòng đó, cái bực bội đó, nó thiêu đốt họ. Họ thiêu đốt cái gì? Tức là thiêu đốt cái tâm của họ và thiêu đốt cái thân của họ. Cái hạng thứ ba cũng khổ, tức là vừa khổ về vật chất, gọi là người không có phước, thì vừa khổ về vật chất mà cũng lại vừa khổ về tinh thần. Cho nên cái ham muốn nó không bao giờ được, cái ham muốn của mình nó không bao giờ tới. Thành mình mong cầu mà không bao giờ được, cho nên mình khổ. Từ cái khổ đó, vì không được cho nên mình sanh buồn phiền, mình sanh oán hận. Cho nên Đức Phật nói là cái người nghèo, cái người nghèo đó, khổ đó, thì cái người đó họ có nhiều cái oán hận. Cho nên khi mà chúng ta gặp một cái người nghèo, gặp một người họ thất nghiệp, một cái người họ đang khó khăn, thì những người đó, đó họ có thể hung bạo, họ có thể dữ hơn là cái người bình thường. Đức Phật ra đời đó, Ngài nhìn Ngài thấy trong ba cái hàng người này mà Ngài thương xót. Cho nên Ngài thương xót đó, Ngài mới nói pháp và cứu vớt họ. Cái pháp của Đức Phật nói ra đó, thì trong Kinh Pháp Hoa ví như là ba xe mà ta gọi là tam thừa, tam thừa giáo. Tức là cái giáo pháp đó đem thí dụ cho ba chiếc xe. Ba chiếc xe này dùng để làm gì? Để ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Ra khỏi cái nhà lửa tam giới
Bây giờ nữa, cái nhà lửa tam giới này là gì? Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái thân của chúng ta này, cái thân ngũ ấm này nữa, là ví như là cái nhà, cho nên gọi đây là ngũ ấm xá. Ngũ ấm xá tức là cái nhà ngũ ấm, một cái tổ hợp vật chất và tinh thần, nó gọi đó là chúng sanh, hay nó gọi đó là con người. Cho nên trong cái con người chúng ta đây đó, Đức Phật gọi đó là một cái nhà. Cho nên khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài tuyên bố một câu nữa là từ đây về sau, tức là ta không xây dựng thêm những cái nhà nào khác nữa. Tức là từ đây trở về trước á, thì ta bỏ cái nhà này, ta xây cái nhà khác, và liên tục ở trong bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau như vậy. Tức là ta bỏ cái thân này thì ta lại thọ cái thân khác, bỏ thân khác ta thọ thân khác nữa. Cho nên ở trong sáu đường sanh tử đó, chúng ta luôn luôn trôi lăn vào trong đó. Cho nên khi ta cùng cực của khổ đau thì ta rớt xuống tới địa ngục. Rồi ở từ trong địa ngục đó chúng ta mới bò lần ra, mà lên tới con người, lên tới chư thiên. Tức là ta có được chút phước báo, thì khi hưởng hết phước rồi ta lại rơi xuống thế giới Atula. Tức là cái người mà đang giàu có mà bị mất hết của cải thì họ khổ và họ hận đời nhiều, cho nên đó, họ dễ hung tận. Cho đây ta gọi là quỷ hay là Atula. Thì từ Atula đó mà làm tất cả các việc ác á, thì sẽ rớt xuống địa ngục. Đây là trên cái bước đường tu hành á, người ta luôn luôn thay đổi như vậy. Cho nên Thầy có gặp một cái anh mà đệ tử của Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái anh này nữa, anh kể lại cái cuộc đời của anh. Anh bảo rằng từ ở ngoài Trung mà đi vào ở trong miền Nam, đi vào trong miền Nam này để lập nghiệp, thì trong cái lúc đó nhiều hồi đói mà không có tiền mua một khúc bánh mì lạc để ăn. Đây có đều hữu nào nghèo tới mức đó, tức là không thể kiếm ra được đủ tiền để mua một khúc bánh mì mà ăn nữa. Cho nên khổ sở như vậy đó. Cho nên anh có một cái ý định là thôi mình tự tử đi, phải không? Cho nên có ý định tự tử đi. Thì bây giờ nó có một cái ý định tự tử, thì trong lúc đó nó, anh đã nhìn thấy cái chùa Vạn Đức. Cho nên thấy cái chùa Vạn Đức và nghe người ta tụng kinh Pháp Hoa trong đó. Trước khi mà tự tử nó lại nghe được kinh Pháp Hoa và thấy được cái chùa. Cho nên em mới khởi lên cái ý niệm mình thôi, trước khi mình tự tử nó, mình nên vào chùa để mình lại Phật cái đó rồi hãy tự tử. Đây các đại hữu nên nhớ cái đó. Khi nào mà cùng cực khổ đau nó muốn tự tử nó, thì thôi đi về chùa lại Phật rồi hãy tự tử, phải không? Tức là có một cái ý niệm là lại Phật, có cái ý niệm là muốn thấy Phật và muốn nghe lại những cái lời của Đức Phật dạy rồi mới tự tử. Nhưng mà cái may mắn của anh này nữa, cái khi anh vào chùa anh lại Phật rồi anh nghe tụng kinh Pháp Hoa, tự nhiên tụng kinh Pháp Hoa nữa, tại vì cái căn lành của anh có, cho nên nghe tụng kinh Pháp Hoa nữa là cảm được rồi ngồi xuống đó rồi tụng với người ta, tụng kinh với người khác. Cho nên nghe kinh rồi chuyển sang một cái mà tụng kinh. Thì khi mà anh tụng kinh, khi anh tụng kinh xong đó, thì lại anh được cái may mắn khác nữa, tức là anh được nghe Hòa Thượng Trí Tịnh giảng kinh. Tại vì sau khi tụng một phẩm rồi đó, thì thường Hòa Thượng hay ra Hòa Thượng giảng cho người ta nghe. Cho nên nghe Hòa Thượng giảng kinh, sao anh nhìn anh thấy Hòa Thượng Trí Tịnh, anh thấy anh kính trọng quá. Tự nhiên thấy kính trọng quá mà anh quên cái tự tử của mình đi. Rồi từ cái chỗ mà kính trọng Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi mới xin quy y với Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi đó mới tới chùa tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vì anh tụng do cái căn lành của anh, do cái căn lành đời trước của anh, và cái nhân duyên đó,
đắc độ với Hòa Thượng Trí Tịnh. Cho nên anh tụng với tất cả tấm lòng của anh. Từ cái chỗ đó mà cuộc đời anh nó thay đổi. Từ một cái người mà kiếm một khúc bánh mì ăn không có, nhưng mà nó thay đổi cuộc đời của anh á, cho tới bây giờ ở trong tay anh đã có đến cả hàng ngàn tỷ đồng. Đây là một cái việc mà rất là lạ lùng. Cho nên anh quy y với Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi anh mới tới đó anh tụng kinh Pháp Hoa với người khác. Mà như vậy đó, cuộc đời anh nó bắt đầu nó thay đổi. Cho nên người ta tu á, người ta đổi đời. Mà cái điều quan trọng nhất á, là chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Anh này đang cùng cực của khổ đau, tức là sắp đọa vào địa ngục rồi. Nếu mà anh không thấy cái chùa Vạn Đức, anh không nghe tiếng tụng kinh Pháp Hoa, và anh không gặp Hòa Thượng Trí Tịnh tới độ nữa, thì anh sẽ tự tử. Mà tự tử là chắc chắn đi vào địa ngục thôi. Cái việc quan trọng là chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà nhờ cái căn lành đời trước, cho nên anh nhìn thấy cái chùa, rồi anh nghe tiếng tụng kinh, rồi anh được gặp Hòa Thượng để anh quy y, mà cuộc đời anh thay đổi. Thì như vậy đó, làm gì để mà thay đổi cuộc đời? Tụng kinh thay đổi cuộc đời. Nếu mà nói như vậy đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đây đó cũng tụng kinh. Nhưng mà quý vị có đổi đời không? Người tụng kinh mà đổi đời từ xấu mà sang tốt cũng có. Nhưng mà người tụng kinh đổi đời mà từ tốt sang xấu cũng có. Những người đang làm ăn tốt nhưng mà đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, tu hành, rồi một lúc lại là nghèo khổ. Thế nên nghèo khổ, rồi buồn phiền, rồi sân hận, tức là đọa địa ngục. Thì ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi đó là phá pháp tội chướng. Cái tội phá pháp đó, cái này nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta tự kiểm lại xem coi chúng ta tu như thế nào mà gọi là hành giả Pháp Hoa, và ta tu như thế nào nữa mà đây gọi là phá pháp tội chướng. Phải nhận ra được cái chỗ này để chúng ta không phạm phải cái sai lầm. Đương nhiên đó, cái người mà họ có cái phước báo đời trước, họ có một cái căn lành đời trước, nhưng mà khi sanh trên cuộc đời này đó, họ không được may mắn. Họ không được may mắn, nhưng mà phước họ vẫn có. Như cái anh mà thầy vừa nói đó, là cái anh này cái phước ảnh có, anh đáng lẽ làm giàu đó, nhưng mà vì gì thất bại. Thất bại cho đến một mẫu bánh mì không có ăn nữa. Thì bây giờ đó, nhờ căn lành đời trước, cho nên nhìn thấy chùa, nghe kinh thì liền phát tâm. Cho nên cái quan trọng nhất là tất cả các Phật tử nên biết là chúng ta phát tâm. Thì khi mà chúng ta phát tâm thì chúng ta phát bằng cách nào? Nếu mà quý vị phát tâm nghĩ mình tụng kinh Pháp Hoa để mình lại Phật, rồi để mình sẽ được giàu có đó, thì cái này rơi vô lòng tham, không bao giờ được đâu. Nhớ cái điều đó. Cho nên những người mà họ tới chùa rồi họ cúng một đồng bạc hay họ cúng một trái chuối nữa, rồi họ khấn Bồ Tát Quan Âm để cho họ cái này cho họ cái kia nhiều hơn, phải không? Cái này là phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm. Cho nên phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm, cho nên họ sẽ không bao giờ được. Nếu mà được thì chỉ có quỷ thần cho họ thôi. Cho nên quỷ thần có thể giúp họ chỗ này, nhưng mà quỷ thần giúp họ đó, họ có được hưởng không? Đây là rất nguy hiểm. Tức là quỷ thần là thầy ví như là cái trường hợp mà ta gọi là xã hội đen, phải không? Tức là quỷ ma là thuộc về xã hội đen. Tại vì chúng ta làm ít mà chúng ta muốn hưởng nhiều thì cái này phát xuất từ lòng tham, nó hợp với cái này rồi. Ta nói người bình thường như thế này nữa, thì họ biết nếu mà chúng ta làm ăn lương thiện thì cái sự thu nhập của chúng ta nữa, cái mức cho phép của nó tới đâu. Mà bây giờ cái người tu
Đương nhiên mình phải lương thiện và trên cái người lương thiện nữa thì gọi là tu chứ. Nhưng mà mình dưới cái mức lương thiện thì cái chuyện này không phải là tu rồi. Thành ra dưới cái mức lương thiện thì chỉ có một cái ta gọi là xã hội đen. Thì cái xã hội đen ở trên trần gian này với cái xã hội đen vô hình, hai cái này giống nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Thành ra ta cũng thuộc về cái dân xã hội đen, tức là ta cúng ít mà ta đòi nhiều, phải không? Thì cái xã hội đen vô hình kia đó là những người đó họ cũng vì tham lam, họ vì tham lam, vì ích kỷ mà họ không đạt được cái ý nguyện của họ, họ chết đi họ thành quỷ. Thành ra họ thành quỷ thần. Cho nên họ cũng tham lam ích kỷ. Bây giờ chúng ta cũng tham lam ích kỷ, hai cái này đó đồng nhau. Cho nên lúc bây giờ đó ta gọi đây là gì? Quỷ nhiếp trì. Cho nên những người này đó họ cầu nguyện, họ quỷ nhiếp trì. Rõ hơn nữa đó là những người mà thầy nói họ đi chuột bùa chuột ngải đó. Họ đi chuột bùa chuột ngải đó thì cái trường hợp thuộc loại này. Mà họ tới họ cầu Phật á với hình thức này đó thì cái trường hợp này cũng chỉ có quỷ thần thôi. Cho nên quỷ thần nó mới lợi dụng Phật giáo. Thiệt ra thì là quỷ thần chứ không phải là tu. Nhưng mà vì muốn lợi dụng Phật giáo, muốn lợi dụng cái người mà tín ngưỡng Phật giáo nữa, cho nên cái miếu, cái đình, cái đền gì đó họ cũng lại thỉnh tượng Quan Âm về họ để thôi. Để cái tượng Quan Âm đằng trước, nhưng mà bên trong đó thì bói toán lên đồng đó. Đây không phải là Phật, nhưng mà vì muốn lợi dụng Phật để đang làm những cái chuyện mà mê tín dị đoan, cho nên nó tự cái này kéo vô. Thì như vậy đó, từ cái chỗ quỷ thần kia với những cái người sống này, hai cái này kết với nhau. Cho nên cái cầu của chúng ta đôi khi cũng có, cũng được, nhưng mà cái được thì ít, nhưng mà cái mất thì nhiều. Vì đây nó không phải là lương thiện. Cho nên những người làm ăn mà không lương thiện đó, thì chúng ta biết đó, họ có thể được, họ kiếm lời rất nhanh, nhưng mà họ mất cũng rất là nhanh. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không đầu tư vô đây. Ta không đầu tư vô cho những người xã hội đen này, ta cũng không đầu tư vô cho cái xã hội đen vô hình nữa. Tại vì người Phật tử chúng ta không làm chuyện sái quấy này đâu. Vì phát xuất từ lòng tham, cho nên không phải là bồ đề tâm, cho nên Phật cũng không gia bị tới được. Cái anh này sở dĩ được là vì anh có cái căn lành đời trước, cho nên anh nghĩ thôi mình chết rồi, phải không? Nhưng mà trước khi mình chết thôi mình lại Phật rồi mình chết. Lại Phật để chết, chứ không phải là lại Phật để làm giàu. Trong lòng anh không có nghĩ là lại Phật để làm giàu đâu. Mình biết mình hết rồi, không thể làm gì được nữa hết, cho nên chỉ còn có chết thôi. Nhưng mà trước khi chết ta lại Phật rồi ta chết, phải không? Cho nên từ cái chỗ muốn lại Phật để mà chết, sanh ra cái tâm mà kính tin Đức Phật đó, cho nên anh liền được Đức Phật gia hộ tới. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên nhiều người họ xa cơ thất thế, ở trong hoàn cảnh khó khổ mà họ thoát được tất cả các cái nạn tai rồi họ vươn lên đó, thì chúng ta biết lúc đó cái tâm họ tốt. Nên cái tâm họ tốt, họ có cái kính trọng Phật thiệt. Cho nên lúc bây giờ họ được Phật gia bị tới, mà họ thoát tất cả những tai nạn. Cho nên đây ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Cho nên từ cái chỗ phát tâm Bồ Đề, cho nên cái anh này vì kính trọng Phật mà lại. Và anh đọc kinh anh thấy nó thấm ở trong cuộc sống của anh mà anh đọc. Chứ anh cũng không nghĩ là anh đọc kinh anh sẽ làm giàu, phải không? Anh không nghĩ anh đọc kinh anh sẽ làm giàu đâu. Nhưng mà cái điều lạ đó là cái trường hợp đổi đời anh đi, phải không? Với cái tấm lòng như vậy đó, anh đọc kinh, anh đọc kinh rồi đó, anh ra anh cũng không nghĩ là cái trường hợp cuộc đời mình thay đổi nữa. Nhưng mà trong cái lúc đó nhờ cái tâm anh nó trong sáng như vậy đó, nó khiến có một cái người ở bên cạnh đó, họ nhìn họ thấy cái anh này, họ khởi lên cái tâm thương chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận đó. Cho nên ta gọi là quới nhân là vậy. Ta nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thường gặp quới nhân mà giúp đỡ chúng ta là vậy. Tức là Phật có gia bị tới, cho nên bây giờ khiến có quới nhân giúp đỡ.
Thế nên thấy anh này không có gì ăn hết, thì cái trường hợp này đó, người ta móc đãi ra người ta cho thức ăn phải không? Anh cũng không xin, nhưng mà tự người ta thấy như vậy đó, thấy anh này có vẻ là đói, cho nên người ta móc ra người ta cho. Không có tiền mua bánh mì, nhịn đói cả ngày rồi. Bây giờ đó, người ta nhìn, người ta thấy, người ta thương, người ta móc bánh mì ra người ta cho ăn. Tại người ta đem theo để người ta ăn, nhưng mà thấy cái anh này đó, tự người ta thương, rồi ta cho anh ăn. Ta nói cho cái anh này ăn rồi đó, anh ăn xong này rồi đó, anh tiếp tục anh tụng kinh. Anh chỉ nghĩ tới ăn rồi tụng kinh thôi chứ không làm nữa. Thì lại may mắn cho anh lại gặp một cái người khác nữa. Ta nói người khác nữa đó, mới giúp đỡ anh trong cái vấn đề làm ăn. Giúp đỡ làm ăn là gì? Tức là giúp cho anh đó, bằng cách đó, anh về anh làm thuê cho tôi phải không? Tức là làm thuê cho một cái người này. Mà khi làm thuê cho một người này đó, thì anh không phải là một cái người hèn hạ. Đây là trên cái bước đường tu đó. Là người Phật tử nó có cái khác. Cái người Phật tử thì nó có cái khác ở chỗ này. Cái khi mà mình làm cho người đó, là ở trong thâm tâm mình nghĩ gì? Cái này là của người ta, phải không? Ta nên nghĩ là của người ta, mình không nghĩ là gian lận, mình không nghĩ là bớt xén, mình không nghĩ là lấy cắp. Cho nên cái người Phật tử có khác chỗ đó. Ta nên những người khác thì thầy thấy ngay ở trong đạo tràng mình, ta nên có một cái người đó cũng từ miền Trung chạy vô, rồi đó cũng xin vô đạo tràng, rồi cũng quy y, phải không? Cũng quy y, cũng có pháp danh. Bây giờ đó gặp một cái Phật tử, họ thấy cái chị này đó không có cái chỗ ở, cho nên thôi cho về ở đậu. Thế nên cho về ở đậu thì cái khi mà người ta bán nhà đó, chỉ bắt chia tiền cho chị mới chịu đi, phải không? Các Phật tử nghĩ xem, thầy nói cái này không phải Phật tử. Người Phật tử không có cái tâm đó. Người ta cưu mang mình, ta giúp đỡ mình, ta cho mình ở không á, thì cái này mình quá mang ơn người ta rồi chứ. Mà bây giờ nó còn đòi người ta chia cho mình nữa, là quý vị nghĩ sao? Cái lòng tham quá mức. Thì thầy nói cái này không phải là Phật tử. Dầu có quy y, dầu có thọ pháp y, nhưng mà cái người này thọ pháp y không đắc pháp, có quy y cũng không trở thành Phật tử được. Đây chúng ta thấy cái này rõ rồi. Tại vì nó phát xuất từ cái lòng tham, phải không? Từ cái lòng tham kia cho nên mới nghèo khổ. Mới nghèo khổ, nhưng mà bây giờ đó, đi vô chùa, rồi quy y, rồi lại Phật, rồi tụng kinh, thì người ta thấy mình có tụng kinh, thấy có lại Phật mà không có chỗ ở, người ta thương như vậy, nhà người ta rộng, người ta đem về cho ở. Nếu là người Phật tử á, lúc bây giờ nếu mình thấy Phật cứu mình, Phật độ mình, cho nên mới khiến có quý nhân giúp đỡ mình, thì như vậy mình nên trân trọng cái này. Nhưng vì khởi lên cái lòng tham, khởi lên lòng tham là muốn lấy của người khác, cho nên chắc chắn là cái việc này không thành rồi. Còn cái anh này đó, cái khi người ta cho một mẩu bánh mì thì lại có một cái tâm cảm ơn người tốt đã giúp mình. Bây giờ người ta cho mình làm công thì mình cảm ơn họ giúp mình có công ăn việc làm, phải không? Đấy là cái chính. Mình thất nghiệp không có việc làm, không có cơm ăn, mà gặp một người cho mình cơm ăn, mình cảm ơn họ. Bây giờ gặp người cho mình việc làm nữa thì mình cảm ơn họ chứ. Ta nói anh này anh vô anh làm công thôi. Ta nói làm công á, nhưng mà anh làm với tất cả tấm lòng của anh. Tại anh nghĩ đây là cái người mà có một cái ý tốt muốn giúp đỡ mình, có một cái ý muốn giúp đỡ mình, cho nên mình trả ơn bằng cách mình làm với tất cả tấm lòng của mình. Ta nên anh làm với tất cả tấm lòng của mình, là một người tốt, là một Phật tử, cho nên lúc bây giờ đã hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Đây là trên bước đường tu đó. Ta nên hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh, do đó nó cái tay nghề anh cao hơn, cái đầu anh nó sáng ra, cho nên anh có những cái quyết định mà tốt hơn. Cho nên lúc bây giờ đó, ông chủ ông thấy cái anh này tốt, cái anh này giỏi,
thì đương nhiên là anh phải trả thêm lương chứ. Thành ra phải trả lương cho anh này cao, không? Tại vì anh vừa giỏi mà vừa tốt nữa, cho nên cái ông chủ này trả lương cao. Vừa trả lương cao rồi, tới một lúc mà ông này mới thấy anh thương anh này đi, cho nên ông mới đề nghị cho anh này đó, bây giờ tôi giúp vốn cho anh đó, anh mở thêm một cái cửa hàng anh làm cho tôi. Cho nên ông chủ này đó, ông giúp cho anh này bằng cách đó, lần thứ hai này đó, anh cũng không tham, phải không? Ông chủ này ông giúp vốn cho mình để mở thêm cửa hàng. Thành ra mình buôn bán á, thì mình lấy cái lời của mình thôi, còn cái vốn người ta thì phải hoàn trả cho người ta. Đấy là người Phật tử ta có lương thiện. Rồi lúc bây giờ cái tâm lương thiện như thế, cho nên hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh, gia bị tới cho anh á, cho nên á, cái xí nghiệp anh á, từ một cái cửa hàng rồi biến thành ra một xí nghiệp rồi một công ty, cho đến bây giờ đó anh có đến cả 100 cái cửa hàng ở trong cả nước mình. Các Phật tử nghĩ xem, nó phải phát xuất từ cái tấm lòng tốt của chúng ta, và luôn luôn trân trọng và giữ gìn cái niềm tin đó, đừng cho mất, sẽ được hộ pháp Long Thiên gia bị. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, thầy thấy một cái người. Chứ còn người ta thấy mình tốt, ta thương, người ta muốn đem về, mình muốn lấy nhà người ta. Mình vô, mình mới vừa làm công á, mình mới vừa làm công á, thì mình tìm cách lãng công á. Tức là muốn được lương cao mà lại năng suất không tăng được. Thì năng suất không tăng mà muốn lương cao, thì cái người này làm sao có kết quả được. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, chúng ta phải cân nhắc chỗ này, để chúng ta thấy được mà chúng ta biết được. Cái anh này đó sở dĩ tốt được như vậy, phát triển nhanh như vậy đó, là cái trường hợp nhờ anh có căn lành. Nhờ có căn lành rồi anh có cái niềm tin thực sự. Từ cái chỗ niềm tin đó mà anh được hộ pháp Long Thiên giúp đỡ anh. Mà khi anh lên được rồi đó thì sao? Anh nghĩ tới cái việc là giúp đỡ người khác. Ta nên giúp đỡ người khác để họ cùng lên chứ. Vì vậy đó mà những người anh giúp đỡ này đó, họ ăn nên làm ra và họ trở thành đại lý cho anh hết. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, khi mà chúng ta có một cái tâm tốt, ta thực lòng, ta tu hành nữa, thì cái trường hợp ta được hộ pháp Long Thiên giúp đỡ chúng ta. Rồi lúc bây giờ đó, Phật khiến những cái người tốt đó họ tìm tới với ta. Cho nên những cái người tốt đó họ tìm tới với ta, họ hợp tác với ta, thì ta mới có thể làm nên sự nghiệp. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên ở trong cái thế giới mà chúng ta sống đây, ở trong sáu đường sanh tử, trong sáu đường sanh tử này đó, Đức Phật ví như là cái trường hợp đó là cái nhà lửa, đó là cái nhà lửa tam giới, phải không? Cái nhà lửa tam giới này đó thì nó gồm có vật chất, nó cộng cả cái đời sống tinh thần chúng ta. Cho nên cái đời sống vật chất á, thì chúng ta bị cái lửa của trần gian đốt. Ta nói chúng ta bị cái lửa của trần gian đốt, mà cái lửa của trần gian đốt á, thì Đức Phật nói là không đáng ngại. Không đáng ngại bằng cái lửa của tinh thần. Cái lửa của tinh thần đó thì nó gồm có thọ, tưởng, hành và thức, tức là bốn cái phần còn lại. Bốn cái phần còn lại đó là thọ, tưởng, hành và thức. Tức là thọ có nghĩa là cái cảm thọ của chúng ta. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật dạy các hàng tinh văn đó, bỏ cái lửa mà của tinh thần này đó, đừng để cho nó thiêu đốt đó, thì chúng ta tu bằng cách nào đây? Đức Phật nói là thọ có ba điều, gọi là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, phải không? Ta nói có ba cái thọ này. Cái lạc thọ tức là cái cảm giác mà sung sướng của chúng ta. Cho nên tất cả mọi người ở trên trần gian này nữa,
khi gặp một cái điều gì may mắn xảy ra cho ta đó, thì ta đều có cái cảm giác sung sướng. Như ta được thăng quan tiến chức, ta kiếm ra được nhiều tiền của, ta gặp có những người thương ta, phải không? Thì đây quý vị đó, liền khởi lên cái niệm sung sướng. Sung sướng cho nên đây gọi là lạc thọ. Mà Đức Phật dạy chúng ta thế nào? Sau cái vui đó là sẽ có cái khổ. Gọi là vui trong tham dục, vui rồi khổ. Tại ta được thì nó sẽ mất. Tức là cái gì mà có được thì cái đó sẽ mất thôi. Cho nên tất cả mọi việc rồi sẽ mất hết. Cho nên người Phật tử chúng ta thấy vậy đấy. Tất cả những cái gì ta được trên cuộc đời rồi đó, chúng ta cũng sẽ mất nó. Ta không giữ được. Ta nói quyền lực, phải không? Ta nói quyền lực chúng ta thấy cái này rõ lắm. Ta nói quyền lực thì nó sẽ mất liền. Có những cái người mà giữa nhiệm kỳ bị ta cách chức đi, phải không? Ta nói ở trong hội đồng nhân dân, ở trong quốc hội, phải không? Hay là ở trong chính phủ, nhưng mà phạm cái sai lầm nào đó thì bị cách chức và đi bỏ tù. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Tức là quyền lực chúng ta thấy mất nhanh. Ta làm không được việc thì cái này mất, mất liền lập tức. Nếu mà ta giỏi, ta được việc thì sao? 5 năm mãn nhiệm kỳ, phải không? Cho nên kỳ này quốc hội bầu lại, hội đồng nhân dân bầu lại, rồi chính phủ bầu lại, ủy ban bầu lại, thầy thấy tất cả bầu lại hết. Cho nên có một số người ra đi, một số người ra đi, một số người mới vô. Thì cái quyền lực mà ta có hôm nay đó, thì chúng ta biết không giữ được, kéo dài tới một khoảng nào đó thôi. Tức là một vài nhiệm kỳ rồi đó thì cũng phải mất thôi, phải không? Đấy là sự thật. Ta nói bữa hôm trước á, là thầy gặp ông Nguyễn Minh Triết. Ông là đang chủ tịch nước đó. Ông về thành phố này, ông gặp thầy. Thì ông nói là tôi còn tháng nữa thì tôi sẽ không làm chủ tịch nước nữa, tôi về làm dân thành phố thôi. Thì thầy mới nói khi nào anh làm dân thành phố mời anh qua chùa nghiêm tu với thầy. Đây bây giờ anh làm chủ tịch nước thì anh đâu qua được, phải không? Mai mốt anh về anh làm dân rồi thì qua đây tu được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quyền lực thì cái này mất mau. Một khoảng thời gian đó chúng ta mất. Rồi đó tiền của đó thì chúng ta cũng mất thôi. Cho nên sau cái vui đó, thì sẽ tới cái khổ. Cái khổ sẽ đi theo đằng sau cái vui đó. Nếu cái vui của chúng ta là do phước báo ta tạo nên, phước báo tạo nên tức là cái địa vị của chúng ta nó hợp pháp, cái tài sản của chúng ta hợp pháp thì cái này còn lâu dài một chút. Còn nếu mà ta dùng thủ đoạn, ta dùng cái tính toán, cái khôn ngoan chúng ta đó, mà ta cướp đoạt từ tay người khác, ta làm khổ bao nhiêu người để mà ta được đó, thì cái được này nó chắc chắn là không bền chắc. Cho nên sau cái vui thì nó sẽ tới cái khổ. Cho nên cuộc đời này đó, hãy hết vui thì tới khổ, rồi hết khổ thì được vui, phải không? Ở trong sáu đường sanh tử thì luôn như vậy. Cho nên cái vui mà cùng tột á, Đức Phật gọi là lên tới quả trời sắc cứu cánh. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là lên tới quả trời sắc cứu cánh. Ánh quang Đức Phật rọi lên tới quả trời sắc cứu cánh, gọi là cùng tột của cái vui. Rồi từ cùng tột của cái vui ra rất lần xuống tới địa ngục A Tỳ. Ta nói địa ngục A Tỳ là cùng tột của cái khổ. Cùng tột của khổ ta gọi là địa ngục, mà cùng tột của vui ta gọi là thiên đường. Còn cái khoảng giữa này nữa thay đổi luôn luôn. Cái khoảng giữa này con người chúng ta nữa là thay đổi rất nhanh chóng. Ta nói trong một đời người, trong một nhiệm kỳ, trong một năm, trong một tháng, hay là trong một chớp mắt thôi. Ta nghe cái vui mới vừa cười xong đó thì khóc liền, phải không? Đây là cuộc đời. Cho nên trong ba cái thọ này, Đức Phật nói đó là khổ,
và lạc. Nhưng mà ta chọn cái thứ ba là gì? Gọi là xả. Ta gọi là xả. Tức là khổ chúng ta không quan tâm tới, mà vui chúng ta không quan tâm tới. Cho nên ta giữ cái tâm chúng ta cho thật yên, nghĩa là chính. Cái tâm chúng ta bình yên á, là cái này hạnh phúc nhất ta rồi. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, tại mình chạy theo địa vị, mình chạy theo vật chất á, thì mình sẽ bị khổ. Nhưng mà mình không chạy theo nữa đó, thì cái trường hợp ai cũng có một cuộc sống của chính mình. Bằng lòng với cuộc sống của chính mình thì cái này đó, mình không khổ. Không vui thì cũng không khổ. Cho nên Đức Phật nó là một cái vị sa môn. Vị sa môn nó không nhà, không cửa, không tiền bạc, không gì hết. Nhưng mà tại vì này đó là tu ở trong cái xả, xả thọ. Cho nên tất cả những cái gì cũng bỏ qua. Bỏ qua cho nên cái ông này trong tâm được thanh tịnh. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái chính ở trong Tam Thừa Giáo mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là tu ở cái xả thọ này. Cái thọ này làm chúng ta khổ nhất. Cho nên đó, tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này ta đều bỏ qua hết. Cái tốt ta cũng bỏ qua, mà cái xấu ta cũng bỏ qua. Ta không giữ lại trong lòng. Cho nên khi nào quý vị tu rồi, nếu quý vị nghĩ xem, có một người nào đó họ phản bội ta, họ làm trái ý ta, phải không? Mà quý vị đó bỏ qua đi, không nghĩ tới nó nữa, thì trong lòng chúng ta vẫn yên chứ. Nhưng mà ta nghĩ ta cưu mang, ta giúp đỡ nó, bây giờ nó phản ta, thì ta bực tức, phải không? Ta nói khi ta bực tức thì ai khổ? Ta bực tức tức là ta khổ. Tức là trong lòng chúng ta khổ. Thì Đức Phật nói là cái người trí không dạy gì mà khổ như vậy. Thế không dạy gì mà khổ này. Cho nên tất cả những cái gì qua ta cho qua. Cái gì chưa tới ta xếp vô trong cái chưa tới. Đó là ở trên những bước đường tu. Cho nên trong lòng chúng ta để cho nó trống. Nó trống ở chỗ này là gì? Kinh Pháp Hoa gọi là ra khỏi nhà lửa chạy tới bể nước trống. Cái nhà lửa này là gì? Tức là khổ và vui, phải không? Khổ đó. Tên là khổ đó cũng là lửa thiêu đốt chúng ta, mà lạc đó, thì cũng là thiêu đốt chúng ta. Cho nên cả hai cái này đó làm cho chúng ta bất an hết đó. Cái người giàu có một tài sản lớn thì cái trường hợp này nó bị cái tài sản này nó làm ta mất ăn mất ngủ. Mà cái người nghèo không có cái gì ăn hết, nợ nần chồng chất lên, thì cái người này cũng khổ. Cả hai cái này đều khổ hết, đều thiêu đốt cái tâm của họ. Cho nên cả hai cái này nữa là đều làm chúng ta khổ hết. Bây giờ đó chúng ta bỏ hết, ta không nghĩ tới khổ, ta không nghĩ tới vui. Cả hai cái này ta bỏ hết. Cho nên ta sống với xã. Thì xã này đó tức là bãi đất trống ở trong Kinh Pháp Hoa nói đó. Làm sao mà ta ra khỏi cái này đi, bỏ nó qua bên, đừng thèm nghĩ tới nó nữa. Nhưng mà khi bỏ nó đó, thì quý vị bằng cách nào? Ta nói khi bỏ nó đó, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nó có ba cách để mà chúng ta bỏ. Có ba cách để chúng ta bỏ, bỏ tất cả những cái khổ lạc này. Nhưng mà ba cái cách này đó, ta cũng nương vào trong trong ba cái hàng đệ tử Đức Phật ta tu đây. Cho nên trên bước đường tu nó phải hiểu cái chỗ này ta mới làm. Tức là nương vào trong ba cái hạng đệ tử của Đức Phật á, để mà chúng ta tu thì chúng ta mới bỏ được thôi. Chứ tự bỏ không bỏ được đâu. Tức là nương bằng cách nào? Tức là cái tâm chúng ta đó, cái tâm chúng ta đó hướng về Thinh Văn, hướng về Bích Chi Phật hay là hướng về Bồ Tát. Đấy. Ta nên hướng về Bồ Tát, hướng về Bích Chi Phật, hướng về các vị Thánh A-la-hán. Cho nên ta hướng về cái bên này, ta bỏ cái bên này. Trên bước đường tu chúng ta nữa, ta gọi là tầm sư học đạo này. Ta tầm sư học đạo này. Cho nên muốn được giải thoát, muốn được bỏ cái khổ của trần gian này nữa, là ta phải tìm thầy thôi. Mà chỉ có ba cái hàng thầy này ta theo thôi. Chứ còn thầy bùa, thầy ngải, thầy rùa, thầy gì đó thì thôi, ta không theo, phải không? Nếu theo cái kia ta khổ hơn.
Cho nên chỉ có ba cái hàng thầy mà chúng ta theo được đó. Là cái hàng người thứ nhất đó, là Thinh Văn La Hán. Tên cái hàng Thinh Văn La Hán này đó, cái hàng này đó hoàn toàn không màng phú quý lợi danh. Đây là những con người tu thực. Cho nên ta muốn tìm đường giải thoát thì ta phải tìm những con người có tâm hồn giải thoát ta nương. Cái người này họ cũng không cần phú quý lợi danh, họ sống một đời sống thanh cao. Cho nên khi ta tới với người này, gọi là nhìn thấy cái người này một cái đó, thì lúc bây giờ tâm chúng ta an lạc. Cho nên trên cái bước đường tầm sư học đạo, cái điểm này quan trọng. Cho nên như cái anh mà tôi nói hồi nãy đó, anh tới chùa Vạn Đức, anh thấy thay đổi, anh nghe tụng kinh, anh thay đổi, anh gặp Hòa Thượng Trí Tịnh, anh thay đổi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta mới. Chứ còn bây giờ đó, chúng ta đi tới một ông thầy bùa, phải không? Hay là ta tới ông thầy bói, phải không? Hay ta tới ông thầy rùa, phải không? Cho nên ta gặp tất cả những ông thầy này đó, thì họ bày chúng ta cái gì? Đây là cái điều chúng ta thấy rất là rõ rồi. Cho nên chúng ta sẽ đi vào con đường tà, tức là chúng ta phạm hết cái sai lầm này tới sai lầm khác, rồi chúng ta cũng khổ theo họ. Cho nên ta chỉ theo những cái người mà quyết tâm tu giải thoát. Cho nên họ quyết tâm tu giải thoát đó, thì họ không đòi hỏi ta bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà khi ta tới với một cái người mà họ không đòi hỏi ta ở một cái gì hết đó, thì chúng ta thấy tâm mình nhẹ chứ. Chứ còn ông thầy bói mà tới đó, nếu mà không đặt quẻ thì sao mà ông bói cho mình, phải không? Ta nói tới phải đặt quẻ bao nhiêu chứ. Còn bây giờ cái ông thầy này ông tu, ông thầy này ông tu, ông không đòi mình bất cứ cái gì hết. Thì cái trường hợp mình tới với cái người mà không đòi hỏi mình bất cứ cái gì hết, thì quý vị thấy, thấy an lành. Ông không đòi hỏi mình cho nên mình cảm thấy an. Nhưng mà mình gần ông này đó, cho nên cái tâm của mình nó gần được cái tâm của cái ông mà giải thoát này nữa, cho nên mình cũng nhẹ nhàng theo luôn. Cho nên nhẹ nhàng theo luôn, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên ngày xưa tôi có gặp Hòa Thượng Từ Huệ. Thế nên Hòa Thượng Từ Huệ nói với tôi một câu này mà tôi thấy rất có ý nghĩa. Cho nên ngày xưa đó, ông làm ông thợ mộc, Hòa Thượng Từ Huệ làm thợ mộc. Nhưng mà khi nhìn thấy Ngài Minh Đăng Quang, nhìn thấy Ngài Minh Đăng Quang, nhìn thấy cái là muốn bỏ nghề đi tu. Đây cái điểm quan trọng. Tại sao vậy? Là vì Ngài Minh Đăng Quang cái lúc đó đó, Ngài tu, Ngài bỏ hết tất cả, Ngài đi tu chỉ có một bình bát thôi. Thành ra chỉ có một bình bát thôi, mà cũng không có chùa, không có gì hết. Thành ra đi lang thang như vậy, đói xin ăn dưới gốc cây nằm ngủ, phải không? Nhưng mà cái ông này nhìn thấy tự nhiên là muốn bỏ nghề đi tu luôn. Mà thật sau này ông bỏ nghề đi tu thiệt, lên Hòa Thượng rồi chết rồi. Thành ra quý vị thấy không? Cho nên cái ông này ở ngoài đời làm ăn vất vả, nhưng bây giờ thấy cái hình bóng giải thoát của Ngài Minh Đăng Quang, tự nhiên muốn bỏ luôn, muốn đi theo tu, rồi cao đầu ôm mình bác đi theo. Ông tổ đi trước, ông đi theo sao ông tu mà ông thấy như vậy an lạc. Tức là có nhà, có cửa, có sự nghiệp, nhưng mà thấy bất an. Bây giờ đi một mình với một bình bát như vậy đó mà thấy an lạc. Cho nên cái người này ta cũng có thể đi theo ta tu được. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà quý vị ở ngoài kinh doanh, giờ vô chùa đó gặp cái ông thầy cũng rủ mình kinh doanh nữa, phải không? Thì hỏng rồi. Đây không phải rồi. Ta không phải đệ tử Phật rồi đây. Cho nên chúng ta cẩn thận cho nên. Cho nên tìm đường giải thoát, giáo lý của Đạo Phật là chỉ có một vị giải thoát thôi. Giờ cái ông này đó là tu theo Tinh Văn, cho nên ông giải thoát bằng một cái bình bát đi xin ăn, phải không? Một bình bát, một ca sa, tài sản không có cái gì hết, nhưng mà tâm luôn luôn an lạc. Cho nên cái vị này ta có thể nương theo ta tu được. Đây là nương theo Thinh Văn Thừa, để cho cái tâm chúng ta nó nhẹ nhàng. Thì khi mà tâm chúng ta nhẹ nhàng thì sao? Tâm nhẹ nhàng chúng ta mới lần vào chánh định.
Ta đã tâm nhẹ nhàng rồi đó, không buồn quan tâm tới công ăn việc làm, không quan tâm tới sự nghiệp công danh nữa. Cho nên bây giờ tâm chúng ta nó trống không. Do đó đó mà chúng ta mới hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp của Đức Phật. Cho nên nhờ giáo pháp của Đức Phật mà nó rọi tâm chúng ta sáng lần ra. Đây là trên bước đường tu đó. Ta nên mỗi ngày chúng ta đọc kinh, ta thấy hình như là kinh nó soi sáng lòng chúng ta. Nó soi sáng lần trong lòng chúng ta, mà chúng ta cảm thấy ta không còn ham muốn tất cả những cái việc khác nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ soi sáng lòng ta, tức là huệ sanh, không ham muốn, cho nên định sanh. Mà định sanh thì trên bước đường tu đó, cái định là gì? Ở đây Đức Phật có vô số tam muội và đà la ni. Cho nên đà la ni là huệ, mà tam muội là định. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhen nhúm được cái lửa tam muội ở trong lòng chúng ta. Gọi là tu mà có lửa rồi, phải không? Hồi nãy chúng ta bị lửa phiền não thế gian thiêu đốt, bây giờ nó ngược trở lại, chúng ta có lửa tam muội ở trong lòng chúng ta. Tam muội tức là từ ở trong chánh định. Thành ra từ ở trong chánh định tụ, thì ở trong chánh định đó nó mới phát lên một cái ngọn đèn le lói ở trong lòng chúng ta. Nó cho chúng ta có cái niềm tin, cho chúng ta có một cái hy vọng. Ta nói từ cái chỗ niềm tin và hy vọng này đó, nó bắt đầu dẫn chúng ta đi vào cuộc đời mới. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Nhờ giáo pháp của Đức Phật, nhờ hình ảnh của Đức Phật, nhờ tất cả các vị hộ pháp thiện thần, họ quan hệ tốt với ta đó, cho nên lúc bây giờ cái tâm chúng ta bắt đầu thay đổi. Cho nên cái người này đi vào đạo bằng con đường của thinh văn. Tại sao con đường thinh văn nghèo khổ như vậy mà không bận tâm, không lo lắng gì hết, cho nên lúc bây giờ cũng sanh ra định và huệ. Định và huệ cho nên được giải thoát. Tại sao khi mà chúng ta có định, có huệ, thì dùng định huệ này đó để mà cắt phiền não. Tại sao định huệ để cắt phiền não? Định là tại vì tâm chúng ta tập trung lại cho nên ta xả. Huệ đó là ta nhìn, ta thấy rõ cuộc đời. Mà cuộc đời ta thấy càng rõ bao nhiêu đó, thì lòng tham của chúng ta nó càng mất. Bực tức chúng ta cũng có. Cho nên trên bước đường tu đó, kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy rõ này. Tức là cái khi mà chúng ta phát huệ đó, có huệ rồi chúng ta mới thấy được. Ta thấy được mọi việc ở trên thế gian này đó, ta biết là tham cũng không được, phải không? Ham muốn cũng không được, thì thôi ta không ham nữa. Cho nên cái này bảo là lửa tam muội mà nó đốt phiền não ta. Đốt cái phiền não này gì? Cái phiền não tham bị đốt trước đi. Ta biết tham cũng không được, tham được khổ, thì ta dạy gì ta tham? Tại những người tham là vì họ nghĩ họ tham là được. Ta nói họ tham là được, mà được thì sung sướng, cho nên nghĩ rằng sung sướng cho nên mới ham muốn, mà ham muốn thì mình không được, mình khổ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Bây giờ ngược trở lại, ta có cái huệ nó phát lên rồi đó, ta biết tham cũng không được, ham muốn cũng không được, cái này là của người ta chứ không phải của mình, cho nên không khởi lên lòng tham. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta không khổ. Cái này là bảo là có huệ. Cái thứ hai, nếu cái huệ này đó mà nó nâng lên chút nữa, cái huệ này đó mà nó nâng chút nữa đó, được Phật huệ rọi vào tâm chúng ta rồi đó, lúc bây giờ ta nhìn ta thấy, ta thấy khá hơn một chút đó, là ta thấy được. Dù họ nói cái gì đi nữa đó, nhưng mà nhìn người ta thấy luôn tới ở trong tâm của họ. Ta thấy ở trong tâm của họ rồi đó, mà ta thấy được cái việc này đó là nên hay là không nên, thành hay là không thành, không? Cái thấy của chúng ta nữa, nó có một cái thấy sâu như vậy, thì cái trường hợp này ta gọi là Phật huệ. Cho nên ở trên cái bước đường tu của thầy đó, khi mà thầy còn là học sinh, thầy đang làm nghiên cứu sinh ở bên Nhật, lúc bây giờ đó có một cái thầy khác đó, mà cũng là bạn với thầy, hai anh em cùng đi qua Nhật học hết đó. Nhưng mà thầy thì thầy chuyên học về Phật pháp,
Cái thầy kia mới nghĩ là chuyên học về kinh doanh, ông thầy tu nhưng mà đi học kinh doanh. Thì ông thầy kia mới nghĩ thế này: tôi học kinh doanh để sau này tôi về nước tôi làm nhà kinh doanh, tôi làm giàu cho Phật giáo, phải không? Thì đây cái ý niệm này cũng tốt chứ không? Ý niệm mà để làm giàu cho Phật giáo đó thì cái này cũng tốt. Nhưng mà vì cái đầu óc của thầy này nó kẹt vào trong kinh doanh nhiều quá, ta nó kẹt vào trong kinh doanh cho nên Phật lực không gia bị tới được. Tức là Phật không gia bị tới, vì vậy đó mà học thì được, thi thì đậu, nhưng mà giỏi về đời chứ còn không, không còn Phật Pháp nữa. Tức là Phật Pháp ở trong lòng biến mất rồi, Phật cũng biến mất rồi, Pháp cũng hết rồi. Cho nên luôn luôn cứ nghĩ tới kinh doanh làm giàu thôi. Nhưng mà bây giờ cái ông này đó, ông đã đậu được cái bằng tiến sĩ kinh doanh rồi, phải không? Ta nói học mà có tiến sĩ rồi nữa thì trường hợp này giỏi chứ. Ta nói thầy là đậu tiến sĩ Phật học, ông đậu tiến sĩ kinh doanh, phải không? Thì bây giờ đó, ông mới nói với thầy, cái năm đó năm 1970, Nhật Bổn nó mở một cái Expo 70, tức là quốc tế đó, hội chợ, đây mình gọi là hội chợ. Thế ông là nhà kinh doanh cho nên ông mới nghĩ tới cách kinh doanh. Kinh doanh thì bây giờ ông mới mở công ty, phải không? Mở văn phòng. Ta nên mở văn phòng, mở công ty để quan hệ giữa Việt Nam và Nhật ông làm chứ. Thành ông tính thầy nghe thì cũng được lắm. Tính thì nghe không được. Tức là liên hệ với những nhà kinh doanh ở Việt Nam, liên hệ với những nhà kinh doanh ở bên Nhật để tạo cái mối quan hệ cho bên này qua bên đó triển lãm, đem hàng hóa qua. Bên Nhật thì cái trường hợp quan hệ tới các cái công ty du lịch để đưa người Việt Nam qua. Thì như vậy đó, ông nghĩ, ông nói với thầy nữa, mình chỉ ngồi không thôi, phải không? Mình chỉ ngồi không thôi đó, nhưng mà cứ hãy có một người Việt Nam qua thì cái trường hợp này đó là chắc chắn là mình có 15% cái hoa hồng khách sạn rồi, phải không? Nếu mình hướng dẫn người ta đi Expo thì cái trường hợp này mình có cái tiền hướng dẫn riêng nữa. Thành ra ông tính thầy thấy toàn là đô la không, phải không? Đấy, nhà kinh doanh mà tính hay lắm. Thầy mới hỏi thêm ông cái này, thầy hỏi đó, là thầy có liên hệ với bên Việt Nam mình mà chắc chắn bên đó qua được không? Ông nói chắc 99%, phải không? Chắc nhưng mà chắc 99%. Thầy hỏi còn 1% nữa là gì? Ông suy nghĩ một chút đó. Ông nói chỉ còn kẹt ông Tổng thống Thiệu nữa thôi. Chứ còn ông Thủ tướng Kim thì cái trường hợp này đã quan hệ rồi, tốt rồi, ông bằng lòng cho chuyện này rồi. Các vị nghĩ xem. Nhưng mà tự nhiên cái trực giác thầy cho biết là cái việc này không được đó. Ông 99% rồi, ông nói với thầy. Nhưng mà thầy nói sau cái trực giác của tôi nữa, tôi thấy hình như là không được ấy. Ông nói chỉ còn có một cái là ông Thiệu ông không cho nữa thôi. Nhưng bây giờ ông làm thinh, ông chưa nói gì hết, phải không? Còn có ông Tổng thống thôi. Nhưng mà thiệt ra nữa, ngày mai là nó khai mạc hội chợ. Thì ở bên này ông Thiệu ông áp lực ở Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản. Nhật Bản thì nó cho gian hàng Hà Nội và gian hàng Sài Gòn, cả hai gian hàng. Ông Thiệu nói nếu mà cho Hà Nội tham dự thì Sài Gòn không tham dự tẩy chay. Quý vị thấy không? Thành ra gian hàng Hà Nội mở thì gian hàng Sài Gòn đóng. Tất cả những cái người mà đi sang Nhật này bị cấm hết, tức là cấm hết, không cho ai đi hết. Thành ra cái trường hợp cái công ty của ông này coi như là xóa sổ, nợ chồng chất lên. Thành ra muốn mở công ty là có bao nhiêu tiền, rồi thuê văn phòng, thuê nhân viên, làm thủ tục, tất cả những cái này tốn kém hết, bây giờ bị xóa sổ. Đây các vị thấy. Cho nên
thường người ta nói người tính không bằng trời tính, phải không? Khi mà chúng ta có cái huệ, khi mà chúng ta tu á, ta được Phật lực gia bị tới, tự nhiên cho chúng ta có một cái thấy mà bình thường không thể thấy được. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, thì từ ban đầu đó, Thầy nói là cái lửa tam muội, cái lửa tam muội tức là định. Cái định này đó, nó mới đốt hết cái phiền não. Mà cái phiền não đầu tiên là phiền não tham, phải không? Nó đốt hết cái phiền não tham chúng ta đi, tức là trong lòng chúng ta không tham nữa. Tức là trong lòng chúng ta không tham nữa đó, thì lúc bây giờ cái huệ này sanh ra. Tại vì định với huệ nó hợp trở lại, người ta gọi là thiền. Cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh đó, là định. Nhưng mà phát ra huệ đó thì người ta gọi là thiền. Tức là định và huệ hai cái này hợp lại. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy, mà chúng ta thấy bằng trực giác. Cho nên lúc bây giờ cái người tu đó thường đó, cái này đó, nó thường cái huệ nó phát lên đó, giống nó lóe lên vậy, như một cái tia chớp ở trong bầu trời. Tia chớp ở trong bầu trời, một cái ánh sáng lóe lên ở trong lòng chúng ta, tự nhiên cho chúng ta có trực giác như vậy nữa, như một tia sáng vậy. Thành ra cái trường hợp này nữa, ta gọi là huệ. Thành ra người tu nữa mà có được cái định thì lúc bây giờ sanh ra cái huệ này. Thì ở trong cái huệ này đó, cái định và huệ này đó, thì cái huệ này đó, Đức Phật gọi nó là cái Đà La Ni. Ta nói Đà La Ni tức là huệ. Thì bây giờ cái người mà tu hành này đó, dùng cái huệ này đó mà nó cắt cái lòng tham ta, dùng cái định đó, mà ta quên hết tất cả những kia đi. Vui chúng ta quên, mà khổ chúng ta cũng quên, cho nên gọi là định. Mà khi ta quên nó đó, thì ta gọi là định. Nhưng mà bây giờ từ cái chỗ định đó, cái tâm ta trống không, trong không dục ở trong tận đáy lòng chúng ta, nó lóe lên tia sáng, cái này là huệ. Mà khi lóe lên tia sáng rồi, ta nhìn cuộc đời chúng ta thấy rõ, ta thấy hình như nó không phải vậy đó. Suy nghĩ thì ta thấy nó như vậy là đúng, nhưng bây giờ đó, cái trực giác cho chúng ta biết cái này không được. Trên bước đường tu đó, cái chính của chúng ta vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái người tu theo tinh văn á, đầu tiên ta bỏ hết tất cả mọi việc ở trên thế gian, để cho cái tâm ta hoàn toàn trống không. Từ cái chỗ mà cái tâm trống không đó ta gọi là định. Cho nên từ cái tâm trống không đó, nó tự phát lên một cái tia sáng ở trong lòng. Mà những cái tia sáng này đó, nó liên tục để chúng ta rọi vào trong cuộc đời. Ta rọi vào trong cuộc đời, thì khi mà ta thấy được cuộc đời như vậy rồi đó, thì chúng ta không phạm phải cái sai lầm nữa. Không phạm phải cái sai lầm, thì bây giờ ta thấy được cái chỗ nào ta nên tới và chỗ nào ta không nên tới, cái việc nào ta nên làm và cái việc nào ta không nên làm, cái người nào ta nên tiếp xúc và người nào ta không nên tiếp xúc, thì như vậy đó, ta sẽ không phạm phải những cái sai lầm. Ta nói không phạm sai lầm, cho nên chúng ta không dạy gì chúng ta đem tiền mà chúng ta đầu tư vô những cái công ty phá sản. Ta không bao giờ đem tiền mà giao cho những người không biết kinh doanh, phải không? Ta nói tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này ta không mắc lầm. Mà không mắc lầm thì chúng ta được an nhiên, được tự tại và giải thoát. Cái này bước ban đầu. Ta nói trên cái bước ban đầu đó, chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ. Cho nên không sử dụng cái trí của mình nữa, nhưng mà sử dụng cái định để cắt lòng tham, và nhận được cái Phật huệ rọi vào lòng chúng ta nữa, để chúng ta sáng lên, mà chúng ta thấy được những cái việc ta nên làm và chỗ nào chúng ta nên tới. Thì nếu mà trong lúc đó mới tu thì quý vị còn có những cái lẫn lộn, có những cái lẫn lộn thì chúng ta lại có một cái dè dặt và kiểm tra. Thầy là thường như vậy đó, tức là dè dặt và kiểm tra. Tự nhiên trong lòng nó sáng lên, nó nghĩ rằng bữa nay mình muốn đi Cà Mau, phải không? Xuống Cà Mau thuyết pháp. Thì tự nhiên trong lòng mình nó sáng lên, nó nghĩ phải đi Cà Mau thuyết pháp. Nhưng mà lúc bây giờ đó, mình cũng chưa chắc, mình kiểm tra lại xem thử coi
cái này đó là Phật Huệ rọi vào cho mình một cái trực giác hay là cái tham vọng. Nếu mà mình muốn đi xuống Cà Mau để thuyết pháp, để làm cái gì đó, thì cái này chúng ta cũng dễ lầm lẫn trong cái tham vọng ta. Cho nên khi đi tới chỗ đó, nếu là tham vọng thì cái việc nó xảy ra không giống như những cái chúng ta nghĩ. Nó xảy ra không giống chúng ta nghĩ. Thì cái này để quý vị nên rút lại. Không phải cái nào chúng ta nghĩ cũng đúng hết đâu. Tại cái này nữa còn lẫn lộn. Cho nên Đức Phật nói là hàng Bồ Tát trở xuống vẫn còn lầm. Tức là vẫn còn sai lầm, chừng nào làm Phật đó mới không lầm nữa thôi. Còn trên bước đường tu chúng ta nữa là còn sai lầm. Nhưng mà còn sai lầm đó là chúng ta biết điều chỉnh và biết sửa đổi. Cho nên điều chỉnh và sửa đổi đó, để rồi chúng ta vượt qua được. Cho nên cái khi mà đi tới Cà Mau, thầy nói vậy, khi mà đi tới Cà Mau rồi nữa thì thầy quan sát, thầy thấy tia sáng trong lòng mình nghĩ thì nó như thế này, nhưng mà tới đó mình thấy không phải như vậy, không phải đúng như cái mình nghĩ. Không phải đúng như cái mình nghĩ thì sao? Thì bây giờ gọi là dùng trí phương tiện, tức là tùy duyên. Bây giờ tùy theo cái hoàn cảnh đó để mình xử lý sao cho nó tốt thôi. Thay vì đi tới đó thuyết pháp, nhưng mà tới đó thì mình gặp cái tình thế nó không tốt, an ninh không bảo đảm, hoặc là chính quyền chưa cho phép, thì thôi đổi ra từ một cái mà thuyết pháp sang một cái thăm viếng cũng được rồi. Ta nên từ một cái ta thỉnh mình xuống thuyết pháp, nhưng mà bây giờ không có giấy phép thì sao? Thuyết pháp rồi công an vô lập biên bản nữa, cho nên thôi, nó rằng không có giấy phép thì thôi tôi tới tôi thăm được rồi. Tới thăm mấy thầy, thăm các Phật tử, rồi thôi đi về, phải không? Đây là cái thấy mình chưa chính xác. Cho nên nó lẫn lộn ở trong cái tính toán của con người và cái Phật Huệ rọi tới. Cái Phật Huệ rọi tới đó, tự nhiên trong lòng mình nó lóe ra, nó lóe lên một tia sáng để mình muốn làm cái đó. Nhưng mà tới kiểm tra lại thấy không phải, thì cái này tức là thuộc về thức của mình, nó còn tồn tại ở trong lòng của mình đó, cho nên bây giờ nó phát lên chứ không phải là Phật rọi xuống. Cho nên trên cái bước đường tu của mình ấy, nó có ba cái trường hợp mà xảy ra trong tâm, các Phật tử nên nhớ nữa. Cái trường hợp thứ nhất á, Đức Phật nói là do trong tiềm thức mình hiện ra. Cái này là nhiều nhất, tức là nhiều đời nhiều kiếp mình quân tập ở trong tiềm thức rồi, mình ân quán nó đã có sẵn trong này rồi, ở trong lòng của mình á. Cho nên lúc bây giờ nó gặp tự nhiên bộc phát. Ta nên gặp một cái người đó mình thương hay gặp một cái người đó mình ghét, phải không? Ta nên cái thương hay là ghét á, ghét vô căn cứ mà thương cũng vô căn cứ. Cái này là gì? Đức Phật gọi là túc nghiệp, tức là nó có sẵn, cái người này có sẵn ở trong tiềm thức mình rồi. Cho nên bây giờ mình mới gặp mặt lần đầu thôi mà mình có cảm giác như là quen. Quen đời trước nó hại mình đó, hay là đời trước nó đã từng giúp mình đó. Cái này có. Tại cái thứ nhất là Đức Phật nói là do trong tiềm thức mình hiện ra, phải không? Do trong A Lại Gia thức hiện ra. Cho nên chúng ta cũng thấy được. Nhưng mà cái thứ hai đây là gì? Cái thứ hai này đó là thường Đức Phật gọi là quỷ thần báo mộng. Cái này có nhiều đây. Tất cả những người Phật tử chúng ta đó, mà có hay đi chùa, có hay lễ Phật, có hay cầu nguyện đó, thì thường thường chúng ta được cái báo mộng này. Được báo mộng, có người đó thì được ông Hộ Pháp tới kêu, phải không? Tên ông Hộ Pháp tới kêu. Đây là có. Nên cái trường hợp đó, thầy Minh Tân hồi trước tu chung với thầy ở chùa Ấn Quang đó, thầy đó bây giờ thầy cũng chết rồi. Nhưng mà thầy á, là có một cái người con mà nó gắn bó với cách mạng, bị mật thám nó theo dõi nó bắt. Thế nên mật thám nó theo dõi nó bắt, nhưng mà tự nhiên á, thầy đang nằm ngủ như vậy đó, nhưng mà thầy mơ. Thế nên thầy mơ á, thầy thấy á, ông Hộ Pháp á, Hộ Pháp trên chùa đó mà kêu, kêu thầy Minh Tân đó, bảo biểu thằng A thằng B gì đó nó đi đi.
biểu nó đi đi. Thì ông giật mình thức dậy đó, ông thấy ông hộ pháp kêu biểu thằng con ông biểu đi đi, thì ông mới kêu nó, ông biểu nó đi. Thì nó mới vừa ra khỏi nhà thì mặc thám vô. Cho nên cái này ta gọi là quỷ thần báo mộng, ta nên trên bước đường tu đó. Ta nên mấy ông thần đó họ thương mình đó, cho nên họ giúp mình, họ cứu mình bằng cách như vậy đó. Thì thường đó mình hay nằm mơ mình thấy. Bình thường như thế này thì mấy ông làm sao mấy ông kêu mình được hết. Mấy ông kêu mình không được, tại vì mình còn sống như thế này thì ông không thể liên hệ với mình được. Nhưng mà nếu cái người nào đó mà nhạy cảm một chút á, thì có cái cảm giác. Cho nên có cái cảm giác á, như là ai kêu mình đó, ai nói cái gì với mình đó. Nhưng mà có cái là mình nghe không được, mình giải không được thôi. Mình thấy trong lòng của mình á, nó có cái bất an nào đó. Thành ra thầy đó thường hay có cái trạng thái đó. Thành ra khi nào thầy làm một cái việc gì đó mà thầy thấy trong lòng bất an đó, thì thôi thầy ngưng, thầy không làm nữa. Thầy nói cái này mấy ông hộ pháp họ can đó. Cái việc đó thấy không khó mấy, nhưng mà sao thấy trong lòng mình nó bất an. Thì như vậy mình biết mấy ông hộ pháp can mình, cho nên thôi mình không làm, để cho nó yên đi. Còn ngược trở lại đó, cái chuyện đó thấy khó không ai dám làm hết đó. Nhưng mà sao mình thấy trong lòng của mình đó, không sợ, không lo. Thì cái trường hợp này đó, chính mấy ông thúc mình, mấy ông thúc mình đó, làm. Cho nên đến lúc bây giờ thầy mới thấy đường cái đó, là chính nó khó, nó khổ, nó nguy hiểm. Cho nên người khác không làm thì mình mới có cơ hội mình làm. Ta nói có cơ hội mình làm thì cái này là mới sanh ra công đức. Này là mấy ông hộ pháp suối mình làm, chứ không phải mình đồng gan sắt gì mà dám làm. Tự nhiên các ông thúc mình làm. Trong giấc mơ thì mấy ông thúc mình dễ, tại vì mình với ổng đồng nhau. Tại vì mình cũng là cái tâm, ổng cũng là cái tâm, cho nên hai cái này đồng nhau, cho nên mấy ông nói mình được. Nhưng mà bây giờ mình mang cái thân ngũ ấm, cái xác này vô rồi đó, cái xác này nó ngăn cái tâm, cho nên mình chỉ liên hệ với những người mà có cái xác này với mình, họ nói mình nghe được. Còn cái người vô hình nói mình cũng nghe được, cho nên mấy ông nói mình nghe được. Mà mấy ông chỉ có một cái, mấy ông kích thích cái tâm mình, làm cho tâm mình cứ động lên, phải không? Làm cho tâm mình động lên, thì trong lúc đó đó mình cũng được các ông hộ pháp thiện thần nhắc nhở. Thì tất cả các Phật tử nếu mà thực tu đó, mà có quan hệ tốt được với các vị hộ pháp thiền thần, thì chúng ta cũng được mách bảo bằng cái đó. Cái thứ ba là cao nhất đây. Cao nhất đây là cái người tu theo Kinh Pháp Hoa mà được Đức Phật hộ niệm đó. Thì cái này đó thầy gọi là từ ở trong cái định, ta nhập định mà nó trúng vô trong cái định vô lượng nghĩa. Cái định vô lượng nghĩa tức là định của Pháp Hoa. Cho nên được Phật huệ rọi vào tâm chúng ta đó, thì lúc bây giờ ta nhìn ta thấy sự vật rõ ràng. Ta thấy sự vật rõ ràng, ta sẽ không có sai lầm nữa. Thì cái trường hợp này đó, vào định để mà thấy Phật, vào định để mà nghe Pháp, vào định để mà quyết đoán mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, thì cái trường hợp này là do Phật huệ quyết định. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó có ba cái trường hợp như vậy. Thì khi còn ở trong nhà lửa tam giới này nữa, nếu mà ta nương theo Kinh Pháp Hoa ta tu hành nữa, thì quý vị sẽ nhận được một ở trong ba cái trường hợp đó. Thì chúng ta kiểm chứng lại để chúng ta tu hành. Thầy xin ngừng ở đây sao tiếp. Nên có những cái người mà sống ở trên cuộc đời này, họ có một cái phước báo lớn. Đức Phật ví như là chư thiên, tức là có cái phước báo lớn. Thì lúc bây giờ đó, họ có một cái sự nghiệp lớn, mình thường mình gọi là giàu có. Họ có một cái sức khỏe tốt, đó là phước của họ. Người mà giàu có của cải, người mà có một cái sức khỏe tốt thì đây là phước. Nhưng mà ở trong lúc có cái phước như vậy đó, chúng ta tưởng là an lành. Ta tưởng những người giàu có, những người có địa vị xã hội, những người mà ngoại hình dễ coi,
sức khỏe tốt thì những người đó là những người coi như có hạnh phúc. Đức Phật nói là những người đó những người có phước. Nhưng mà những người đó đó, đôi khi đó họ khổ mà họ còn khổ hơn những người khác nữa. Cho nên những người mà giàu có thì quý vị thấy mỗi một lần xã hội thay đổi thì những người giàu có là những người khổ, những người có địa vị là những người khổ, khổ hơn người thường. Tức là một cái chế độ thay đổi thì những người ở cái chế độ trước mà có quyền thế thì qua cái chế độ sau nó họ khổ hơn. Họ giàu có đó thì qua cái chế độ sau họ khổ hơn. Trong cái lúc đó nếu mà họ hết phước đó, thì liền cái khổ tới mà tới nhiều hơn họ. Cái thứ hai đó là ở trong cái khi mà họ đang giàu có như vậy, họ đang có địa vị đó, nhưng mà họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Tại vì muốn được giàu có, muốn có địa vị thì ở trong đầu của họ nó phải tính toán, phải tính toán, phải hơn thua. Nhưng mà tính toán thì chính cái đó nó làm cho họ cũng mất ăn mất ngủ đi, cho nên họ cũng có cái khổ. Nên Đức Phật nói là cái khi mà mình có một cái ý mong cầu về phước báo thì mình đã khổ, mà được cái phước báo tới với mình rồi nữa, mình cố mình giữ nó đó, mình khổ hơn. Và khi mất nó đó thì mình lại càng khổ hơn nữa. Cho nên Thầy cũng đã từng chứng kiến những người mà ham địa vị mà bị mất địa vị, ham tiền của mà bị mất tiền của. Thành ra những người đó họ khổ đến cái độ mà họ điên và đến cái độ mà họ phải tự tử. Thì như vậy đó, họ cũng có cái nỗi khổ của họ. Người giàu có cái nỗi khổ của người giàu. Cái thứ hai đó, cái người trí thức, cái người trí thức thì lại cũng có cái khổ của người trí thức. Cho nên họ biết nhiều, họ biết rất nhiều việc, nhưng mà họ không bao giờ làm được. Họ nói thiên hạ không nghe, không thể chấp nhận và không làm theo ý của họ được, thì những người đó họ cũng khổ. Cho nên vì họ khổ, họ không bằng lòng, họ bực bội. Cho nên chính Đức Phật nói cái không bằng lòng đó, cái bực bội đó nó thiêu đốt họ. Họ thiêu đốt cái gì? Tức là thiêu đốt cái tâm của họ và thiêu đốt cái thân của họ. Cái hạng thứ ba cũng khổ, tức là vừa khổ về vật chất, gọi là người không có phước, thì vừa khổ về vật chất mà cũng lại vừa khổ về tinh thần. Cho nên cái ham muốn nó không bao giờ được, cái ham muốn của mình nó không bao giờ tới, thành mình mong cầu mà không bao giờ được, cho nên mình khổ. Từ cái khổ đó vì không được cho nên mình sanh buồn phiền, mình sanh oán hận. Cho nên Đức Phật nói là cái người nghèo đó, khổ đó, thì cái người đó họ có nhiều cái oán hận. Cho nên khi mà chúng ta gặp một cái người nghèo, gặp một người họ thất nghiệp, một cái người họ đang khó khăn, thì những người đó, đó họ có thể hung bạo, họ có thể dữ hơn là cái người bình thường. Đức Phật ra đời đó, Ngài nhìn Ngài thấy trong ba cái hàng người này mà Ngài thương xót. Cho nên Ngài thương xót đó, Ngài mới nói pháp và cứu vớt họ. Cái pháp của Đức Phật nói ra đó thì trong Kinh Pháp Hoa ví như là ba xe mà ta gọi là Tam Thừa. Tam Thừa giáo, tức là cái giáo pháp đó đem thí dụ cho ba chiếc xe. Ba chiếc xe này dùng để làm gì? Để ra khỏi cái nhà lửa tam giới này. Thế ra khỏi cái nhà lửa tam giới. Bây giờ nữa cái nhà lửa tam giới này là gì? Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái thân của chúng ta này, cái thân ngũ ấm này nữa, là ví như là cái nhà. Cho nên gọi đây là ngũ ấm xá.
Ngũ ấm xá tức là cái nhà ngũ ấm, một cái tổ hợp vật chất và tinh thần, nó gọi đó là chúng sanh, hay nó gọi đó là con người. Thành ra trong cái con người chúng ta đây đó, Đức Phật gọi đó là một cái nhà. Cho nên khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài tuyên bố một câu nữa là từ đây về sau, tức là ta không xây dựng thêm những cái nhà nào khác nữa. Tức là từ đây trở về trước á, thì ta bỏ cái nhà này, ta xây cái nhà khác, và liên tục ở trong bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau như vậy. Tức là ta bỏ cái thân này thì ta lại thọ cái thân khác, bỏ thân khác ta thọ thân khác nữa. Cho nên ở trong sáu đường sanh tử đó, chúng ta luôn luôn trôi lăn vào trong đó. Cho nên khi ta cùng cực của khổ đau thì ta rớt xuống tới địa ngục. Rồi ở từ trong địa ngục đó chúng ta mới bò lần ra, mà lên tới con người, lên tới chư thiên, tức là ta có được chút phước báo. Thì khi hưởng hết phước rồi ta lại rơi xuống thế giới Atula. Tức là cái người mà đang giàu có mà bị mất hết của cải thì họ khổ và họ hận đời nhiều, cho nên đó, họ dễ hung tận. Cho đây ta gọi là quỷ hay là Atula. Thì từ Atula đó mà làm tất cả các việc ác á, thì sẽ rớt xuống địa ngục. Đây là trên cái bước đường tu hành á, người ta luôn luôn thay đổi như vậy. Cho nên Thầy có gặp một cái anh mà đệ tử của Hòa Thượng Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh. Cái anh này đó, anh kể lại cái cuộc đời của anh. Anh bảo rằng từ ở ngoài Trung mà đi vào ở trong miền Nam, đi vào trong miền Nam này để lập nghiệp. Thì trong cái lúc đó, nhiều hồi đói mà không có tiền mua một khúc bánh mì lạc để ăn. Đây có đạo hữu nào nghèo tới mức đó? Tức là không thể kiếm ra được đủ tiền để mua một khúc bánh mì mà ăn nữa. Tại nên khổ sở như vậy đó. Cho nên anh có một cái ý định là thôi mình tự tử đi, phải không? Tại nên có ý định tự tử đi. Thì bây giờ nó có một cái ý định tự tử. Thì trong lúc đó nó, anh đã nhìn thấy cái chùa Vạn Đức. Ta đã thấy cái chùa Vạn Đức và nghe người ta tụng kinh Pháp Hoa trong đó. Trước khi mà tự tử nó lại nghe được kinh Pháp Hoa và thấy được cái chùa. Cho nên em mới khởi lên cái ý niệm mình thôi, trước khi mình tự tử nó, mình nên vào chùa để mình lại Phật cái đó rồi hãy tự tử. Đây các đạo hữu nên nhớ cái đó. Khi nào mà cùng cực khổ đau nó muốn tự tử nó, thì thôi đi về chùa lại Phật rồi hãy tự tử, phải không? Tức là có một cái ý niệm là lại Phật, có cái ý niệm là muốn thấy Phật và muốn nghe lại những cái lời của Đức Phật dạy rồi mới tự tử. Nhưng mà cái may mắn của anh này nữa, cái khi anh vào chùa, anh lại Phật rồi anh nghe tụng kinh Pháp Hoa. Tự nhiên tụng kinh Pháp Hoa nữa, tại vì cái căn lành của anh có, cho nên nghe tụng kinh Pháp Hoa nữa, là cảm được rồi ngồi xuống đó rồi tụng với người ta, tụng kinh với người khác. Ta nên nghe kinh rồi chuyển sang một cái mà tụng kinh. Thì khi mà anh tụng kinh, khi anh tụng kinh xong đó, thì lại anh được cái may mắn khác nữa, tức là anh được nghe Hòa Thượng Trí Tịnh giảng kinh. Tại vì sau khi tụng một phẩm rồi đó, thì thường Hòa Thượng hay ra Hòa Thượng giảng cho người ta nghe. Ta nên nghe Hòa Thượng giảng kinh, sau anh nhìn anh thấy Hòa Thượng Trí Tịnh, anh thấy anh kính trọng quá. Tự nhiên thấy kính trọng quá mà anh quên cái tự tử của mình đi. Rồi từ cái chỗ mà kính trọng Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi mới xin quy y với Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi đó mới tới chùa tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà vì anh tụng do cái căn lành của anh, do cái căn lành đời trước của anh và cái nhân duyên đắc độ với Hòa Thượng Trí Tịnh, cho nên anh tụng với tất cả tấm lòng của anh. Từ cái chỗ đó mà cuộc đời anh nó thay đổi. Từ một cái người mà kiếm một khúc bánh mì ăn không có,
Nhưng mà nó thay đổi cuộc đời của anh á, cho tới bây giờ ở trong tay anh đã có đến cả hàng ngàn tỷ đồng. Đây là một cái việc mà rất là lạ lùng. Cho nên anh quy y với Hòa Thượng Trí Tịnh, rồi anh mới tới đó anh tụng kinh Pháp Hoa với người khác. Mà như vậy đó, cuộc đời anh nó bắt đầu nó thay đổi. Cho nên người ta tu, người ta đổi đời. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Anh này đang cùng cực của khổ đau, tức là sắp đọa vào địa ngục rồi. Nếu mà anh không thấy cái chùa Vạn Đức, anh không nghe tiếng tụng kinh Pháp Hoa, và anh không gặp Hòa Thượng Trí Tịnh tới độ nữa, thì anh sẽ tự tử. Mà tự tử là chắc chắn đi vào địa ngục thôi. Cái việc quan trọng là chúng ta thấy vậy đó. Nhưng mà nhờ cái căn lành đời trước, cho nên anh nhìn thấy cái chùa, rồi anh nghe tiếng tụng kinh, rồi anh được gặp Hòa Thượng để anh quy y, mà cuộc đời anh thay đổi. Thì như vậy đó, làm gì để mà thay đổi cuộc đời? Tụng kinh thay đổi cuộc đời. Nếu mà nói như vậy đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đây đó cũng tụng kinh. Nhưng mà quý vị có đổi đời không? Người tụng kinh mà đổi đời từ xấu mà sang tốt cũng có. Nhưng mà người tụng kinh đổi đời mà từ tốt sang xấu cũng có. Những người đang làm ăn tốt nhưng mà đi chùa, lễ Phật, tụng kinh, tu hành, rồi một lúc đó lại là nghèo khổ. Thế nên nghèo khổ, rồi buồn phiền, rồi sân hận, tức là đọa địa ngục. Thì ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi đó là phá pháp tội chướng. Cái tội phá pháp đó, cái này nữa. Thì bây giờ đó, chúng ta tự kiểm lại xem coi chúng ta tu như thế nào mà gọi là hành giả Pháp Hoa, và ta tu như thế nào nữa mà đây gọi là phá pháp tội chướng. Phải nhận ra được cái chỗ này để chúng ta không phạm phải cái sai lầm. Đương nhiên đó, cái người mà họ có cái phước báo đời trước, họ có một cái căn lành đời trước, nhưng mà khi sanh trên cuộc đời này nữa, họ không được may mắn. Họ không được may mắn, nhưng mà phước họ vẫn có. Như cái anh mà thầy vừa nói đó, là cái anh này cái phước anh có, anh đáng lẽ làm giàu đó, nhưng mà vì thất bại, thất bại cho đến một mẫu bánh mì không có ăn nữa. Thì bây giờ đó, nhờ căn lành đời trước cho nên nhìn thấy chùa, nghe kinh thì liền phát tâm. Cho nên cái quan trọng nhất là tất cả các Phật tử nên biết là chúng ta phát tâm. Thì khi mà chúng ta phát tâm thì chúng ta phát bằng cách nào? Nếu mà quý vị phát tâm đó, nghĩ mình tụng kinh Pháp Hoa để mình lại Phật, rồi đó mình sẽ được giàu có đó, thì cái này rơi vô lòng tham, không bao giờ được đâu. Nhớ cái điều đó, đó. Cho nên những người đó, mà họ tới chùa rồi họ cúng một đồng bạc hay họ cúng một trái chuối đó, rồi họ khấn Bồ Tát Quan Âm để cho họ cái này, cho họ cái kia nhiều hơn, phải không? Cái này là phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm. Cho nên phát xuất từ lòng tham chứ không phải Bồ Đề Tâm, cho nên họ sẽ không bao giờ được. Nếu mà được thì chỉ có quỷ thần cho họ thôi. Cho nên quỷ thần có thể giúp họ chỗ này, nhưng mà quỷ thần giúp họ đó, họ có được hưởng không? Đây là rất nguy hiểm. Tức là quỷ thần là thầy ví như là cái trường hợp mà ta gọi là xã hội đen, phải không? Tức là quỷ ma là thuộc về xã hội đen. Tại vì chúng ta làm ít mà chúng ta muốn hưởng nhiều á, thì cái này phát xuất từ lòng tham, nó hợp với cái này rồi. Ta nên người bình thường như thế này, bình thường như thế này nữa, thì họ biết nếu mà chúng ta nữa làm ăn lương thiện thì cái sự thu nhập của chúng ta đó, cái mức cho phép của nó tới đâu. Mà bây giờ cái người tu đương nhiên mình phải lương thiện và trên cái người lương thiện nữa thì gọi là tu chứ. Nhưng mà mình dưới cái mức lương thiện thì cái chuyện này không phải là tu rồi.
Thành ra dưới cái mức lương thiện á, thì chỉ có một cái ta gọi là xã hội đen. Thì cái xã hội đen ở trên trần gian này với cái xã hội đen vô hình á, hai cái này giống nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu. Thành ra ta cũng thuộc về cái dân xã hội đen. Tức là ta cúng ít mà ta đòi nhiều, phải không? Thì cái xã hội đen vô hình kia đó là những người đó họ cũng vì tham lam. Họ vì tham lam, vì ích kỷ mà họ không đạt được cái ý nguyện của họ. Họ chết đi họ thành quỷ. Thành họ thành quỷ thần. Cho nên họ cũng tham lam ích kỷ. Bây giờ chúng ta cũng tham lam ích kỷ. Hai cái này đó đồng nhau. Cho nên lúc bây giờ đó ta gọi đây là gì? Quỷ nhiếp trì. Thành ra những người này đó họ cầu nguyện, họ quỷ nhiếp trì. Rõ hơn nữa đó là những người mà Thầy nói họ đi chuột bùa chuột ngải đó. Họ đi chuột bùa chuột ngải đó thì cái trường hợp thuộc loại này. Mà họ tới họ cầu Phật á với hình thức này đó thì cái trường hợp này cũng chỉ có quỷ thần thôi. Cho nên á, quỷ thần á, nó mới lợi dụng Phật giáo á. Thiệt ra thì là quỷ thần chứ không phải là tu. Nhưng mà vì á, muốn lợi dụng Phật giáo, muốn lợi dụng cái người mà tín ngưỡng Phật giáo đó, cho nên cái miếu, cái đình, cái đền gì đó họ cũng lại thỉnh tượng Quan Âm về họ để đó. Để cái tượng Quan Âm đằng trước, nhưng mà bên trong đó thì bói toán lên đồng đó. Đây không phải là Phật. Nhưng mà vì á, muốn lợi dụng Phật để đang làm những cái chuyện mà mê tín dị đoan, cho nên nó tự cái này kéo vô. Thì như vậy đó, từ cái chỗ quỷ thần kia với những cái người sống này, hai cái này kết với nhau. Cho nên cái cầu của chúng ta đôi khi cũng có, cũng được. Nhưng mà cái được thì ít, nhưng mà cái mất thì nhiều. Vì đây nó không phải là lương thiện. Cho nên những người làm ăn mà không lương thiện đó, thì chúng ta biết đó, họ có thể được, họ kiếm lời rất nhanh, nhưng mà họ mất cũng rất là nhanh. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không đầu tư vô đây. Ta không đầu tư vô cho những người xã hội đen này, ta cũng không đầu tư vô cho cái xã hội đen vô hình nữa. Tại vì người Phật tử chúng ta không làm chuyện sái quấy này đâu. Vì phát xuất từ lòng tham, cho nên không phải là bồ đề tâm, cho nên Phật cũng không gia bị tới được. Cái anh này sở dĩ được là vì anh có cái căn lành đời trước, cho nên anh nghĩ thôi mình chết rồi, phải không? Nhưng mà trước khi mình chết thôi mình lại Phật rồi mình chết. Lại Phật để chết chứ không phải là lại Phật để làm giàu. Trong lòng anh không có nghĩ là lại Phật để làm giàu đâu. Mình biết mình hết rồi, không thể làm gì được nữa hết, cho nên chỉ còn có chết thôi. Nhưng mà trước khi chết ta lại Phật rồi ta chết, phải không? Cho nên từ cái chỗ muốn lại Phật để mà chết, sanh ra cái tâm mà kính tin Đức Phật đó, cho nên anh liền được Đức Phật gia hộ tới. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên nhiều người họ xa cơ thất thế, ở trong hoàn cảnh khó khổ mà họ thoát được tất cả các cái nạn tai rồi họ vươn lên đó, thì chúng ta biết lúc đó cái tâm họ tốt. Cho nên cái tâm họ tốt, họ có một cái kính trọng Phật thiệt. Cho nên lúc bây giờ họ được Phật gia bị tới mà họ thoát tất cả những tai nạn. Cho nên đây ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Cho nên từ cái chỗ phát tâm Bồ Đề, cho nên cái anh này vì kính trọng Phật mà lại. Và anh đọc kinh anh thấy nó thấm ở trong cuộc sống của anh mà anh đọc. Chứ anh cũng không nghĩ là anh đọc kinh anh sẽ làm giàu, phải không? Anh không nghĩ anh đọc kinh anh sẽ làm giàu đâu. Nhưng mà cái điều lạ đó là cái trường hợp đổi đời anh đi, phải không? Với cái tấm lòng như vậy đó, anh đọc kinh, anh đọc kinh rồi nữa, anh ra anh cũng không nghĩ là cái trường hợp cuộc đời mình thay đổi nữa. Nhưng mà trong cái lúc đó nhờ cái tâm anh nó trong sáng như vậy đó, nó khiến có một cái người ở bên cạnh đó, họ nhìn họ thấy cái anh này, họ khởi lên cái tâm thương chứ. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận đó. Cho nên ta gọi là quới nhân là vậy. Ta nói trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, thường gặp quới nhân mà giúp đỡ chúng ta là vậy. Tức là Phật có gia bị tới, cho nên bây giờ khiến có quới nhân giúp đỡ. Ta nói thấy anh này không có gì ăn hết thì cái trường hợp này đó, người ta móc đãi ra anh ta, ta cho thức ăn, phải không? Anh cũng không xin. Nhưng mà tự người ta thấy như vậy đó,
Thấy anh này có vẻ là đói cho nên người ta móc ra người ta cho. Không có tiền mua bánh mì, nhịn đói cả ngày rồi. Bây giờ nếu người ta nhìn, người ta thấy, người ta thương thì người ta móc bánh mì ra người ta cho ăn. Tại người ta đem theo để người ta ăn. Nhưng mà thấy cái anh này để tự người ta thương rồi người ta cho anh ăn. Ta nói cho cái anh này ăn rồi đó, anh ăn xong này rồi đó, anh tiếp tục anh tụng kinh. Anh chỉ nghĩ tới ăn rồi tụng kinh thôi chứ không làm nữa. Thì lại may mắn cho anh lại gặp một cái người khác nữa. Ta nói người khác nữa đó, mới giúp đỡ anh trong cái vấn đề làm ăn. Giúp đỡ làm ăn là gì? Tức là giúp cho anh bằng cách anh về anh làm thuê cho tôi, phải không? Tức là làm thuê cho một cái người này. Mà khi làm thuê cho một người này đó, thì anh không phải là một cái người hèn hạ. Đây là trên cái bước đường tu đó. Là người Phật tử nó có một cái khác. Cái người Phật tử thì nó có cái khác ở chỗ này. Cái khi mà mình làm cho người đó, là ở trong thâm tâm mình nghĩ gì? Cái này là của người ta, phải không? Ta nên nghĩ là của người ta, mình không nghĩ là gian lận, mình không nghĩ là bớt xén, mình không nghĩ là lấy cắp. Cho nên cái người Phật tử có khác chỗ đó. Ta nên những người khác á, thì thầy thấy ngay ở trong đạo tràng mình á, ta nên có một cái người đó cũng từ miền Trung chạy vô rồi đó, cũng xin vô đạo tràng rồi cũng quy y, phải không? Cũng quy y, cũng có pháp danh. Bây giờ đã gặp một cái Phật tử, họ thấy cái chị này đã không có cái chỗ ở, cho nên thôi cho về ở đậu. Cho về ở đậu thì cái khi mà người ta bán nhà đó, chỉ bắt chia tiền cho chị mới chịu đi, phải không? Các Phật tử nghĩ xem, thầy nói cái này không phải Phật tử. Người Phật tử không có cái tâm đó. Người ta cưu mang mình, ta giúp đỡ mình, ta cho mình ở không á, thì cái này mình quá mang ơn người ta rồi chứ. Mà bây giờ nó còn đòi người ta chia cho mình nữa, là quý vị nghĩ sao? Cái lòng tham quá mức. Thì thầy nói cái này không phải là Phật tử. Dù có quy y, dù có thọ pháp y, nhưng mà cái người này thọ pháp y không đắc pháp, có quy y cũng không trở thành Phật tử được. Đây chúng ta thấy cái này rõ rồi. Tại vì nó phát xuất từ cái lòng tham, phải không? Từ cái lòng tham kia cho nên mới nghèo khổ. Mới nghèo khổ nhưng mà bây giờ đó, đi vô chùa rồi quy y, rồi lại Phật, rồi tụng kinh, thì người ta thấy mình có tụng kinh, thấy có lại Phật mà không có chỗ ở, người ta thương như vậy, nhà người ta rộng, người ta đem về cho ở. Nếu là người Phật tử đó, lúc bây giờ nếu mình thấy Phật cứu mình, Phật độ mình, cho nên mới khiến có quý nhân giúp đỡ mình, thì như vậy mình nên trân trọng cái này. Nhưng vì khởi lên cái lòng tham, khởi lên lòng tham là muốn lấy của người khác, cho nên chắc chắn là cái việc này không thành rồi. Còn cái anh này đó, cái khi người ta cho một mẩu bánh mì thì lại có một cái tâm cảm ơn người tốt đã giúp mình. Bây giờ người ta cho mình làm công thì mình cảm ơn họ giúp mình có công ăn việc làm, phải không? Đây là cái chính. Mình thất nghiệp không có việc làm, không có cơm ăn, mà gặp một người cho mình cơm ăn, mình cảm ơn họ. Bây giờ gặp người cho mình việc làm nữa thì mình cảm ơn họ chứ. Ta nên anh này anh vô anh làm công thôi. Ta nên làm công á, nhưng mà anh làm với tất cả tấm lòng của anh. Tại anh nghĩ đây là cái người mà có một cái ý tốt muốn giúp đỡ mình, có một cái ý muốn giúp đỡ mình, cho nên mình trả ơn bằng cách mình làm với tất cả tấm lòng của mình. Ta nên anh làm với tất cả tấm lòng của mình, là một người tốt, là một Phật tử, cho nên lúc bây giờ đã hộ pháp Long Thiên mới gia bị tới cho anh. Đây là trên bước đường tu đó.